cái app này nè, nó like á, tự nhiên nó làm cho mắt nó thâm vậy ta. Bình thường mắt mình đâu có ghê vậy đâu, đúng không? Ừ, cái app này nó bị ảo á, nó like làm mình mắt mình thâm ghê luôn á, đúng không? Mắt tôi đâu có thâm gì đâu, sao vô app này thâm ơi là thâm trời. Các trời ơi, các chị ơi, cho em xin comment. Thôi bật miếng lấy lại lại đi, nóng quá chịu không được luôn. Bà sạch mật ong nó lấy gì nữa nó ra, bà ghi là mật ong nghe đó nó mới ra. Vô lại các tình yêu ơi. Đọc dạ, viên. Nha. Lần này mà like mà không thấy ai coi luôn, nghĩ like tức quá, má ơi thiệt sự luôn. Bây giờ ai đang coi like nhận được thông báo ghi chữ nhận được cho em cái mới chứ. Thấy được nhau đi mấy chế ơi, bây giờ ai nhận được thông báo các chị ghi ok cho em cái thì like này mà like không được nữa thôi nghỉ like luôn nha, nghỉ like luôn á, tức dễ sợ luôn á. Hello chị Hoa Ngọc, bây giờ mấy chị tương tác mạnh mạnh lên cho em cái, cho cái view nó lên một xíu, lấy em tặng cái chị lớn luôn. Ai coi like chia sẻ like cho em nha. Dạ mấy chị cho em xin một chấm một xe, mấy tương tác nhiều nhiều. Ai đang coi like mấy chị thương em, mấy chị share cho em một nút chia sẻ. Mấy chị like cái bài em đang like. Tại vì khi mà mấy chị like cái bài em like trực tiếp luôn là người ta sẽ nhận được thông báo. Các chị hiểu không? Nói chung là mấy chị phải chịu khó tương tác, mấy chị share một xíu giùm em, cho Facebook nó share vô hội giùm em cái, cho nó cái view nó lên. Tại vì em để ý luôn, hôm nào em like liên tục 2 ngày thì nó không bị nha. Em chỉ cần ngưng một ngày thôi, qua ngày hôm sau nó bị mất tương tác liền, không thấy mấy chị yêu của em luôn á. Rồi vô like chia sẻ like cho em cái. Dạ mấy chị yêu xem like rõ mà cho em xin chữ rõ 1.1 xe mấy chị. Hello chị Hoa Ngọc, em chào chị Nhi Nguyễn, thấy chị Thảo Vi, em thấy chị Trần Thị Phương Thanh, em chào chị Trân Chu Ly, chào chị Thu Lê, chào chị Kim Phụng Nguyễn, em tức quá. Dạ, em chào chị Hiệp Phan à. Chào chị Lê Ngọc Dầu, chào chào cô Nguyễn Thảo, muốn chị tương tác gì đây chị Hoa Ngọc? Ú trời ơi chị tương tác những gì chị thích thôi, nhưng mà chị tương tác cho em vui là được rồi, vậy like mỗi ngày đi bé. Dù cha cũng phải cho mấy anh thở, mấy anh tức quá, hôm nay mấy anh không thấy được like, mấy chị không thấy được thông báo, không thấy được người đang coi like, em điên máu lên rồi đó. Dạ mấy chị yêu xin được like mấy chị yêu cho em một chấm nha mấy chị yêu ạ, để em chuẩn bị lên chương trình tặng. Em sẽ đi tặng các chị đầu like cái này. Các chị ơi, bà lên máy bà chat giùm tôi coi ở ngoài người ta đang bán bao nhiêu tiền một lọ. Dạ bán 1.500.000 chị. 1.500.000 cái gì má, 1.500.000 là 4 lọ. Chứ không phải 1.500.000 một lọ, mật ong gì 1.500.000 một lọ bà nội ơi. Các chị ơi, xe giùm em. Em mới về được cái này, nhưng mà em về được rất là ít, cực kỳ ít, và hàng của em là hàng mới đắt xa, chứ em không bán hàng giả và em không bán hàng cận đắt. Một hộp mật ong này em tính bán các chị là 200 mấy chục ngàn, các chị tương tác mạnh lên cho em để cho em tặng các chị lớn luôn. Hôm nay không nhận được thông báo tương tác thông báo tặng các chị hết mình luôn, chia sẻ lại cho em. Dạ chứ mấy chị cho xin một nút chấm với mấy chị yêu nha, mật ong nghe rất là tốt luôn mấy chị yêu ạ. Có ai chưa được xài chưa? Comment chủ chưa đi, hôm nay tặng các chị không đồng luôn nè, chơi lớn luôn nè. Dạ mấy chị đã sử dụng sản phẩm mật ong nghe này chưa ạ? Cho em xin một chút cảm nhận cho mấy chị yêu nha. Ai, ôi ơi, bé chưa có đi Cam Ranh. Bé có đi thì bé dẫn like mà, chị ơi. Sao bé quên mấy chị được? Ai coi like chia sẻ like. Tức quá má ơi, thiệt á. Phải câu view mới được. Dạ, mật ong này rất là tốt luôn nha mấy chị yêu nha. Trời ơi, ai bán mắc dữ vậy trời, 725.000 hũ nữa trời. Đây cái chị, có người bán mật ong nghe 725.000 một lọ. Hộp mật ong này nè, hộp mật ong này nè, em bán, em nói thiệt mấy chị, em bô được giá tốt hay như thế nào em cũng phải bán là 200 mấy chục ngàn, không thể nào bán rẻ được. Bây giờ mấy chị chia sẻ một cái, ai chưa xài các cái gì còn bên chủ chưa, nếu nhiều người chưa được xài mật ong của Nga, chưa được xài mật ong nghệ hả Minh Anh không? Dạ mật ong Nga chị yêu ạ. Mật ong của Nga là loại lấy từ loại mật ong tổ lớn á, và mật ong này là làm từ mật ong đen của Nga, và người ta ủ nó sệt như thế này là người ta ủ 6 tháng, nó có một cái men sống ở trong cái mật ong của Nga luôn. Thì mật ong của Nga này nó hay lắm mấy chị, thứ nhất nó vừa hỗ trợ trị được bệnh,
Thứ hai là ai bị đau dạ dày trào ngược, nó hỗ trợ đau dạ dày trào ngược. Và cái thứ ba, cái mật ong nghe này các chị ơi đắp lên làm mặt nạ luôn. Cái này là mật ong nghe cô đặt nguyên chất để người ta dùng để người ta uống. Mật ong này là mật ong rừng. Hello chị Nguyễn Thoan, em tức quá rồi, bây giờ em không thấy tương tác, em tặng cho lên tương tác với chị. Mấy chị đã từng sử dụng mật ong nghe chưa ạ? Nếu chưa cho em xin chữa chưa mấy chị em. Mật ong nghe, mật ong rừng, Bacrocaston 100% là tự nhiên. Và đặc biệt dòng này là được chứng chỉ 4 huy chương tại hội chợ quốc tế. Và mật ong nghe này là dòng này là mật ong nghe hoa linden. Có chỗ bán một hộp 725.000 các chị ạ. 725k. Có chỗ báo một hũ này 300 mấy chục ngàn. Em chỉ các chị nhìn nè, 100% hàng chuẩn nha. Ai chưa comment chữ chưa, hôm nay em tặng các chị hết mình luôn, share like giùm em. Chị em nào chưa sử dụng mật ong nha, chữ chưa giúp em để tặng cho mấy chị trải nghiệm sử dụng thử với mấy chị yêu nha. Chấm giùm em nha các chị nha. Đây các chị, mật ong của Nga, mật ong rừng của Nga. Đây. À, đây là ngày sản xuất đây các chị, ngày 2 tháng 5 năm 2021. Và hạn của sử dụng của nó là được 3 năm kể từ ngày sản xuất. Là các chị tính đi, là date của nó được cho tới tháng 5 năm 2024. Rất là tốt mật ong nghe. Bây giờ các chị tương tác mạnh lên cho em sẽ cho các chị trải nghiệm thử luôn. Dạ. Tức quá rồi không chị thấy view. Sử dụng cho em xin chữa chưa mấy chị yêu nha. Em cho mấy chị lên nóc nhà luôn. Hello chị Nguyễn Thanh, chào chị Trần Lĩnh. Hello người đẹp Hiếu Nguyễn, chào chị Trân Chu Ly. Chị chưa dùng, chỉ dùng loại nhà Minh Anh được 8 hộp thôi chị Đỗ Bích Đạo. Ok mấy chị. Bây giờ các chị lên cho em cú pháp. Dạ lấy em cú pháp là mật ong nghe mấy chị yêu. Các chị ghi cho em cú pháp. Mã này em xin tặng cho những chị nào có nút chia sẻ và mua hàng trực tiếp trên live. Em đang bán hũ này, nếu em sale các chị em bán một hũ 230.000. Bây giờ mình chịu khó, em bỏ tiền ra thay vì em chạy quảng cáo, em tặng các chị lấy tương tác đầu like. Nhưng các chị phải chia sẻ like cho em. Chia sẻ trực tiếp trên live, em tặng cho các chị trên live bao nhiêu tiền một hũ. Chị nào lấy mật ong Nga, các chị ghi là mật ong Nga. Thương em có nút chia sẻ và like cái bài viết em đang like, em tặng cho. Không, tặng nhiều quá thì chết rồi, lỗ nhiều lắm. 20 người đầu tiên. 20 người đầu tiên sẽ được chị mới anh tặng mật. Không biết các chị lấy bao nhiêu hũ, nhưng em chỉ có được mấy chục hũ, em tặng 20 người. Tại vì nếu tặng 10 người thì ít quá, mấy chị chia sẻ ít lắm. 20 chị đi, cho 20 chị chia sẻ cho em. Em tặng 20 người đầu like. Em đang bán hũ này, hồi nãy em tính bán 230.000. Thề luôn, nói điêu mất lọc. Các chị có nút chia sẻ. Em tặng các chị 99.000 một hũ mật ong nha. Em có phải là mật ong nha, mấy chị nghe 99k một hộp luôn, ở ngoài thị trường bán bây giờ là 700 mấy một hộp. Em tặng các chị đầu like 99.000, 100% hàng chính hãng. Đắt được cho em 3 năm kể từ ngày sản xuất là tới năm 2024 tháng 5. Mật ong của Nga, không cần biết mấy chị lấy bao nhiêu hũ, em tặng đúng 20 người đọc tên. Ai coi like các chị chia sẻ like, các chị cứ lên trên mạng các chị search hot cho em, các chị coi giùm em rẻ nhất 250.000 một lọ. Không ai bán các chị 99k, em chỉ tương tác đầu like. Dạ, ai coi like chia sẻ like giùm em. Dạ, nghe mấy chị nghe 99k một hộp ạ. À. Mật ong này hay lắm á, chị liệu luôn á, uống á chị ơi là hỗ trợ đau dạ dày luôn. Và đặc biệt nữa dòng này là siêu ok. Các chị ai đang coi live chắc kỳ hồi nãy thấy cái shop kia nó bán rẻ nhất luôn á là 200 mấy. Nãy bà coi giùm tôi đi. Dạ, chia sẻ live giùm em. 99k một hộp luôn à. Em không bán hàng đểu, các chị về các chị uống. Ai bán hàng giả, riêng Kinh Ly em nói một câu luôn, bé anh không bán hàng giả, 100% là hàng chuẩn chính hãng. Loại mật ong Nga này nha các chị ha. Ai coi like để em search luôn. Ai coi like chia sẻ, hồi nãy thấy cái loại ở bên shop kia bán rẻ nhất luôn cũng 250 hũ. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Dạ chị, mật ong em cũng phải là mật ong Nga. Cái này nó tăng đề kháng cho các chị luôn á. 99k mấy chị yêu à. Em thấy ở trên mạng đây, chỗ này bán rẻ nhất 250 một hũ. Mật ong Nga hàm lượng chất chống oxy hóa và đặc biệt mật ong này là phòng bệnh, làm đẹp da. Ai coi like chia sẻ like. Em tặng cho ai đang coi like chia sẻ like trực tiếp cho bé anh. Chơi lớn luôn. Dạ. Lớp đêm này không biết các chị lấy bao nhiêu hũ nha. Ai coi like chia sẻ. Trời ơi cái gì vậy? Chị Phường Nguyễn 10 hũ đi bé yêu ơi, chị dùng sản phẩm này rồi, hũ này rất là mắc luôn. Bé anh bán quá rẻ luôn chị Phường Nguyễn châu cha mẹ ơi. Dạ. Ai coi like chia sẻ like dạ, cho em. Em không phải là mật ong nghe mấy chị nghe, 99k một hộp luôn ạ. À. Em trường bán là 250 725. Em đọc tên, chị nào là khách mới mấy chị chia sẻ like cho em mấy chị ơi, tặng các chị bao nhiêu tiền? Dạ mật ong nghe là 99k một hộp mấy chị.
Đừng ai hỏi với anh là chị hai hộp, ba hộp. Hãy ghi giùm em cú pháp mật ong nha, lấy mấy hộp ghi giùm em số lượng luôn. Hôm nay là em nói thiệt, em chơi lớn đầu like. Mấy chị ơi, share like giùm bé anh đi mấy chết. Dạ, lấy em cú pháp là mật ong nha mấy chị yêu nha, 99k một hộp à. Đưa cái hũ mật ong nha cho khách coi luôn. Đây các chị, ai mà xài hàng Nga các chị biết rồi, ngay ở trên là ngày sản xuất, đát mật ong được 3 năm. Và mật ong Nga này các chị bỏ cho em nơi mát, không bỏ cho em vào trong tủ lạnh mà bỏ đông cứng ngắt luôn nha các chị ha. Tại vì loại này nó được ủ lên men là 6 tháng. Ủ lên men 6 tháng nên cái loại lên men ủ mật ong Nga nguyên chất này khi mà các chị dùng hỗ trợ được đau dạ dày. Ai bị đau dạ dày, ai bị đau bao tử buổi sáng, các chị làm một cốc mật ong Nga này các chị ơi, dùng cực kỳ tốt. Em uống rồi nó rất là ngon và đặc biệt nữa nó rất là thơm. Ai coi like share like giùm em. Dạ, đây em cũng phải là mật ong Nga mấy chị em nha, 99k một hộp luôn à, bảo quản nhiệt độ phòng giúp em. Hả Thính bắt con gà. Ok. Chị Lâm Tuyết Phương 3 mật ong Nga cho Lâm Tuyết Phương. Dạ có đơn ạ. Không ai bán các chị 99.000 đâu. Chị Cherry Lê 2 mật ong Nga. Dạ có đơn ạ. Chị Nhi Nguyễn mật ong Nga 3 hộp cho chị Nhi Nguyễn. Dạ có đơn ạ. Dùng đi các chị ơi, rất là tốt. Nhi Nguyễn đâu rồi? Trúc Lương mật ong Nga có đơn. Trúc Lương. Dạ có đơn ạ. Chị Trần Chu Ly mật ong của Nga mấy chị, mật ong của Nga, Trần Chu Ly 2 hũ mật ong. Dạ có đơn ạ. 99.000 mấy chị. Ivan Ca Nguyễn 2 hũ mật ong. Dạ có đơn ạ. Chị Tuyết Hoa 2 hũ mật ong. Dạ có đơn ạ. Chị Nguyễn Hoang 5 hũ mật ong. Dạ có 1, đơn ạ. 2, 3, 4, 5 cho chị Hoang. Chị Thụy Nguyễn 2 mật ong Nga cho Thụy Nguyễn. Dạ có đơn ạ. Ai lấy 2 thì ghi 2, ai lấy 1 thì ghi 1, đừng ghi là mật ong Nga giùm em nha. Để không thôi mấy chị ơi, không có đủ chia cho khách. Em chỉ có được mấy chục hũ lấy tương tác đầu like thôi. Ai có like chia sẻ like. Dạ. Chị Thúy Nguyễn đọc chưa? Dạ rồi ạ. Chị Ngọc Tuyên mật ong Nga cho chị Ngọc Tuyên 1 dạ, hũ. Ai có like chia sẻ like. Đỗ Bích Đào 2 hũ mật ong Nga. Ở ngoài bán rất là cao luôn. Em tặng các chị trong livestream đầu like. Chia sẻ giùm em cho lên view đi các chị ơi, 99k. Dạ, mật ong Nga là 99k một hộp. Mấy chị lấy mấy hộp lên số giúp em nha. Đỗ Bích Đào đọc chưa? Dạ mới đọc xong. Đỗ Bích Đào đọc rồi. Chị Nên Kim 2 mật ong Nga. Dạ có đơn ạ. Ai coi like chia sẻ like. Chị từ từ để đọc comment nha. Chị thêm 3 hũ mật ông Nga cho chị Tuyết Hoa. Dạ, 1, 2, 3 cho Tuyết Hoa. Dạ. Chị Thơ Nguyễn 2 mật ong Nga cho Thơ Nguyễn. Dạ có đơn ạ. Share like giùm em. Hello chị Thoan. Chị Trần Thị Phương Thanh 2 mật ong Nga cho chị Trần Thị Phương dạ, Thanh. Dạ có đơn ạ. Chị Ngô Thu Hằng 2 mật ong Nga cho Ngô Thu Hằng. Dạ có đơn. Share giùm em. Ngọc Tuyên thêm 1 mật ong Nga. Dạ, chị Hằng Đinh đọc chưa? Chị Hằng Đinh. Chưa đúng không? Hằng Đinh 2 hũ mật ong Nga. Dạ có đơn ạ. Share mạnh giùm mấy anh nha mấy chị. Chị Ruby Nguyễn 2 hũ mật ong Nga. Dạ có đơn ạ. Tặng các chị 99.000. Dạ, lấy giúp em cũng phát là mật ong Nga mấy chị nha. Mình lấy bao nhiêu loại lên số giúp em là 99k một hộp ạ. À. Em bao các chị. Ba anh không bán hàng pha ke, 100% hàng chính hãng. Em bán là em bán, em lấy cái uy tín. Và nhất là những cái thực phẩm chức năng hoặc là những dòng này uống vào trong người. Bà đưa điện thoại tôi mượn lên để em coi, em lên search cho các chị coi. Ai coi like các chị chia sẻ like giùm em. Chấm giùm em đi. Hôm nay các chị share thiệt là mạnh lên. Có chỗ nè, có chỗ nó bán rất là mắc, 725.000 đồng một hũ mật ong Nga. Đây các chị. Ai coi like share giùm em nha, để em search chữ mật ong Nga. Dạ mấy chị yêu xem được like mà cho em một chấm một xe mấy chị yêu nha. Chấm giùm em. Chị yêu nào lấy mật ong Nga lên cũng không biết em mật ong Nga 99k một hũ. Người ta bán combo nè, đó. Chỗ này là bán combo 2 lọ nè, 500 nè mấy chị. Ai coi like các chị ơi, share like giùm em nha mọi người ha. Chấm thì em uống đi rất ngon và đặc biệt nữa cực kỳ thơm luôn. Cái loại này các chị đắp lên mặt được. Đợi em chút em dạ. Sọt lên bên đây thử. Mật ong Nga này mình có thể đắp mặt được nha mấy chị yêu nha, mình có thể vừa uống vừa đắp mặt được ạ. À. Tặng các chị luôn đầu lại đây. Dạ mật ong Nga là 99k một hộp nha mấy chị yêu nha. Đây các chị. Rất ngon. Đây là rừng Uran nè, để người ta khai thác này nè. Đó, người ta bán một lọ nè, 250 nè. Đây các chị. Đây. Dầu mật ong này là cực kỳ tốt luôn á mấy chị. Cái chất của nó rất là thơm. Mà đặc biệt nữa nó uống nó rất là tốt. Các chị nhìn nè. Đây các chị nhìn đúng không?
Em nói với chị em không bán hàng điểu 100%, em like em dám em đưa xác cho các chị coi luôn. Và đặc biệt nữa nè, các chị nhìn giùm em nè, có đầy đủ thông tin nhập về luôn 100%. Mấy anh không bán hàng điểu. Em nói với chị em bán 100% là hàng chính hãng. Ok không các chị? Đây các chị nhìn giùm em, rất là chuẩn luôn. Một lọ như thế này, các chị share like giùm em đi. Ai share em tặng các chị 99.000. Dạ, lấy em cũng phải là mật ong nha mấy chị em nha. 99k một hộp là chuẩn xịn cho mấy người chị luôn ạ. Người ta ủ cái mật ong này, em bán các chị đầu like 230.000 một lọ mật ong. Và đặc biệt mật ong Nga này, những chị nào đang mang thai sử dụng rất tốt, rất tốt luôn. Đang mang thai sử dụng mật ong Nga này rất tốt luôn. Nó được ủ lên men 6 tháng sau mà người ta mới chọn lọc và người ta lấy về, người ta khai thác, người ta bỏ vào trong cái hũ, người ta xuất đi qua nước ngoài. Em tặng cho những ai đang có đang nè, chị nào khách mới hỏi em cái gì vậy em, thì em nói lại mật ong của Nga. Chị nào thương em có nút like, bài em đang like, và các chị có nút chia sẻ like, em tặng các chị một hũ mật ong này, chỉ có 99.000 đồng một hũ. Dạ mấy chị ơi, em cũng phải là mật ong ngay mấy chị em nha, 99k một hũ. Đát 2024 và đát của nó là tháng 5. Cái mật ong này thứ nhất lấy đắp mặt nạ được luôn. Và cái thứ hai, cái mật ong này các chị dùng cho em nha, uống mỗi ngày vào buổi sáng, hỗ trợ đau bao tử. Cái loại này là hỗ trợ đau bao tử cực kỳ hay. Thay vì người ta dùng mật ong nghệ, nhưng trong cái mật ong của Nga là mật ong lên men, làm từ mật ong rừng. Người ta được ủ 6 tháng nên các chị dùng cái mật ong này, các chị uống giảm đau bao tử luôn, cực kỳ hay. Ai coi like chia sẻ like nha. Dạ mấy chị lắng nghe, em cũng phải là mật ong nha mấy chị yêu nha, 99k một hộp luôn ạ. Ông từ bán cho mình là 250. Cái máy hôm nay nó bị gì á, em đang like nè, nó đứng hoài à, nó lót hoài cái comment luôn nè. Em thấy được comment rồi. Từ từ, hello, chào chị Thủy Tiên Nguyễn à. Em chào chị Châu Châu nha. À, mật ong Nga cho chị Hoàng Phúc 2 hũ nè. Dạ, có đơn ạ. Hello chị Nhung Yêu ạ. Mật ong Nga cho chị Linh Thảo 2 hũ, có đơn. Dạ, có đơn ạ. Hà Phương để lại nút chia sẻ cho em, tặng Hà Phương 2 hũ mật ong. Có đơn ạ. Mật ong Nga bao nhiêu tiền? Dạ, mật ong Nga là 99k một hộp luôn mấy chị yêu nha. Chuẩn hàng xịn cho mấy chị luôn ạ. À. Rất ngon. Thị trường bán 7-50 một hộp cho mấy chị yêu. Rất ngon và đặc biệt nữa rất thơm, cực kỳ thơm. Cái này mấy chị có thể là ăn với salad, hoặc là cái dòng này các chị có thể ướp với lại thịt được luôn. Ai trộn đồ ăn các chị có thể dùng được luôn, trộn với thịt các chị dùng được luôn, tất cả các loại. Xe like giùm em nha, các tình yêu ơi, 99.000 một hũ mật ong của Nga. Mật ong của Nga, không phải của Việt Nam. Ai coi like, chia sẻ like. Dạ, mật ong Nga là 99k một hộp nha mấy chị yêu nha. Cái này mình có thể sử dụng là mình vừa uống mà mình đắp mặt nạ được luôn đó mấy chị. Ok, chị Hạnh Dung Nguyễn một hộp mật ong Nga. Dạ, có đơn ạ. Thảo Trần 2 mật ong Nga. Dạ, có đơn ạ. Chị Hương Nguyễn có nút chia sẻ giùm em 2 mật ong Nga. Dạ, có đơn ạ. Ai coi like thương em, chia sẻ một cái đi. Không ai bán 99k hết, em tặng cho chị 99.000, mấy chị thương em. Mấy chị chia sẻ đầu like giùm em được không mọi người? Dạ, mật ong Nga sử dụng rất là tốt luôn nha mấy chị yêu nha, 99k một hộp luôn ạ. À, dùng dùng đi dùng đi rồi cho xin cảm nhận. Ok chưa? Rồi em qua mật ong. Em lên cái khác. Bà đưa giùm tôi. Thôi kệ đi, chơi luôn đi. Mới về được ít mặt nạ Đài Loan mà mắc lắm. Mặt nạ Đài Loan, mặt nạ trái cây đợt này cao cấp lắm, mắc tiền lắm. Em tặng cho chị đầu like luôn. Để em thùng tặng thôi nha. Ai qua like chia sẻ like. Đưa 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 kéo thùng đó nữa. Đưa tôi lại hũ mật ong đi Duyên. Để ai có hỏi thì tôi còn trả lời. Hỏi mật ong gì mình còn trả lời. Mình đang like cái khúc này nè. Dạ mật ong nha nha mấy chị yêu nha, 99k một hộp luôn ạ. À, vừa uống mà vừa có thể đắp mặt nạ luôn. Yên Hoàng 3 mật ong Nga cho Yên Hoàng. Dạ có đơn ạ. Thảo Trần 2 mật ong Nga có đơn. Chị Linh Đặng 2 mật ong Nga có đơn. Dạ có đơn ạ. Khách mới đã lên số điện thoại, các chị yên tâm, bên em ẩn hết comment những cái thông tin khách hàng đã lên số điện thoại ở trực tiếp ở trên live. Nên chị nào khách mới để số điện thoại, mấy chị yên tâm cho em một điều. Không bị bên khác gọi điện thoại làm phiền cho các chị ha. Bên em sẽ ẩn những cái comment mà các chị lên số điện thoại luôn. Nên ai đang coi live các chị rất yên tâm cho em một câu thôi. Mật ong Nga của bên em là 99k một hộp nha mấy chị yêu nha, sử dụng rất là tốt luôn mấy chị yêu ạ. Chị Trần Lĩnh mật ong có đơn, chị Trần Lĩnh. Dạ, ai coi like chia sẻ like ạ. Chị Hoa Phượng cái gì bé anh có phải là em của chị Hà Lê không?
Dạ đúng rồi ạ. À. Ai coi la, dạ đúng rồi ạ. À. Em chốt cho chị Lý Quân Lệ hai mật ong nha. Em là là em dâu á. Chị Trần Lĩnh em đọc rồi. Dạ. Chị Lý Quân Lệ hai mật ong nga cho chị Lý Quân Lệ. Dạ có luôn ạ. À. Thảo Trần đọc rồi chứ ơi. Mấy chị ơi có rất là nhiều comment bị ẩn luôn. Trời ơi tức ghê. Hôm nay bị ẩn comment đúng không? Mật ong nga nha mấy chị yêu nha, 99k một hộp. Trên màn hình bà thấy đâu, màn hình tôi like nó đâu có hiện lên đâu. Dạ đúng rồi. Mình đọc trên ban két nó mới hiện lên. Ủa là sao vậy trời? Trời em điên máu lắm rồi mấy chị. Livestream mà hôm nay bị ẩn comment luôn á, tức dễ sợ luôn. Mấy chị ơi xe mạnh giùm em dạ, cái nữa được không? Em một chấm một xe mấy chị yêu nha, để em thấy comment của mấy chị yêu ạ. Tức dễ sợ luôn, hũ mật ong của Nga 230.000 là em bán 230. Chị nào có nút chia sẻ giùm em. Em tặng hũ mật ong này 99.000. Đáp cho em là tháng tư ý lộn sorry nhầm đá cho em là tháng 5 năm 2024 kể từ ngày sản xuất đã sử dụng được 3 năm. Ok chưa? Dạ, xe ông, giùm em. Dạ mật ong nha là 99k một hộp nha mấy chị yêu nha. Buồn miên man luôn á, buồn miên man luôn á, trời sử ơi sử dụng rất là tốt luôn à, mấy chị lấy 2-3 hũ mà sử dụng à. Chắc là hôm nay là phải like mỗi ngày rồi chứ lâu lâu mà sọt vô một phát là tao nói bị mất tương tác trầm trọng luôn. Rồi bây giờ em lên cho các chị cái này. Dạ mấy chị yêu xem like rõ không cho em 1.1c chị em chuẩn bị lên mặt nạ cho mấy chị yêu luôn ạ. Cái mặt nạ này nè hơi bị đỉnh luôn đó mấy chị. Ai đã xài qua những dòng mặt nạ của Đài Loan các chị biết rồi, rất là ok. Mặt nạ này là đáp của nó là 2025, tất cả các loại mặt nạ lên chương trình mạnh là thấy comment thôi. Ok chị Thánh luôn, chơi lớp. Đợi tí. Dạ mấy chị yêu cho em 1 chấm nha mấy chị yêu nha. Để em hôm nay em kiếm cái gì ai chia sẻ em tặng các chị thiệt là mạnh nhờ. Mạnh cho các chị chia sẻ cho em. Các chị biết Phạm Băng Băng không? Nữ ngôi sao điện ảnh nổi tiếng luôn. Các chị biết gia tài của chị là cái gì không? Mặt nạ đó các chị. Một ngày đắp mấy loại mặt nạ trên da, cách mấy tiếng đắp một lần. Bởi vậy người ta có một cái khuôn mặt rất là baby và làn da gọi là tuyệt đẹp luôn. Đó là cái khuôn mặt của những người hay xuyên đắp mặt nạ. Các chị cứ để ý đi, đắp mặt nạ thường xuyên luôn, da mấy chị sẽ đẹp. Và đặc biệt nó cung cấp được độ ẩm cho da của các chị. Và đặc biệt nữa chống được lão hóa. Và khi da có độ đàn hồi, độ ẩm thì các chị ơi dưỡng cái gì lên nó cũng đẹp hết. Ok chưa? Dạ mấy chị em 1.1c để em lên mặt nạ. Trong đây em có nạ hoa hồng, rất là nhiều loại nạ khác nhau, nhiều lắm. Đợt này em chỉ về được ít mặt nạ Đài Loan, mặt nạ hoa hồng là em bán một bọc, một set 10 miếng này là 250 nè, tùy loại nè. Trong đây em có mặt nạ, trời ơi, mặt nạ cà rốt mấy chị. Đỉnh rồi chị, mấy chị cà rốt nó là đỉnh luôn mấy chị yêu ạ. Trong đây em có mặt nạ cà rốt, đỉnh cực kỳ luôn, mặt nạ cà rốt nhiều loại lắm. Em về được ít rồi. Có những mẫu là 25.000 một miếng, có những mẫu là 15.000, 19.000 một miếng nha. Hàng cao cấp nha. Mặt nạ du leo, chống lão hóa, cung cấp độ ẩm. Mặt nạ mật ong, xe khích lỗ chân lông, trị viêm nang lông và trị mụn. Em lên retinol đi, chị xài đi em, chị xài hết một tí, thích lắm luôn, chị Hoàng Phúc rồi, ok. Chị đợi em tí, lát em chơi lớn luôn. Lát chị nhớ nhắc em lại nha. Tại vì mấy hôm nay em like em hay quên lắm. Các chị, mấy hôm nay em like em hay quên lắm. Dạ, mấy chị em xin 1.1c em mấy chị yêu nha. Mặt nạ Nha Đam Soothing. Mặt nạ Nha Đam Soothing. Rồi nó có cho em là mặt nạ ô liu. Rất là nhiều mặt nạ luôn mấy chị yêu ạ. À. Tất cả những dòng mặt nạ đắt 2025. Mặt nạ ô liu. Ai coi like, chia sẻ like cho em. Đây các chị ơi. Tất cả những cái thiệt sự luôn, hàng Đài Loan xì luôn. Có mặt nạ Việt Quốc nữa nè. Trời ơi, trưa nay mới đắp mặt nạ Việt Quốc. Rất là đỉnh luôn. Ai coi like, chia sẻ like. Bây giờ tặng 10 người thôi, 10 người thôi. Nhiều quá. Mấy chị chấm tương tác giúp em đi ạ, để em tặng cho mặt nạ cây chàm trà làm sáng da và trị mụn. Rất là nhiều loại. Em không thể nào chia sẻ hết. Trời ơi, quá chị ơi. Mặt nạ gạo kết hợp với lại đậu nành soju nè. Cái loại mặt nạ này của One Spring là nó sản xuất ra từ nước Đài Loan, nhưng nó được bán tại thị trường ở nước ngoài. Cái One Spring này là thương hiệu này là nó được độc quyền trên thị trường Hàn Quốc luôn đó các chị.
mặt nạ gạo kết hợp với lại đậu nành soju, cái này nó sẽ làm trắng sáng da. Bây giờ có những cái mặt nạ em nhập từ Hàn về nó rất là cao, nó có mười mấy hai mấy ngàn một miếng, không có tiếng em Minh Anh ơi. Ủa sao kỳ vậy? Dạ. Em like nãy giờ là có tiếng mà. Dạ có tiếng bình thường đó chị yêu ạ. Đó bây giờ mấy giờ, bây giờ làm sao đây, tặng 10 người đi tương tác đầu like. Chị Trắng tương tác giúp em tặng cho 10 chị mà mặt nạ để sử dụng thử. Mặt nạ bơ cung cấp độ làm trắng sáng da. Bây giờ đợi em rối quá rồi thiệt á, tại vì không được có mấy miếng mặt nạ tới vô, đa số là toàn 15.000 miếng không. Dạ đúng rồi, 15.000 miếng. Sáng làm giá toàn là hàng 15.000, 18.000, 20 mấy ngàn một miếng, 10 miếng là cũng 180, 10 miếng cũng 180, 150 ngàn 10 miếng rồi. Dạ, mặt nạ đó là đỉnh mấy chị yêu nha. Bây giờ em sẽ chơi lớn đi. Nói chung em sẽ mix. Bây giờ nó về nó cũng không có nè. Tại vì nó là hàng Đài Loan nhưng mà nó được bán tại thị trường bên Hàn. Cái này em sẽ về em sẽ bây giờ mình mix đi nha, mix đi nha. Tại có đủ loại cho các chị xài. Đủ loại cho mấy chị yêu luôn ạ. À. Em sẽ mix đủ loại mặt nạ cho các chị dùng. Nhưng em tặng cho 10 người. Không cần biết các chị lấy bao nhiêu miếng. Em tặng cho 10 chị. Ai lấy mặt nạ các chị ghi giùm em cú pháp cho em. Các chị ghi cho em chữ mặt nạ thôi. Dạ, lấy em cú pháp là mặt nạ mấy chị yêu nha. Các chị ghi là một combo mặt nạ. Bây giờ em làm em tặng một combo không, một combo nhiều quá, một combo 5 miếng được không? Thôi, chơi luôn đi. 10 miếng đi cho nó sốc. Dạ, lấy em là một combo là 10 miếng nha mấy chị yêu nha. Chị Liên Trần like mất tiếng rồi. Em kiểm tra lại đi, em không nghe được em nói chuyện. Mấy chị ơi, mấy chị có nghe được tiếng của em like không? Chị mới vô, Minh Anh ơi, mật ong giá bao nhiêu? Sữa Nguyễn. Dạ. Mật ong em tặng trên like có 99.000 à, mật ong của Nga. Dạ mật ong của Nga nha mấy chị yêu nha, 99k một hộp mấy chị. 99.000 đồng một hộp mật ong của Nga. Bây giờ trời ơi rối quá, thôi tặng 10 người. Ai đang coi like chia sẻ thiệt là mạnh tay cho mấy anh. Dạ em một chấm một xe mấy chị yêu nha. Nghe rõ mà, có mà em ok. Ok mấy chị. Về đợt này là mấy chị ơi toàn là về những loại đỉnh thôi luôn á. Những loại mà cung cấp đoạn dây cao cho mình. Em biết các chị xài, các chị ghi giùm em cú pháp. Combo mặt nạ đi. Dạ lấy em cú pháp là một combo mặt nạ. Một combo em tặng các chị trong livestream 5 hay 10 miếng kìa. Dạ 10 miếng chị yêu ạ. Tặng 10 miếng kìa. Chị nào có chút chia sẻ, tặng các chị trong livestream ngày hôm nay 49.000 10 miếng. Dạ lấy em cú pháp là combo mặt nạ mấy chị nha, 10 miếng chị 49k thôi mấy chị yêu ạ. À. Tiếng ỏi rất lớn mà là sao chị Loan Trần. 10 chị trong livestream ngày dạ, hôm nay. Dạ em là combo 10 miếng mặt nạ mấy chị yêu nha. 49k luôn ạ. Ai đang coi like chia sẻ like. Em sẽ lấy đủ thứ cho các chị dùng. Chị nào đang coi like các chị chia sẻ like. Ai lấy mặt nạ được này em nói mấy chị nha, toàn là về những loại cao cấp, cực kỳ cao cấp và bán tại thị trường Hàn Quốc. Mấy chị ơi xe thật là mạnh tay cho em. Mấy chị dùng mặt nạ Đài Loan đi rất là đỉnh luôn. Ai coi like chị sẽ like. Đây là combo mặt nạ mấy chị nha, một combo như vậy là 10 miếng mấy chị 4 miếng. Một combo như vậy là 10 miếng. Ai coi like các chị chia sẻ like giùm em. Mặt nạ về loại rất là đỉnh nha mấy chị nha. Đất bà đưa bà kéo nguyên cái thùng lên cho tôi luôn. Cung cấp ẩm da cho mình đừng, mấy chị. Đừng có quăng vậy, để tôi đến tôi quăng số lượng nè. Ai coi like các chị chia sẻ like giùm em nha mọi người ha. Dạ, lấy em cũng phải là combo 10 miếng mấy chị nha. 49k luôn ạ. À. Mình lấy mấy combo lắm cũng phải em mấy combo. Rồi, em đọc tên nè. Đó, chị nào lấy thì ghi giùm em. Thiếu chữ N. Xe giùm bé anh đi mọi người ơi. Ai coi like chia sẻ like rồi em đọc nè. Rồi, chị đầu tiên là chị Lâm Tuyết Phương 4 combo mặt nạ. Dạ có đơn ạ. À. Lâm Tuyết Phương 4 combo mặt nạ cho Lâm Tuyết Phương. Có mặt nạ lụ nữa mấy chị. Dạ lấy em không phải là combo nữa mấy. Combo mặt nạ mấy chị yêu nha. Một để vậy đi cho mấy chị nhìn. Để vậy đi cho mấy chị nhìn. Đưa cái thùng này quăng số lượng đi cho dễ nhớ đi. Ok. Ai coi like chia sẻ like. Một combo là 10 miếng. Dạ, lấy em cũng phải là combo mặt nạ mấy chị nha. Một Lâm Tuyết Phương 4 combo có đơn Lâm Tuyết Phương. Dạ có đơn ạ. À. Chị My My 2 combo. Dạ có đơn ạ. À. Share giùm em nha. 10 miếng mặt nạ tặng các chị đầu like 49k. Chị Lợi Phạm 1 combo mặt nạ. Dạ có đơn ạ. À. My My đọc chưa? Dạ My My đọc rồi ạ. My My 2 combo mặt nạ. Ủa My My đọc rồi hả? Dạ. Ai coi like xe giùm em. Nhi Nguyễn 1 combo mặt nạ. Dạ có đơn ạ. À. Chị Hoa Ngọc 4 combo mặt nạ cho chị Hoa Ngọc có dạ, đơn. Có đơn ạ. À. Chị Nguyễn Mỹ Phượng 2 combo mặt nạ. Dạ có đơn xe à. Giùm em. Hoàng Phúc 4 combo mặt nạ. 1, dạ, 2, à.
3, 4 cho chị Hoàng Phúc có đơn. Chị Thủy Tiên Nguyễn một combo mặt nạ. Dạ có đơn ạ. Ai đã dùng của bé anh rồi các chị ơi, xài cực kỳ mê, đắp lên mặt nạ các chị ơi. Chị nào mà sau khi các chị thay da xong ha, các chị xuyên đắp mặt nạ đi da, các chị phục hồi rất rất là nhanh. Công Nguyễn Thoan chưa đọc đúng không? Dạ, đúng rồi. Nguyễn Thoan 4 combo mặt nạ. Xe dạ, giùm em, à. Xe giùm em mấy chị ơi, tức quá, tương tác rất dạ, rất combo rất. Combo 1 mặt nạ là 10 miếng nha mấy chị yêu nha, 49k. Nguyễn Thị Lợi 1 combo mặt nạ. Dạ, Thùy Châu Ngô 1 combo mặt nạ. Dạ, có đơn ạ. À. Chị Lê Thị Hoa 1. Dạ, Trúc Lương 1. Dạ, Trần à. Thị Phương Thanh 1. Dạ, chị Lê Thị Mỹ Hoa 1 hũ mật ong nha. Dạ, 2 combo mặt nạ tặng cho Kim, tặng Hằng Võ. Dạ, có đơn à. Trần Lĩnh 1 combo mặt nạ. Dạ, có đơn chị à. Sửa Nguyễn 1. Dạ, có đơn à. Chị Diễm Thư 2 combo mặt nạ. Dạ, có đơn Diễm Thư à. Đọc chưa? Diễm Thư chưa chị. À, Diễm Thư 1. Chị Lê Phi Lan Anh 1. Dạ, ai có like share like giùm em. Chị Song Anh 2 combo mặt nạ. Dạ, có đơn à. Cô Nguyễn Thảo 1, chị Ruby Nguyễn 1. Dạ có đơn. Chị Lê Thị Mỹ Hoa hồi nãy đọc chưa? Dạ rồi ạ. À, chị lấy 3 combo mặt nạ là thêm 2 nữa cho Lê Thị Mỹ Hoa. Thùy Châu Ngô thêm 1 combo mặt nạ. Dạ, Diễm đơn Thư à. Thêm 1. Dạ có đơn ạ. Thơ Nguyễn 2 combo mặt nạ cho dạ, Thơ có Nguyễn. Đơn à. Sao cô lười đắp mặt nạ quá Minh Anh, mấy anh chị mấy chị. Sau khi thay da hoặc peel da xong bắt buộc phải đắp mặt nạ. Trong 3 ngày đầu thì không đắp nhưng những ngày sau các chị đắp đi biết sao không? Những ngày sau từ ngày thứ 5 đi nha, bắt đầu hãy đắp. Tại vì có những loại mặt nạ có cồn, nhưng những loại mặt nạ này là 100% natural thiên nhiên hết, không có cồn. Nên da nào hay dị ứng các cô các chị vẫn xài được. Sau khi 5 ngày, 6 ngày, nếu ai da yếu để 1 tuần đi, 1 tuần sau bắt đầu mặt nạ. Phục hồi, xe khít lửa chân lông làm trắng sáng da. Xe giùm em, mạnh mạnh lên giùm em. Combo mặt nạ là 10 miếng với chị nha, chị 49. Kim Hồng 3 combo mặt nạ Kim Hồng dạ, có đơn. Chị Ngô Thu Hằng đọc chưa? Dạ, chưa? Ngô Thu Hằng 1 combo mặt nạ. Dạ có đơn ạ. À. Chị Hằng Võ thêm 3 combo nữa đi Minh Anh. Ok dạ, chị. Đơn à. Chị Diễm Thư đọc rồi. Chị Trần Chu Ly 1 combo mặt nạ cho chị dạ, Trần Chu à. Ly. Ai có like các chị share giùm em nha, tặng khách bao nhiêu tiền? Dạ combo mặt nạ 10 miếng chỉ 49k thôi mấy chị ạ. Thiệt chị luôn. Xịn cho mấy chị sử dụng luôn nha. Em nói da cấp loạn da cho mình luôn ạ. À. Em nói mấy chế chứ tặng điên tặng khùng luôn á mấy chị ơi, từ từ đi. Cái điện thoại sao hôm nay nó cứ đơ đơ hoài, nó không đọc được comment luôn, nó tức dễ sợ luôn. Minh Anh ơi, còn kem tan mỡ không? Dạ hết hàng. Đọc lại cho khách nghe nè. Dạ, combo mặt nạ là 10 miếng nha mấy chị yêu nha, 49k thôi ạ. À. Chị Kim Thư Tomoni Kim Thư 2 combo mặt nạ. Dạ có đơn ạ. À. Mặt nạ trà xanh. Nhiều loại lắm, đợt này là toàn tất cả những loại mặt nạ của Đài Loan nó được bán tại thị trường Hàn Quốc luôn các chị. Rất là nhiều loại. Dạ, cũng phải là cơm trà xanh. Mấy chị yêu nha, 49k chỉ 10 miếng luôn mấy chị yêu. Xe à. Giùm em đi mấy người đẹp ơi. Xe mặn giùm em. 1.1 xe mấy chị yêu. Hồi chiều em mới đắp cái này xong. Trời ơi, rất là ok luôn mặt nạ. Cái mặt nạ này là mặt nạ Việt Quốc. Cung cấp độ ẩm và làm sáng da nè, chống lão hóa nè. Chiều bé anh mới đắp cái mặt nạ Hàn Quốc này xong, rất là ok. Nó là mặt nạ, nó được sản xuất tại Đài Loan nhưng tiêu chuẩn của nó rất là ok luôn. Thương hiệu Sponring rất là nổi tiếng ha các chị ha. Dạ, bây giờ cũng phải là combo mặt nạ với chị yêu nha. 4 Ê. 10 miếng luôn mấy chị. Ngày mai lấy cái này lên nè, mặt nạ dâu. Mặt nạ dâu là có chất chống oxy hóa là làm trắng da nè. Có mặt nạ dâu luôn á mấy chị. Có mặt nạ dâu luôn. Để em coi có cái gì lạ lạ không. Chu cho mẹ ơi, có mặt nạ lavender luôn nè mấy chế. Có mặt nạ lavender luôn nè. Mặt nạ hoa hồng này mắc lắm á, mặt nạ hoa hồng này nè rất là mắc luôn. Một miếng mặt nạ hoa hồng là 20 mấy ngàn đó mấy chị. Mặt nạ từ quả bưởi chê chu nữa nè, thương hiệu nè, mặt nạ từ quả bưởi chê chu luôn nè mấy chế. Nói chung là loại này được cực kỳ đỉnh luôn. Cái này em đã từng xài rồi, cái này em đã từng xài rồi. Các cô các chị xuyên đi, mặt nạ không phải là mình dùng vào mỗi bữa tối mà mình dùng vào lúc nào cũng được. Mình rảnh lúc nào ở trong nhà mình xài lúc nào cũng được. Lúc nào mình rảnh mình xài. Tặng các chị các cô 10 mặt nạ, 10 miếng nha. Dạ. 49k, xe giùm mấy anh. Dạ, đấy em cũng phải là combo nạ mấy chị yêu nha. 49k, 10 miếng mấy chị yêu ạ. À. Rất là... Em sẽ mấy mất à. Em sẽ mất các chị, các cô đủ loại luôn để xài đi. Chứ bây giờ phân ra rồi người có mùi này, người có mùi kia thì cũng khó quá đi. Ví dụ như dao trà xanh không thì cũng khó quá. Bà nói lại đi nha. Dạ. Ngày mai mình soạn ra một bịch là 10 miếng, lấy đủ loại đi cho người ta dùng. Rồi. Dạ. Chị qua cái này là em tặng rồi nha. Rồi mấy chị yêu nha, chị không có biết một
combo lavender không mấy chị ạ? Chào Minh Anh, chào chị Nhuận Trinh. Minh Anh chào chị Nhuận Trinh. Ai có like share like giùm em. Chào mọi người. Có mặt nạ này rất ok luôn, mặt nạ lụ nè, làm trắng sáng da, em tặng một combo 10 miếng, bất kỳ đủ loại 49.000. Rồi em qua. Một combo mặt nạ là 10 miếng nha mấy chị nha, em mix đủ loại cho mấy chị luôn là 49. Chị Trinh ơi, chị Trinh ơi, chị Trinh vô sao, chị Trinh nghe mấy anh đi, chị Trinh xài cái này tại vì nãy giờ chị Trinh không có biết. Hồi nãy em like cái này nè, hàng hot là em sẽ chào chị Trinh, hàng ngon là em sẽ chào luôn tại vì mới vô đúng không? Không có nghe đúng không? Hồi nãy em tặng đầu like rất là hồi. Hộp này ở ngoài bán rẻ nhất là 200 mấy chục ngàn một lọ. Mực ong nha, được ủ 6 tháng đó mấy chị. Vừa đắp được mặt nạ, vừa uống. Cái này là mực ong nha, để uống nha. Nhân loại này là mực ong nguyên chất, không có pha, không có đường. Nên là người nào bị tiểu đường, người nào bị mập, gan nhiễm mỡ, uống lại được mực ong này. Mực ong nguyên chất của nga, mực ong rừng, không có đường, không có cái chi mô luôn. Các chị uống cái này là da mấy chị sẽ rất 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 là đẹp. Và đặc biệt nữa, nó sẽ hỗ trợ đau bao tử. Hồi nãy em tặng các chị là có 99.000 một hũ thôi. Các chị ai đang coi live vô xe cho em một cái đi. Em tặng 99.000 mấy chị ơi. Nếu mấy chị nào muốn trải nghiệm mật ong thì em cũng phải là mật ong ngay mấy chị nghe, 99k một hộp luôn rồi. Chị Trần Lĩnh lấy chị thêm 3 combo nữa nha, đủ loại. Ok chị Trần Lĩnh luôn. Dạ có đơn ạ. Xe giùm mấy anh ơi. Dạ mật ong này mình có thể vừa uống vừa đắp mặt nạ nha mấy chị yêu anh. Em không biết người ta live stream sao chứ nói chung người ta thì cần đơn. Chứ em nói thiệt mấy chị, em vừa cần đơn mà em vừa cần comment. Kiểu giống như là mấy chị không mua cũng được, nhưng mà em rất thích mọi người tương tác luôn. Em live stream mà em không thấy ai tương tác em buồn. Nên mấy chị thương em, mấy chị tương tác mạnh mạnh lên xíu cho em vui nha mấy chị ơi. Dạ, mật ong nha là 99k mấy chị yêu nha, một hộp luôn ạ. À, vừa uống vừa đắp mặt nạ vừa tốt cho bao tử luôn mấy chị yêu nha. Một hũ mật ong là nửa lít hả không? Một hũ mật ong để em xem nè. Em mới uống ngày hôm qua luôn á. Ngon lắm mấy chị, mật ong rừng. Để em nhìn, 250g. Một hũ này là 250g. Đậm đặc đi mấy chị yêu ạ. À. Hũ này nó đậm đặc lắm. Cực kỳ đậm đặc luôn á. Ở cái hũ. Ngon lắm mấy chị yêu ạ. À. Cái hũ em đang uống để trên lầu rồi, khui hũ này ra uống quá. Cái hũ đang uống để trên lầu rồi, khui hũ này uống quá. Ở ngoài đang bán là nó đậm lắm. Mấy chị pha với nước chanh, mấy chị uống giảm cân luôn, rất là ok. Ai lấy mật ong comment là 99.000 một hũ, nhưng mà có nút chia sẻ like giùm em nha. Dạ lấy em cũng phải là mật ong nha mấy chị nha, 99k. Ok. Mật ong nha, 3 hộp cho Lê. À, Lê Phí Lan Anh là 1. Dạ có đơn ạ. À. Là chị Nhuận Trinh là 3. Dạ có đơn ạ. À. Nhiều người hỏi mấy anh ơi mật ong nha sao 99.000. Bây giờ em bao các chị luôn, nếu mà về mấy chị check ra hàng giả bao nhiêu cũng đền. Em có thể bán kem giả được. Em nói thẳng luôn, em có thể bán kem giả được, nhưng những tất cả thực phẩm chức năng đưa vào người các chị không bao giờ em bán hàng giả. Nhưng mà riêng tiêu chí của em từ xưa tới giờ em bán không bao giờ với anh bán hàng giả. Ai mua hàng em mấy lần các chị biết, mật ong này rất là ngon. Tại sao những người khách quen của em vô em kêu uống đi, uống thử đi, rất ngon. Tại vì người ta coi like, người ta nghe mật ong ngang người ta thấy lạ. Nhưng mà loại này không có rẻ đâu mấy chị, hũ này 250g, rất là ngon luôn. Dạ, ở ngoài bán là 250-700 mấy mấy chị yêu ạ. À. Những shop mà nó bán rượu ngoại á, nhiều người người ta uống rượu ngoại nha, người ta pha thêm cái mật ong nga này tại vì nó, các chị thấy cái hình gấu bắc cực không? Cái loại mật ong này nè, nó có chức năng là sệt, là tại vì nó được lấy, nó ủ và nó được lấy ở trên cái vùng rừng, nhưng mà cái vùng, cái mùa đó nó có ảnh hưởng, nó có tuyết cực gì đó, em đọc ở trên mạng á, nên cái mật ong này cái chất lượng của nó rất là ok luôn. Mấy chị được mua với giá 99.000. Nhưng bù lại mấy chị phải chia sẻ cho em, chứ không phải là ai cũng mua được. Tại vì em cần cái nút chia sẻ của mọi người nên em bán mấy chị 99k, chứ không phải là em bán mấy chị 99k lấy lời. Hũ dạ. Mật ong này 99k còn cái gì nữa lời đúng không các chị? Các chị share giùm em đi. Dạ lấy em cũng phải là mật ong nha mấy chị nha. Đây là ngày sản xuất, hàng sử dụng được 3 năm kể từ ngày sản xuất là rất rất là xa. 99k mật ong của Nga. Dạ, đây em cũng phải là mật ong nha mấy chị yêu nha, 99k. Thùy Châu Ngô đọc chưa? Dạ chưa. Thùy Châu Ngô một mật ong. Dạ có đơn ạ. À. Chị Cát Tường 3 hũ mật ong cho chị Cát Tường. Dạ có đơn ạ. À. Ngon lắm. Mật ong này nhà chị nào mà uống mật ong mấy chị sợ, gọi giống như là sao ta, bị gì quên rồi. Ai mà bị tiểu đường á, rất là sợ uống mật ong. Tại vì người ta không biết mật ong có chất lượng hay không. Nhân riêng mật ong của Nga các chị yên tâm 100% là không có đường.
Dạ mật ong Vân Anh sử dụng rất là tốt luôn cho ba tử mình luôn mấy chị. Ai mà mới đẻ xong dùng cái này nè, chị nào đang mang thai dùng cái này nè, uống mật ong với nghệ đó mấy chị, làm lành vết thương rất là tốt. Khuyên chân thành luôn, chị nào khách quen xe giùm em đi mua được giá 99.000 này rất là hời. Riêng bán đồ ăn đồ uống cho bụng, trời ơi không bán hàng giả đâu mấy chị ơi. Vô bụng mấy chị bị cái gì rồi, em có vấn đề em lên live em mấy chị bán dốm em rồi sao? Không bán hàng giả, nhiều người coi live người ta thấy rẻ quá người ta không có mua, dám mua. Dạ, nhân tên em thử một lần đi. Dạ một ông bên em là chuẩn xịn nha mấy chị yêu nha. Ở trong đây toàn là khách yêu quý thôi mà chẳng lẽ em đầu độc mấy chị. Rồi mấy chị nghỉ chơi em luôn rồi sao? Một hũ này là 250g. Hũ này mật ong Nga, tại vì nó là không phải là dạng lỏng. Nó là dạng đậm. Nó là hàm lượng cô đặc. Nên người ta tính gram, chị Hoa Ngọc ơi, hũ này là 250g. Nếu như mà 250g nha, so với mật ong loãng thì cái này nó cũng thuộc dạng là gần nửa, là nửa lít rồi chứ còn gì nữa, đúng không? Dạ đúng rồi. Nó đậm đặc mà, nó là dạng cô đặc luôn. Ok chưa? Loại này luôn à. Loại này người ta nói đắp mặt nạ được luôn, tại vì nó không có đường. Nên là ai mà sợ đắp mật ong lên trên da kiến bù thì mấy chị ơi thoải mái cho em. Ok chưa? Ai coi like chia sẻ like. Dạ, chị xem được like cho em xin một xe chị nha. Chị Nguyễn thì lợi rẻ thiệt luôn. Dạ ông mà thị trường bán là 250 vậy. Thì bây giờ lên mạng search đi, coi coi em bác 99.000 có lời không? Em nói với chị mà. Có những livestream mình lời, nhưng có những livestream bây giờ không thấy người coi like, không thấy người tương tác, mình phải tặng. Đẩy view mấy chị, đẩy view lên xe giùm em. Dạ mấy chị yêu Giang 100 một xe nha mấy chị yêu nha. Dạ em cảm ơn chị Trinh Trần, xinh đẹp rất là có duyên 100 điểm. Cảm ơn mọi người. À đọc tên chưa? Chị Nguyễn Hằng chưa đọc đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi bây giờ em đọc tên nè. Nguyễn Hằng một hũ. Dạ có đơn ạ. À. Diễm Thư một hũ mật ong Nga. Dạ có đơn ạ. À. Chị Nguyễn Thị Lợi hai mật ong Nga. Dạ có đơn ạ. À. Bé anh có toner không? Bé anh có luôn. Sở Nguyễn một một hũ mật ong Nga. Dạ có đơn ạ. À. Nguyễn Thị Lợi rẻ thiệt luôn. Nếu ai đã từng mua loại này thì các chị sẽ biết. Những người mà tán bán rượu á, người ta bán cái này nè, tại vì đúng một cái loại mà mật ong của Tuyết Cô đặt nha, người ta có thể pha chung với rượu luôn. Tại vì riêng mật ong mà pha chung với rượu á là các chị ơi sẽ biết được nó chuẩn hay như nó không chuẩn hay như thế nào. Người ta pha vô trong rượu, người ta uống, người ta thưởng thức, người ta biết được ngay luôn. Loại này rất là ok. Hũ nhỏ hơn Đắk Lắk. Là sao? Dạ cái này là của Nga đó chị yêu ạ, chứ không phải. Cái này là của Nga. Đắk Lắk chị yêu. Còn cô Thảo muốn mua Đắk Lắk có Đắk Lắk luôn. Bây giờ điên máu quá rồi, tặng đi. Kiếm người tặng đi. Dạ, cái xem được ba mà cái xe đợi em chút xíu, đợi em chút xíu. Lần đầu tiên trong cuộc đời với anh bà đưa cho tôi hũ mật ong. Ngày mai không. Ngày mai ở dưới Đắk Lắk người ta chui lên rừng người ta lấy kịp đâu, người ta mới lấy được phân nửa. Đợt này em đặt là 500 hũ mật ong nữa mấy chị. Mật ong này không khó uống, ngon lắm chị Thơ. Mật ong này nè, chị quét bánh mì chị ăn được luôn. Sáng nay em ăn rồi nè, rất là ngon. Em ăn 2 ngày nay rồi đó. Hôm qua em pha nước chanh ấm, hôm nay em quét chung với bánh mì. Loại này là mấy chị ăn sống được luôn, rất là ngon. Mật ong này rất là dễ dùng. Dạ mật ong nha chị yêu nha, 99k một hộp luôn ạ. Tại vì mấy chị ơi, nó được lấy ở cái vùng Bắc Cực, nó lạnh, nên là nó là thuộc dạng là cô đặc. Nên người ta nói là mật ong Nga không được để tủ lạnh, tại vì nó đã đặc rồi. Mấy chị để tủ lạnh, các chị mở ra các chị lấy rất là uống, vì trong mật ong nó có sự kết tủa. Cái này là mấy chị phải học sinh học nha. Bởi vậy nhiều người người ta mua cái loại đậm đặc, mấy chị không tin. À, mấy chị mua thử mật ong kít lần đi của Mỹ, mấy chị bỏ tủ lạnh đi, chuẩn mật ong rừng luôn, bỏ tủ lạnh nó vẫn đông. Tại vì nhiệt độ ở ngoài và trong tủ lạnh nó khác nhau, thay đổi nhiệt độ. Và đặc biệt nữa mấy chị bỏ vào trong đó, nó thay đổi nhiệt độ, cái kết tủa của nó khác nhau tùy loại mật. Có những mật nó không bị kết tủa, nhưng có những mật nó kết tủa. Mà đúng mật rừng cũng có bị kết tủa luôn. Các chị mua thử mật ong con gấu kít lình của Mỹ á. Đợt em mua ở shop nào cũng 200 mấy, gần 300.000 một cái loại như thế này nè. Là em cũng mua cũng giá cũng ok á. Bỏ tủ lạnh đi, vẫn đông bình thường à. Nên người ta nói đúng mật ong, mấy chị muốn xài mà mấy chị muốn nó nguyên chất nhất, các chị đừng bỏ tủ lạnh. Mấy chị để những nơi thoáng mát cho em thôi. Dạ, mấy chị yêu bảo quản nhiệt độ phòng giúp em mấy chị yêu nha. Chị Thảo nói mật ong đặc lỏng gì cũng không nên để tủ lạnh. Chính xác. Nếu ai là người biết dùng mật ong, người ta sẽ nói được câu đó. Tại các chị biết sao không? Khi thay đổi nhiệt độ, khi các chị mở ra, nó không còn cái đặc
trưng của nó nữa. Vì cái mật ong là nó có cái keo nữa. Khi các chị thay đổi ở môi trường khác nhau, nó sẽ không còn tốt nữa. Như kem C hoặc là kem dưỡng mấy chị xài. Riêng kem C luôn, em nói mấy chị không bao giờ được nên để tủ lạnh. Nhiều người có thói quen là để kem C trong tủ lạnh. Nhưng các chị biết không, C là nó thay đổi nhiệt độ, là nó thay đổi màu sắc. Nó có thể là từ một hũ kem C màu vàng, các chị bỏ tủ lạnh xong các chị để ra ngoài nắng, nó thành màu nâu luôn. Vì nó sẽ bay và nó thay đổi nhiệt độ, nó sẽ làm giảm cái nồng lượng ở trong cái C gì đó, em không nhớ nữa, em có đọc ở trên mạng. Thì ai đã dùng mật ong biết để bên ngoài nơi thoáng mát cho em. Riêng mật ong các chị biết rồi, đúng mật ong chuẩn luôn, các chị để càng lâu thì nó càng thơm, nó có lên men mà. Cái mùi nó rất là thơm, cực kỳ ngon luôn á. Vậy chị nào lấy mật ong nha thì lấy em, chứ phải là mật ong nha 99 gram. Không có tặng nữa, tặng nãy giờ nhiều rồi, lên cú pháp hoài bà Duyên. Bây giờ qua. Bây giờ muốn trải nghiệm mật ong Đắk Lắk đúng không? Còn hủ một mực mật ong nào mà không có mật không? Không. Ý là không có kỹ tử, không có gì không? Mật ong nguyên chất luôn. Chù cha mẹ ơi. Nhà em chỉ còn một hộp mít duy nhất ạ. Chu cha mẹ ơi, hôm bữa khách kêu em. Khách kêu em là bé anh ơi. Bé anh còn mật ong nghe gọi là mật ong sáp, chị Thảo Nguyễn. Chu cha. Một dàn phải tay cho chị Thảo. Ê bà đưa cho tôi không? Sáng dì Mùi mới gửi lên. Cho bé anh. Cam. Rất ngon. Đây. Cam vàng của Mỹ đó các chị. Cam vàng của Mỹ đó. Cam vàng ngâm với mật ong nó rất là tốt luôn. Khách nhà em mê cam. Khách nhà em mê cam. Khách nhà em mê cái gì quên rồi. Mê đông trùng hạ thảo. Bây giờ mấy chị xem mạnh cho em đi. Em tặng cho mấy chị uống thử. Mấy chị yêu cho em một chấm một xe. Mấy chị yêu nha. Để em tặng mật ong canh mình sử dụng thử. Bà đưa chị Nguyễn Nhung 3 hũ mật ong. Chết rồi, nãy giờ nhiều quá không biết đủ không. Bà đưa giùm tôi bà đưa giùm tôi mật ong, bà đưa giùm bà tôi đưa giùm tôi cái đông trùng á bà Duyên. Rất là nhiều người hỏi. Cam này cam Mỹ đó mấy chị. Cam Mỹ á, cam vàng đó. Cam này không ai bán đâu. Ai coi like? Dạ mấy chị coi like. Xem được like cho một chấm một xem chịu nha. Trời trời, bán lời ít lời nhiều, uống trong thoa ngoài, cái gì cũng thiệt giùm nha chị chủ. Tin quá trời tin, kkk là sao vậy? Nãy nói em có thể bán kem giả. Ý là như vậy không mấy chị, chứ không phải là bán giả đó chị. Bên em bán chỗ chuyện mấy chị luôn nha. Chị Ai Ba Cao Nguyễn, em phải nói vậy đó chị Ai Ba Cao Nguyễn. Mấy chị, ý em nói ví dụ như bây giờ em nói mấy chị nghe nè. Sử dụng trên da thì có thể bán. Ý em là tại vì mấy chị biết rồi, em nhập hàng, em bán đa số là Hàn Quốc không à. Mà ý của em là sao? Nhiều khi mình diễn tả người ta nghe không hiểu. Ý của em là vậy nè. Dạ. Có nghĩa là kem mình có thể bôi ngoài da hàng giả được. Nhưng mà uống thì các chị uống vô trong người của mấy chị thì nó ảnh hưởng, nó có vấn đề. Rồi mấy chị bị cái gì nhà mấy chị lên kiện tụng em làm sao em chịu được. Ý em là như vậy. Còn em biết là khách nhà em rất là tin bé anh rất là nhiều luôn. Em cảm ơn mấy chị. Rồi vậy nha. Dạ mật ong nha là 99k một hộp đó chị Lưu Trần ạ. À. Bây giờ em không biết em có đủ chia hay không thì hên xui đi nha. Rồi tính tiếp. Hên xui đi nha, giờ không biết đủ chia hay không luôn á. Dạ chị đổ bích đào. Chị đổ bích đào thêm 3 hũ mật ong nữa là 5. Dạ có đơn ạ. À. Để đọc nè. Chị Nguyễn Nhung đọc chưa? Nguyễn Nhung em đọc rồi. Bát xa chị, bát của nó là năm 2024 đó, tháng 5. Ở trên bao là ngày sản xuất, còn đát của mật ong nghe là được 3 năm kể từ ngày sản xuất. Tám đát mật ong là 99.000. Chị mới vô chị hai hũ mật ong nghe nha Minh Anh. Ok. Dạ có đơn chị yêu ạ. À. Hai hũ mật ong nghe cho chị Thanh Ni nè. Dạ chị Nguyễn Cam sống cam ạ. À. Thiệt luôn á. Nói thiệt. Bà coi coi sáng gì mùi gửi qua được nhiêu bịch bịch hả? Ở đó còn không? Đó chị gửi em. Dì mùi em là làm gì luôn? Em là cây nhà lá vườn không à. Cái này là 100% là không có nhập. 100% cam vàng của Mỹ luôn. Rất ngon và đặc biệt rất thơm. Cam nè nha, dì mùi còn làm tắt cho em nữa nè mấy chị. Tắt đó. Tắt tại vì thấy em đậu họng á. Làm tắt, tặng thêm tắt cho em. Cái này nè,
Tại vì khách người ta hỏi hoài à, mà tại vì á, bà dì Mùi em bà cũng cũng lười làm lắm mấy chị. Tại vì khách ta hỏi kêu bé anh là bé ơi, bán thêm mật ong cam đi, chị dùng mật ong cam á, chị giảm cân nè. Rồi chị uống mật ong cam, chị thấy nó thơm, nó thanh. Tại vì mấy chị dùng cam vàng của Mỹ á, trong cái vỏ cam nó có cái tinh dầu. Khi mà mấy chị ngâm trong mật ong á, nó tự tươm ra. Khi mà mấy chị dùng á, cơ thể mấy chị nó sẽ tăng cái đề kháng lên luôn. Minh Anh ơi, em còn mật ong đông trùng không em? Bây giờ chị thả tim em đi, em tặng nè. Chia sẻ like cho em. Dạ, mấy chị yêu cho em 1.1 xe để em tặng cho mấy chị yêu sử dụng thử luôn nha. Mật ong ngâm đông trùng với táo đỏ đã uống ngon à, bổ rồi mà để cam lát Mỹ vào nữa là bá cháy luôn ý. Chị Ngọc Yến, hello chị Hồng Liên Nguyễn Như, em chào mấy chế. Dạ, mấy chị xem like rõ không em 1.1 cho mấy chị. Bây giờ cam là có nhiêu đây à? Ê, mượn cái kéo rồi. Mượn cho, mượn kéo cắt cái gì. Nhanh nhanh luôn cưng. Cam là giờ có nhiêu đây à? Cam chắc mình làm được còn ít ít à, không có được nhiều. Dạ, cam em kêu là làm cho em làm luôn 5kg đi. Em để dành em bán. Nó không có thời gian làm. Đúng cam Mỹ luôn, làm có 2kg à. Chứ lại cho em một bịch tắc không biết nhiêu tiền. Chưa hỏi nữa. Dạ, chưa cho em chấm con xe mấy chị. Tắc này là tắc mà tắc người ta lụa là tắc vàng. Xong rồi bắt đầu là người ta phơi á mấy chị. Đây là tắc nè. Rất là thơm. Thơm lắm. Cái tắc này mấy chị pha chung với trà mật ong á. Mấy chị uống à, nó sẽ giảm cân được luôn. Nay là em vô công cuộc em giảm cân rồi nên là sáng là em dùng liên tục mấy cái này. Dạ, mấy chị xem được like cho em. Đấy, để em đọc comment nha. Đông trùng thì nhiều người hỏi quá trời luôn. Sáng nào chị cũng dùng mật ong với nhụy hoa nghệ tây nên mua Minh Anh 8 hũ mật ong, giờ còn có một hũ chị đổ bích đào. Ok người yêu. Đây. Cam rất là ngon đó mấy chị yêu ạ. Thơm lắm. Cam nhà làm cho mấy chị yêu nha. Cam nhà làm rất nó không phải là khô luôn mà nó có còn miếng nó mới chịu ạ. À. Rất thơm, cam nhà làm. Cái này là bà Xuyên bà mới làm được thôi nha, chứ ai mà gửi em làm là không có được đâu, không có hàng đâu. Năn nỉ bữa giờ luôn nó mới chịu làm, bữa giờ mấy người hỏi rồi. Nè, đó, cam vàng rất là ngon, các chị nhìn nè, đây. Rất là ngon nha mấy chị yêu nha, nó không có khô mấy chị yêu đâu. Đây, cái cam này là em tách ra. Ở đợt á, đợt em có bán cái loại mà kem sấy của Chê Chu á, mấy chị nhớ không? Mình ăn luôn cái trong được luôn à. Rất là ngon mấy chị. Cái trong mình ăn được luôn. Ngon. Chua chua thanh thanh. Người ta dùng là người ta lấy cái vỏ nữa nữa. Tại vì cái vỏ của nó mới tốt. Cái vỏ của nó là nó tiết ra được cái tinh dầu á. Giảm đau họng hay không? Nay mấy chị thấy giọng em trong đỡ rồi đó. Đỡ hơn nhiều đúng không? Dạ, đỡ hơn hôm qua. Dùng mà ông đỡ hơn hôm qua nhiều luôn á. Hôm bữa là giọng ồ ồ ồ luôn. Nay đỡ rồi đó. Dạ. Dùng này. Mấy chị là xem like đó. Em nói thiệt mấy chị, thực phẩm chức năng nhà em nhiều lắm là tại em không dùng. Em dùng là em thấy đỡ hẳn luôn. Rồi bây giờ. Ai thích mật ong cam, các chị ghi chữ thích. Bữa giờ nhiều người hóng lắm mà không có hàng. Cái nhiêu đây là em làm là chắc được à. 30, 40 hũ đổ về. Nhiêu đây mật ong là làm được 30, 40 hũ mật ong đổ về. Các chị, nhiêu đây là được 30 hũ, 40 hũ được mật ong đổ về. Các chị đang coi like, các chị chia sẻ like. Ai thích mật ong cam, các chị ghi chữ thích đi. Em tặng lớn luôn. Ai chưa được dùng, các chị ghi chữ chưa. Hôm nay các chị tương tác mạnh, em tặng các chị lên nóc nhà luôn. Dạ, chị yêu thích mật ong cam luôn, đúng không ạ? Chúc em là thích nha mấy chị yêu nha. Chị yêu nào mà chưa sử dụng được ngon lắm mấy chị yêu à, đã trải nghiệm thử với mấy chị yêu nha. Uống thử mật ong rừng của nhà Kinh Ly. Ai đã sử dụng được mật ong rừng của nhà Kinh Ly cho em xin cảm nhận luôn cái hũ mật ong đây. Dạ, mật ong cam em thấy rất là nhiều khách dùng mật ong này của nhà em. Đây là mật ong rừng, cái mật ong rừng này là em khai thác trực tiếp tại Đắk Lắk luôn. Khách uống bao nhiêu lần rồi khách biết cái vị của nó rất là thơm mà đặc biệt nha, nó thanh, uống nó không có gắt cái giọng của mấy chị. Nhất là những người nào mà người ta bị mập hay như thế nào, người ta bị tiểu đường, người ta rất sợ uống mật ong có đường. Em bao các chị, hồi xưa em bán một hũ này là nửa lít. Em bán các chị ở trên live một hũ này ít nhất cũng gần 400 ngàn. Một lít của em là 850. Ai coi live nhớ nha, hai hũ là 850 rồi. Bây giờ trong live này em chỉ tặng 20 người. Xe đi. Mấy chị yêu nha, để chuẩn bị chị mang tặng lớn cho mình luôn à. Không cần phải suy nghĩ. Uống đi rồi biết.
Ai lấy mật ong cam ghi cú pháp là mật ong cam. Dạ lấy là mật ong cam mấy chị yêu nha. Mật ong cam làm được nhiêu đây cam thì chắc 30 hũ, 40 hũ rồi, nhưng mà tặng 20 người đi. Mật ong cam nhà em ngon lắm và dễ uống nữa chị Quân Như Lê. Mấy chị xe thiệt là mạnh nha, hôm nay các chị xe. Các chị ơi có thể mua mật ong của em về làm từ thiện, vì cái người nghèo lắm cũng có thể sử dụng được. Dạ, xe Hoàng, giùm em. Dạ chị Hoa Ngọc nói là mật ong rừng nhà bé ngon lắm ạ. Chị Ngô Thu Hằng nói mật ong rừng nhà mình anh rất tốt, chị rất thích. Uống thử đi cho biết cái cuộc đời. Ai lấy mật ong cam ghi cú pháp là mật ong cam. Dạ lấy em cú pháp là mật ong cam mấy chị yêu nha. Ai lấy mật ong cam ghi cú pháp là mật ong cam. Đơn mật ong cam này em nói mấy chị nha, không được. Ví dụ như giả sử có nhiều người, bây giờ chị nào lấy 2 hũ, 3 hũ đổ về đi, 3 hũ đổ về thì tiền ship em hỗ trợ được. Nhưng mà ví dụ như trên 5 hũ tiền ship nặng quá, cao quá mà đã bán tặng rồi mấy chị, chết ngắt luôn. Ok chưa? Thì ai mà ở tỉnh xa xa cho em thêm 5.000, 10.000 tiền ship, em sẽ hỗ trợ cho mấy chị. Chị Sửa nói mật ong nhà mình anh đỉnh của đỉnh luôn. Uống đi, khác xa với mật ong 1 lít 60.000. Uống thử mật ong rừng đi. Yeah. Em bán cho các chị là em không có đi qua cái đầu nào mối nào hết. 100% trực tiếp luôn, người thân của em, người ta khai thác trực tiếp luôn, cây nhà lá vườn luôn cho các chị xài. Rất là nhiều người dùng rồi chứ không phải 1-2 người sử dụng. Ai lấy mật ong rừng em bỏ cho mấy chị cam vô bên trong đó, mật ong cam nha. Dạ, tặng các chị trong livestream ngày hôm nay 20 chị đầu tiên 99.000. Dạ lấy em có phải là mật ong cam mấy chị nha, 99k một hộp luôn ạ. Mật ong nhà em thường bán là 350 một hộp. Em like cái này đúng gọi là từ thiện luôn á, ai có like share giùm em. 99.000 hũ mật ong cam mấy chị nha, 99k một hộp ạ. Share giùm em mạnh tay 20 người thôi. Dạ, em tặng tại vì cam em làm được cỡ tầm 30 hũ à, cam em không có làm được nhiều. Tại vì cam có ít lắm. Cam mấy anh còn để dành cho em uống nữa. Cam này là gì em làm là em cũng phải chia lại cho em một tí nữa, chứ em không có chia mấy chị hết được. Và đặc biệt hiếm lắm mới có. Làm mà sạch sẽ mà chất lượng thì em nói thiệt mấy chị ơi, quá là tuyệt vời luôn. Mua các chị, em nói mấy chị thử đi nha, mật ong cam này nè, mấy chị kho thịt, các chị làm thử đi nha. Mẹ em kho mật ong cam, kho thịt, kho hột vịt rất ngon. Thử chưa? Mấy chị thử kho thịt, kho hột vịt với mật ong cam đi, cực kỳ ngon, bảo đảm mấy chị luôn. Em nói mấy chị không nói xạo đâu, cực ngon luôn. Dạ. Xe giờ mới mật ong cam là 99k một hộp nha mấy chị yêu nha. Xe mạnh vô giùm em. Cho mấy anh mật ong cam 100 một xe một like đi mấy chế ơi. Dạ mật ông cam 99.000 giá không có luôn mấy chị. Người nghèo nhất cũng mua được. Và chị nào trong livestream em nói thiệt, người nào khó khăn nhất cũng được. Và ai gần nhà mấy chị thật sự người ta khó khăn quá, mấy chị có thể san sẻ một hũ mấy chị tặng cho họ. Vậy là coi như mấy chị đã làm phước rồi. Ok chưa? Dạ mật ong đông trùng em có nha chị yêu nha, tí nữa chị mình lên ạ. À. Em coi có lên mật ong đông trùng không, để em tùy hứng đi. Rồi lát em lên luôn. Dạ mật ong cam là 99k một hộp mấy chị. Mật ong bỏ cam lát vô 99.000. Ai coi like share giùm em. Rồi. Dạ, chưa từng có luôn mấy chị yêu ạ. À. Rồi em đọc tên nha. Dạ mật ong cam mấy chị nha, 99k một hộp rồi mấy chị yêu ạ. À. Ok cô Thảo. Dạ ok cô Thảo. Chưa. Mật ong rừng nhà bé uống ngon và thơm lắm. Rồi mật ong cam tặng cho chị Hạnh Nguyễn một. Dạ có đơn ạ. À. Mật ong cam Quân Như Lê là 3 hộp. Dạ có đơn ạ. À. Mật ong cam chị Sửa Nguyễn nói là chị uống 12 hũ rồi nè. Cô Nguyễn Thảo 2 hũ mật ong. Dạ có đơn ạ. À. Chị Mai Hồng 2. Dạ có đơn ạ. À. Mật ong cam cho chị Thanh Ni Nguyễn 3 hũ. Dạ có đơn ạ. À. Thanh Ni Nguyễn 3. Mật ong cam cho chị Hằng Võ 3. Dạ có đơn ạ. À. Xe giùm em nha. Chị Đinh Hạnh 3 hũ mật ong cam. Dạ có đơn ạ. À. Chị Thúy Nguyễn 2 mật ong cam. Dạ có đơn ạ. À. Ngọc Yến Nguyễn 2 hũ mật ong cam. Ngọc dạ, Yến Nguyễn. Đơn à. Chị Thơ Nguyễn 2 mật ong cam. Dạ có đơn. Ok à. Chị. Chị Nati La Mari 1 mật ong cam, 1 mật ong nga. Dạ có đơn ạ. À. Chị Ngô Thu Hằng 2 mật ong cam. Dạ, chị Diễm à. Thư 1 mật ong cam. Dạ có đơn ạ. À. Ai coi like chia sẻ like, đông trùng là riêng. Đông trùng mắc tiền lắm. Đông trùng là đợi em suy nghĩ đi, tại vì đông trùng em còn được ít à. Đông trùng lại ngon này mình còn được có một bịch rồi đúng không? Dạ đúng rồi, còn một bịch đó chị yêu ạ. À. Huyền heo đọc chưa? Dạ chưa ạ. À.
Mật ong cam em tặng các chị là bao nhiêu tiền quên rồi. Dạ, mật ong cam là 99k một hộp luôn rồi, giá không có nha mấy chị nha, giá rất là sốc. Huyền heo 2. Dạ có đơn. Ngô Thu Hằng đọc chưa? Ngô Thu Hằng đọc rồi. Bé để đông trùng vào với chị Ngọc Ý Nguyễn. Đông trùng bên em là bán, mật ong đông trùng là riêng. Không bán chung tại vì đông trùng mắc lắm. 100g đông trùng bên em là 500.000 rồi. Đông trùng loại xịn. Cam này bây giờ chị Thoan ơi, bây giờ em nói chị Thoan nghe nè. Bây giờ để bây giờ mật ong cam á, bây giờ nếu như mà ngày mai mà em còn dư được bao nhiêu gam hoặc là nửa ký đi thì em báo chị Thoan ha. Về em sẽ để giá thật là tốt với chị Thoan luôn. Còn còn cam này nè thì nói chung mà bà dì em không có rảnh. Bà làm mật ong cam là nói chung là một đợt nó làm bịch vậy là bà nói là nhiều lắm rồi. Nên là em chỉ kiểu giống như là có được nhiêu đây thôi mà em cũng phải để lại một ít cho em dùng nữa. Nên là em chỉ làm được chắc tầm mấy chục hũ thôi. Nếu còn dư á em điện chị, còn không thì em nhờ dì em khi nào mà bà có làm á thì em để cho chị ha. Chị dặn bao nhiêu số lượng bao nhiêu thì em báo nhờ dì em làm. Thì có gì em báo chế. Ok không? Chị Cát Tường 3 hũ mật ong cam. Dạ có đơn ạ. Cát Tường 3 hũ mật ong cam. Có đơn chị Cát Tường. Như Nguyễn, Minh Anh ơi, mật ong cam với mật ong Nga có ship chung không Minh Anh? Chị Như Nguyễn dạ có. Mật ong cam và mật ong Nga em ship chung nha. Mật ong cam và mật ong Nga ship chung nha. Chị Lưu Trần, một mật ong cam cho chị Lưu Trần. Dạ có đơn ạ. Lấy thêm 3 hũ cho chị Cát Tường. Dạ có đơn ạ. Ok chị Cát Tường. Uống thử mật ong nhà bé anh đi, cực kỳ ngon. Ok. Nhà cô trồng tắc và cam sành nhiều lắm, cô sẽ làm phơi khô thử xem có được không. Ok cô Thảo. Nói chung là cam bé anh là cam vàng luôn á nha. Cam bé anh là cam vàng luôn á. Cam vàng luôn á, cam để ngon luôn á. Tại vì đợt hôm bữa nói chung là em cũng hết cam, thì em đi lên chợ lớn em coi có cam không á, thì cam nó bị đen thui rồi. Cái cam đó người ta nói là không có ngâm được đâu, cam đen đó là giống như cam loại dạt. Nói chung là nhà em uống cái dùng gì là em dùng là cam xịn đó đó mấy chị. Chứ em không có bán cam đểu. Mấy chị nhìn cái màu cam mấy chị biết mà, toàn là hàng ngon thôi. Nói chung là em dùng cái gì em bán mấy chị cái đó à, rất là ngon. Mà cái cam của em á là em xé em ăn được luôn. Nó không có khô lắm. Người ta nói chung là cô em á chả biết phơi làm sao nữa mà cái độ nước á nó vẫn còn ít mấy chị rồi. Khi mà ăn vô nha rửng ngon. Nó giống như là cam sấy vậy á, ngon. Ngon mà. Dạ em tặng chị Thảo Nguyễn 2 mật ong ạ. Cam này là cam Mỹ chứ không phải cam sành. Cam Mỹ nó mới sơi dụng vậy, cam sành nó không có sơi được vậy đâu. Dạ em chốt cho chị Nhiên. Cam sành hình như làm vô như nó hình như là cam sành hình như phơi vô bị đắng hay sao á. Bị đắng mấy chị ạ, cái này nó không bị đắng. Cái này cam Mỹ nó mới bị đắng. Cam Mỹ nó khác. Cam mấy chị biết đâu có rẻ, đúng không? Em tặng mấy chị. Ừ. Thế ngày mai em chưng mật ong tắt thử coi. Tắt là mật ong chắc ngon lắm. Dạ rất là ngon. Cô em làm á, nhờ làm giùm tại đau họng á nên uống cái này mỗi ngày luôn. Đợt trước em lười uống lắm. Nhưng mà nay em uống em thấy đỡ. Em mới uống ngày hôm qua lại ngày hai cử rồi, uống nước ấm á. Giọng em nay đỡ hơn nhiều luôn rồi đó. Dạ mấy chị em xem like có đỏ mà cho em một đợi, xem đợi em xíu nha. Nay em về cái kiểu Đài Loan ngon lắm, bán tại thị trường Hàn Quốc luôn rất là ngon. Đây nè. Cam này nhìn giống cam sấy đó bé. Cam này giống như là cam chê chu vậy đó, cam vàng á, cam Mỹ á mấy chứ. Chị Nhi Nguyễn. Ok chị Nhi Nguyễn một cam mật ong cam nè. Chị Ivanka Nguyễn 2 mật ong cam. Dạ có đơn ạ. Rồi em qua nha. Nè, này cô em gửi cho em là tắc nè. Nhìn ngon ghê luôn á. Thơm mấy chị, thơm phung phức. Mấy chị nhìn tắc vàng ươm luôn á, chứ không phải tắc xanh. Bỏ vô, bỏ vỏ ra là hết đắng. Cô thử thử. Dạ, tắc rất là thơm luôn mấy chị yêu nha. Đó. Tắc mà chân mật ong rất là ngon luôn á, giảm ho và giảm đau họng mấy chị yêu. Đây. Đó, cô gửi làm. Ê, ngày mai bà bỏ cho tôi vô túi zip nha. Để ngày mai tôi chân lên để hũ. Thơm thiệt luôn á. Nói chung là làm hàng ngon đã thơm lắm. Rồi bây giờ em qua.
năn nỉ với anh ơi lên mật ong đông trùng, đông trùng thì cao lắm. Đông trùng hôm bữa mình bán là hôm bữa em bán em xe đông mật ong đông trùng là 299.000 một lọ đúng không? Dạ đúng rồi, mật ong đông trùng là 299 nha. Giờ không có đủ mật ong đâu, ngày mai là gửi chút nữa chuyến á, để kịp trả cho chị bác sĩ. Ngày mai Đắk Lắk là gửi buổi chiều, là tầm chắc sáng mốt em nhận được thì ngày mai là nhận được trước 200 hũ, rồi hôm sau nữa mới là 300 hũ. 10 ngày nữa em có bánh mật ong, mật ong sáp đó mấy chị. 10 ngày nữa nha, tại vì bây giờ nó chưa có tổ nhiều, tại vì mật ong đợt này là dắt hết ra lấy mật ong rồi. 10 ngày nữa nó mới tạo thành tổ mới, thì 10 ngày nữa em sẽ bán cho các chị mật ong rừng loại bánh, mật ong sáp rừng loại ngon, chứ không phải mật ong sáp rừng mà mấy chục ngàn ở trên mạng bán đâu. Mấy chị ăn thử mật ong xịn đi, ngon cực kỳ luôn. Mấy chị biết bánh mật ong không? Kim hồng hay mật ong cam? Kim hồng. Rồi em qua. Bây giờ đông trùng thì để em suy nghĩ, thì đông trùng thì nó hơi mắc. Hôm bữa hôm qua tức ghê luôn á, quên tính đặt ở trên mạng cho mấy chị coi mật ong đông trùng. Ở trên mạng nó bán hũ đông trùng nhỏ xíu vậy nè, nó tơi ra có tí xíu à. Nó bán là một hũ, nó bán một hũ là 80.000, là nó bán rẻ nha, cái chị bán rẻ nhất luôn. Còn bình thường mấy shop kia bán 140.000 một hũ đông trùng mà nó nhỏ xíu mà nó tơi ra. Các chị coi đông trùng của bé anh nè. À, bịch này của chị ghé shop. Đưa cái bịch kia kìa. Cái bịch của mình á. Bịch này chị ghé shop để sẵn cân ký rồi, mắc công mở ra nữa. Bên trong á, bịch này là của chị ghé shop nè. Hôm bữa chị lấy là 1 ký phải không? Dạ 1 ký. Đây, này của chị ghé shop. Đây bịch của mình nè. Rất là thơm đúng không chị nha. Đây cái chị. Thơm luôn ạ. Đó, bà đưa tôi cái đông trùng dởm đi. Đông trùng rẻ tiền đi. Nè. Mẹ mua thử ở trên mạng về á. Con gái bán tao không dùng đâu, đi mua thử ở trên mạng coi coi chất lượng sao, tại vì thấy người ta bán rẻ quá mà. Đây. Các chị mở hũ ra cỡ nhúm như đây à. Mà nó độn trong hũ thủy tinh là nhiều người tao không biết á. Nó nằm đâu đây nè, đây nè. Đó. Đây là đông trùng nhà Kinh Ly, loại ngon. Đông trùng này là đông trùng nhập trực tiếp từ Tây Tạng luôn, rất là thơm. Thơm lắm. Ở ba là rất là thơm mấy chị yêu ạ. Đông trùng nè. Đây là đông trùng nè. Đông trùng nè, như khô cá sặc kìa. Nó có mùi rất là hôi nha mấy chị yêu nha. Đây là đông trùng rẻ tiền nè mấy chị. Không hiểu sao cái màu nó kỳ lắm nha. Hồi đầu nha. Mua á, hồi đầu em mua nha. Là đông trùng nó không có kiểu màu này đâu. Kỳ ghê luôn á, nhớ không? Hôm dạ, bữa mình mua hôm bữa nó cũng hơi vàng vàng. Dạ. Sao tự nhiên giờ nó thành cái màu kỳ kỳ luôn á, em nói thiệt. Để em quay cam sao các chị coi. Em nhất quyết em phải để lại. Em nhất quyết em phải để lại cho khách coi. Hai màu đông trùng là nhìn phía sau giùm em đi, để có cái sự chính kiến riêng đi mấy chị. Hai loại đông trùng nè. Đó. Các chị nhìn giùm em nha, để mấy chị làm chứng. Ai dùng mật ong, ai dùng đông trùng nhà Kinh Ly có thơm không cho xin comment luôn. Ai đang coi live tương tác mạnh mạnh lên giùm em. Bây giờ cho em hỏi. Ai dùng đông trùng nhà Kinh Ly có thơm không cho em xin comment. Ai chưa dùng comment chủ chưa. Hôm nay tặng thử cho biết mà dùng luôn. Dạ, chơi lớn luôn. Dùng đông trùng của Kinh Ly chưa ạ? À? Có thơm không ạ? Cho em xin comment chị yêu nha. Chị nào chưa được trải nghiệm sản phẩm đông trùng thì cho em xin chưa. Em thề em uy tín luôn á, rất là ngon. Nói chung các chị mua hàng đông trùng, riêng đông trùng là các chị phải so sánh luôn. Nói chung đông trùng là em nói thiệt mấy chị, nó là một gọi là một cái bậc rồi. Chứ không phải là có giá mắc rẻ ở trong đây. Nó phân biệt hàng ngon và hàng không ngon luôn, liền luôn. Đông trùng các chị có đông trùng Trung Quốc mà các chị. Hàng này là đông trùng Tây Tạng, đông trùng xịn, rất ngon và rất thơm. Rất là thơm luôn nha mấy chị, rất là thơm luôn ạ. Cái này bên em sẽ mix chung với lại mật ong. Cái này bên em sẽ mix chung với lại mật ong. Nãy khách kêu đúng không? Dạ đúng rồi. Mật ong đông trùng hình như mình còn nợ ít người lắm. Dạ. Phải không? Dạ hôm bữa có lấy nợ chị. Dạ chị nào đã sử dụng mật ong đông trùng bên em chưa ạ? Có ngon không ạ? Cho em xin comment với chị yêu nha. Thôi. Kệ đi, chơi lớn lần luôn đi. Thôi
Hôm bữa bán mật ong đông trùng là nhiêu? 299. Hôm bữa mật ong đông trùng em sale rẻ nhất là 299.000 một lọ. Mật ong và bỏ đông trùng ở bên trong. Mật ong bỏ đông trùng bên trong. Hôm nay mật ong đông trùng này, cái đơn mật ong đông trùng này cho em xin phép. Mơ đơn mật ong đông trùng này em sẽ tặng các chị ở trên live. Em sẽ bán các chị giá giảm để các chị trải nghiệm. Em sẽ, nhưng mà mật ong đông trùng này chắc phải tầm 2 ngày em mới trả đơn được cái mật ong đông trùng này. Tại vì ngày mai là ở bên Đắk Lắk gửi lên là em đóng cho khách rồi em trả sỉ nữa là không có đủ. Đợt này em đặt thêm 500 hộp nữa mà cũng không đủ hàng luôn á mấy chị. Tại vì chị này là chỉ làm thương hiệu của chị, dán tên thương hiệu của chị lên, nhưng mà mật ong là em cung cấp. Chị nào muốn bán mật ong các chị có thể liên hệ em, nhưng mà em khẳng định luôn giá sỉ sẽ không rẻ như trên live em bán. Em nói trước, vì giá trên live là giá em ưu đãi để cho khách chia sẻ live, để cho cái người ta coi live, người ta vô người ta mua để người ta share cho mình, chứ không phải là em lời rất là nhiều ở trong đây để em bán sỉ được. Nên ai mua sỉ của em giá sẽ không rẻ được như giá em bán ở trên live. Em nói lại nha, để mấy chị khỏi thắc mắc, em nói luôn. Tại vì cũng có nhiều người nhắn tin hỏi mua sỉ á, nhưng mà hỏi ủa sao tại sao giá sỉ lại không được rẻ như giá trên live. Tại sao sỉ em bán chị giá khác mà trên live em tặng khách hôm bữa có 99k? Vì em nói em tặng, em khác với lại sỉ, nhưng em chỉ tặng một like chứ đâu phải là like nào em cũng tặng. Các chị muốn mua ngày nào em cũng bán các chị 99.000, không có, chị tặng thôi. Bạn chị đặt trên mạng họ bán có 700.000 một 700k tặng 1 ký táo đỏ. Hôm sau suy nghĩ lại gọi lại shop không lấy nữa, họ chửi quá trời luôn. Trời ơi, mua có 700.000 à mà chửi. Trong khi khách nhà em nè đặt cái dòng 5 triệu xong rồi suy nghĩ lại, em cũng nói ok vậy thôi. Khi nào có duyên ủng hộ em tiếp. Nói chung cũng không chửi khách. Trời ơi, bán hàng mà chửi quá thì người ta cũng khó mua. Mật ong đông trùng nhà bé uống ngon thơm, ăn đông trùng giòn giòn còn đẹp da. Ai ông chồng nào mà yếu sinh lý mấy chị cho uống vô cho em, bao khỏe luôn. Mật ong thường có hàng sử dụng hay là sao vậy Minh Anh, chị Thơ Nguyễn? Nếu như các chị chưng cất mật ong ở nhiệt độ chuẩn, không có lạnh mà không nóng, thì mật ong các chị để được khá là lâu. Tại vì mật ong đúng mật ong rừng luôn, mấy chị để nó lên men nó rất là thơm, rất là thơm. Nhưng thường thường mật ong thì các chị có thể để tầm cho em là khoảng 3 năm đổ về. Đông trùng ngâm với mật ong ăn rất là giòn, sáng nào con cũng ăn một muỗng rất tốt cho sức khỏe, đẹp da, ngủ ngon. Mật ong đông trùng nhà bé chị uống rất là thích luôn, uống và ghiền luôn đó. Ai lấy mật ong đông trùng bán đúng một like duy nhất phá giá nhất cuộc đời. Dạ, mấy chị ơi, em một chấm một xe tăng tương tác giúp em để chị ban tặng cho mình 700.000 một ký. Các chị mua 1 ký của em là nhiêu? 100 gram là 500 ngàn. Là 1 ký là nhiêu tiền? Các chị nhân lên giùm em đi. Tiền nào của đó em bán. Mình đến Retinol chị nhận rồi. Lắc trái tim chị chưa nhận được. Lắc trái tim chị sắp nhận được rồi. Hôm nay lắc trái tim em về và em đã trả đơn em ship cho các chị rồi. Yên tâm giùm em người đẹp ơi. Dạ mấy chị, em xin 1 chấm 1 xe nha. Chuẩn bị chị mang tặng 1 ông đông trùng cho mình trải nghiệm thử à. Ai lấy mật ong đông trùng trong livestream ngày hôm nay, người nghèo nhất cũng mua được. Mật ong mix với đông trùng hạ thảo loại 1. Hôm bữa 299, chị nào đặt trên live tặng các chị bao nhiêu tiền? 150.000 một hũ. Em cũng nói là mật ong đông trùng mấy chị nha, 150k một hũ luôn à. Sử dụng rất là tốt đúng không ạ? Em tặng các chị 150.000 đồng một hũ mật ong đông trùng hạ thảo. Các chị ơi uống đi, siêu siêu tốt. Dạ, em cũng nói với chị nha, mật ong mít đông trùng mà 150 một hộp luôn ạ. Ai coi like, share like, mạnh mạnh lên. Bữa bán các chị 299.000. Hôm nay người nghèo nhất cũng được. Mới về mặc táo về chưa bé anh ơi, chị Tuyết Hoa đợi xíu em like liền luôn. Đợi em tới chị Tuyết Hoa. Ai coi like, các chị share giùm em mật ong đông trùng là bao nhiêu tiền. Dạ, em cũng nói là mật ong đông trùng mấy chị nha, 150 mấy chị yêu ạ. Rất một, là tốt cho sức khỏe luôn ạ. 150.000 đồng một hũ mật ong đông trùng hạ thảo, cực kỳ ngon và đặc biệt rất rất là thơm. Em có cái màn nào mà xe mạnh mạnh lên giùm em không, tặng lớn thì cho khách xe lên. Dạ, đông trùng bên em đông trùng chuẩn với chị loại 1 nha mấy chị. Bây giờ ai vừa like vừa xe like vừa thả tim mạnh và vừa tương tác nhiều trong like giùm em, ai lấy 2 mật ong đông trùng em tặng một hũ nữa là thành 3 luôn, chơi lớn. Dạ, lấy em không phải là mật
bây giờ bây giờ nè, em tặng lớn các chị nè. Bây giờ ai đang coi like, like và share mặt lên cho em. Em bán tặng các chị đúng thử một lần trong cuộc đời. Chưa bao giờ em bán hai tặng một nha. Dạ. Làm chứng giùm em. Chị nào lấy hai mật ong đông trùng, em tặng một là thành ba. Ok chưa? Dạ. Lấy em cũng phải là mật ong đông trùng nha mấy chị yêu nha. 150 mua hai tặng một nha mấy chị yêu nha. Siêu. Ai lấy bốn hũ được tặng hai hũ này là thành sáu hũ. Đúng không? Dạ đúng. Cứ hai hũ em tặng một là thành ba. Các chị ơi share giùm em một livestream. Mật ong một hũ là 150. Ai lấy hai hũ em tặng một là thành ba cho các chị luôn. Dạ lấy em cũng phải là mua mật ong đông trùng nha mấy chị yêu nha. 150 mua hai tặng một mấy chị yêu à. Má ơi thiệt á. Mật ong cực kỳ tốt và cực kỳ ngon. Mật ong ngâm chung với lại đông trùng hạ thảo các chị dùng siêu siêu tốt. Và đặc biệt cái mật ong đông trùng này nè, khi mà các chị dùng á, các chị uống vào trong, nói chung là nam nữ gì cũng được nha, tăng khả năng sinh lý và đặc biệt tăng đề kháng luôn. Xe mạnh lên giùm em nha. Lấy em cũng khóa là mật ong đông trùng với chị em 150 mua 2 tặng 1. Thơm thiệt luôn á, rất là thơm. Đông trùng chủng nha mấy chị nha, rất là thơm ạ. À. Em sẽ đọc tên nha. Ai coi like xe giùm em. chị gì quên rồi. Dạ, chị chúc luôn mật ong đông trùng mua 1 tặng 1. Dạ, có đơn. Ấy lộn quên, sorry nhầm. Đọc ngồi chết, được mua 2 tặng 1. Ngô Thu Hằng. Dạ. Mua 4, tặng 2 là thành 6 cho Ngô Thu Hằng. Dạ, có đơn ạ. Em bán khùng bán điên trong like này, ai coi like share giùm em. Ai coi like share giùm em. Dạ, mấy chị yêu xem được like cho em 1 chấm, 1 share mấy chị yêu. Chị Hằng vỏ 3 mật ong đông trùng. Dạ. Là 2 tặng 1 thành 3 hay là sao chứ yêu? Hay sao chứ yêu? Dạ, hai tặng một là thành ba, còn nếu chị lấy bốn chị được tặng hai là thành sáu. Ai coi like chia sẻ like nha. Dạ, xin được like cho em 1 chấm 1 xem. Hai tặng một là thành ba cho chị Hằng Võ. Dạ có đơn ạ. Chị Hạnh Dung Nguyễn mật ong đông trùng hạ thảo một cái. Dạ có đơn ạ. Ok chị Hằng Võ hồi nãy là ba rồi đúng không? Thêm ba nữa là đủ nha. Vậy là hai. Ok chị Hằng Võ có đơn. Thêm ba nữa là cho chị Hằng Võ là bốn, là tặng hai là thành sáu đúng không? Dạ có đơn ạ. Chị trời xỉu chị Nguyễn Nhung ạ. Tặng rẻ quá chị Nhung xỉu giùm em hả? Chị Tiến Ngọc hai mật ong đông trùng cho Tiến Ngọc. Dạ có đơn ạ. Chị Nhân Nguyễn hai mật ong đông trùng cho chị Nhân Nguyễn. Dạ có đơn ạ. Chị Hạnh Pháp hai mật ong đông trùng cho chị Hạnh Pháp. Dạ có đơn ạ. Ai coi like share giùm em. Ok chị Thơ Nguyễn hai mật ong đông trùng cho chị Thơ Nguyễn. Dạ có đơn ạ. Ai coi like share giùm em. Hồi nãy chị Thơ lấy mấy hũ giờ không nhớ nữa. Chị Thơ lấy hai chị. Hồi nãy lấy hai mật ong cam hả? Dạ đúng rồi. Rồi đổi qua thành hai mật ong đông trùng, tặng một là thành ba. Chị Ngọc Yến Nguyễn hai mật ong đông trùng. Dạ có đơn ạ. Tặng một là thành ba Ngọc Yến. Chị Huyền Heo hai hũ mật ong đông trùng ạ. Hai mật ong đông trùng cho Huyền Heo là tặng một thành ba. Dạ có đơn ạ. Chị Thanh Ly Nguyễn, chị lấy bốn hũ mật ong đông trùng tặng hai, chị muốn làm từ thiện như Minh Anh nói. Chị Thanh Ly Nguyễn ạ. Dạ có đơn ạ. Đó là một cái cách rất là tốt. Em nói mấy chị là em bán phong thủy, nhưng phong thủy không phải dễ bán, có duyên mới bán được. Và cái duyên đó muốn được trụ lâu dài cũng phải nhờ cái phước của mình làm ra. Và đặc biệt nữa, em nói một cái câu này một cái thôi. Em nghĩ là phước là phải tích, tại vì khi mà mình sống thì mấy chị ơi, cái lộc của mình hoặc là cái phước của mình nó sẽ hao hụt đi. Tại vì khi mà các chị tích đức tích phước, các chị chỉ cần chửi người hay là các chị chỉ cần làm sai, làm một cái gì đó sai thôi là các chị đã làm hao hụt mất cái phần phước của mình rồi, thì các chị phải tích nó. Thì em cũng vậy, em cũng làm cũng nhiều cái gọi là từ thiện theo mình cảm nhận là mình từ những người xung quanh và bố mẹ của mình. Nên là em thì em nói thẳng luôn, em bán cũng online nhỏ lẻ, cũng em ra em khai trương ngay từ lúc em dịch tới giờ, nên em gọi là em ngóc đầu lên được tới bây giờ là em cũng cảm nhận là mình cũng có ông trời thương, cũng có lộc. Nên là muốn được lâu dài thì một phần nữa cũng phải nhiều cái đó mấy chị. Nên nếu ai mà có kinh doanh thì mấy chị cứ làm phước, làm thiện, làm giúp đỡ nhiều thứ là em bảo đảm luôn rất là ok. Ai coi like các chị ơi share giùm em nha. Dạ mấy chị kêu 1 chấm 1 xe mấy chị. Thiệt mà, em lúc nào cũng đấy. Khi các chị mua cái vòng của em, các chị đeo, các chị có lọc. Nhưng khi các chị mua của em,
các chị tặng cho một cái người nào đó đang gặp khó khăn. Các chị có lọc, người ta có lọc cái phước, các chị được nhân lên 2 lần luôn. Đó, các chị đang làm phước. Các chị thử đi. Em nói thiệt mấy chị, em làm, nhưng mà các chị làm phước, các chị đừng bao giờ các chị nói vô em cũng vậy luôn á. À, em không có đi làm phước, em phát từ thiện cơm như người ta, em không có đủ điều kiện như vậy, tại vì em còn trang trải nhiều thứ lắm. Nhưng mà mình đi ra ngoài mình gặp người nghèo, người khó khăn, mấy chị cho người ta như thế này, như thế kia là các chị quá tốt rồi. Ai coi like share giùm em cái. Bây giờ thời gian một chấm một xem chị nha. À, Ngọc Ý Nguyễn đọc rồi đúng không? Dạ, à, Thanh Ly chưa đọc đúng không? Thanh Ly đọc rồi. Thanh Ly tôi chưa quăng mà đúng không? Thanh Ly chưa? Đang cầm trên tay 4 á. Ok, chị Thanh Ly 4. Chị Thanh Ly là 4 nè. Tầng 2 là thành 6 cho chị Thanh Ly. Dạ có đơn ạ. Chị Hạnh Dung Nguyễn hồi nãy là 1 rồi đúng không? Dạ thêm 1. Thêm 1 rồi tặng thêm 1 nữa là thành 2, tặng 1 thành 3. Dạ có đơn ạ. Chị HS Trần 2 mật âm tặng 1 thành 3. Ok chị. Ok chị Tuyết Hoa, dạ được. Ok chị Tuyết Hoa, vậy là của chị là 3 mật ong Nga và 2 mật ong Đông Trùng, 2 tặng 1 và thành 3 cho chị Tuyết Hoa. Dạ có đơn ạ. Ai lấy thì các chị cứ ghi cú pháp cho em. Các chị ơi, tặng cho những người nào khó khăn người ta sử dụng thử, cực kỳ tốt. Riêng em bán hàng, em bán là em sử dụng nên em sẽ không bán hàng tùm lum tào lao. Các chị uống các chị cũng cảm nhận được. Và khách của em người ta sành, có những người ta sành mật ong rất là nhiều. Người ta dùng bầu uống mật ong hàng ngày được không chị Huyền Heo? Mật ong nó không ảnh hưởng đâu, mật ong tốt mà. Dạ. Chị uống mật ong nhụy hoa nghệ tây, bầu đang mang thai uống nhụy hoa nghệ tây đi chị. Siêu ok luôn. Ai coi like chia sẻ like. Có cái chị gì đó, có cái chị khách hàng gì đó chuyển khoản lộn gì mấy trăm ngàn đó. 1 triệu trả chưa? Báo lên trên trả đi, thấy chị đó đang coi like của mình nè. Ai hôm bữa hình như có khách chuyển khoản em 1 triệu, chuyển khoản lộn cho bên em 1 triệu mà em thấy đang coi like của em. Có gì ngày mai em sẽ chuyển khoản lại cho bên chị. Nhưng mà tại sao ý là khách chưa mua hàng bên mình lần nào luôn hả? Dạ có mua hàng, ý là chị chuyển nhận. Ok, em có nghe nhân viên em nói về trường hợp đó. Ngày mai bên em sẽ xúc và nhờ bên kế toán chuyển khoản lại cho chị. Em thấy chị Hương Vũ đang coi like nha. Rồi, em thì em không muốn người ta suy nghĩ là ta chuyển khoản lộ mà mình ăn luôn tiền đó không. Thiệt mấy tiền đó mà ăn vô là mấy chị ơi không sống được lâu đâu, thiệt á. Nên là mấy chị cứ yên tâm, chuyển khoản lộ ngày mai em chuyển khoản lại. Dạ lấy em có phải là mật ong Đông Trùng với mấy chị em 150 mua 2 tặng 1 mấy chị. Bao chiếu mật ong nhụy hoa nghệ tây nè, nhiều loại mật ong rất là ok luôn, siêu tốt. Rồi em qua. Dạ mật ong Đông Trùng nha mấy chị yêu nha, 150 một hộp mua 2 tặng 1 luôn mấy chị yêu ạ. À. Bây giờ em sẽ qua cái mật ong. Trời ơi chết rồi, nãy giờ mấy giờ rồi? Chu cha mẹ ơi, like nãy giờ 1 tiếng đồng hồ là chỉ có mật ong thôi hả? Chết rồi. Qua bán hàng đó mấy chị ơi, chết rồi, qua kiếm cái khác đi. Thì cô thấy người ta bán hàng lúc đầu bán cho đắt rồi từ từ hạ xuống rẻ, tội cho người mua lúc đầu rồi họ ao ra luôn. Cô Nguyễn Thảo, nói chung á, cách bán hàng thì cũng có nhiều nơi bán lắm. Ngay cả nhưng mà cũng không thể nào nói được. Ngay cả ví dụ như bé anh đi, bé anh là người bán hàng. Hồi mới về mình nhập vô giá không được tốt thì mình bán giá cao. Xong rồi lúc sau mình làm việc được nhà máy, mình có được giá giảm, hoặc là mình mua được sale, mình bán giá rẻ. Hoặc là trong quá trình bán, người ta bán ế hay sao, người ta bán rẻ thu hồi vốn sao, cũng có nhiều trường hợp lắm. Nên là cũng không thể nào đánh đồng được. Ngay cả bản thân bé anh cũng vậy. Ví dụ như hồi trước nha, em bán cái sản phẩm đó 500 ngàn đi, rồi bây giờ em còn được 20 tiếp, mà ví dụ như đó nó còn được khoảng 5 hay là như thế nào, mình thấy ít quá, mình không về được hàng nữa, thì mình phải sell lỗ để giống như là lấy lại vốn, bán được gì bán. Nói chung là kinh doanh nó cũng khó nói lắm mà mấy cô mấy chị ơi, nên là cũng không thể nào mà cũng trách được. Nói chung là gọi là cái may cái rủi ro đi, ai hơn thì được, ai xui thì chịu. Nhưng mà cũng sẽ ráng làm sao để cho khách hàng không có thiệt thòi nhất. Chị mua các mặt hàng của Minh Anh, chị tặng là nhiều, mà chị tặng cho người thân, ai nhận quà của chị cũng vui like chị Thanh Ni Nguyễn. Dạ ok chị. Bây giờ xem like rõ mà cho em 1 chấm 1 xem. À đúng rồi, em có một cái này. Chết cha rồi, nãy giờ cứ mật ong và mật ong. Bà đưa giùm tôi cái mới trong đó có một cái bịch.
Nếu bà đưa giùm tôi có một cái thùng kẹo. Kẹo này ngon lắm mấy chị. Kẹo này cực kỳ ngon luôn. Kẹo này là kẹo Đài Loan nhưng mà nó bán tại thị trường Hàn Quốc luôn. Siêu ngon. Kẹo này là kẹo xịn. Có toner không? Em có. Em chỉ có được. Mấy chị đợi em tí. Em chỉ có được ba mươi mấy chai toner. Giá web gần 2 triệu đồng. 1 triệu mấy 2 triệu. Lát em bán giá các chị ơi rẻ như cho. Em có một cái loại toner này là toner Panthenol B5. Lát các chị coi like đi. Em sẽ câu like các chị hết live stream ngày hôm nay. Các chị ơi hồi xưa ai coi like chia sẻ like. Rất rất là ngon. Kiểu này là kiểu mềm nha. Kiểu này là kiểu Đài Loan. Kiểu này là kiểu Đài Loan. Và cái ngày sản xuất là ngày 20 tháng 5 năm 2022. Batch của nó đã được 1 năm là 12 tháng. Ngày sản xuất nó nằm ở trên đây nè. Số 12 nó chỉ lên. Rất là dễ sử dụng ha. Là batch của nó là được cho em là tháng 5 năm 2023. Kẹo này rất là ngon. Kẹo này là kẹo đào. Hồi xưa ai ăn kẹo thiên đường là các chị biết rồi. Hồi xưa là một gói của nó là em bán ở bên Đài Loan, hàng Đài Loan xịn nha, ngon lắm nha. Là một bịch của nó là 600 ngàn. Mua sale mà đem gom về đây là bán một bịch 350-400. Kẹo này ở bên Đài Loan, hàng xịn. Nhưng mà nó bán được tại thị trường của Nhật. Và nó bán tại thị trường của Hàn. Một bịch kẹo Đài Loan này các chị ơi, giá của nó hàng chuẩn chính hãng nha. Một bịch của nó 100 mấy chục ngàn đó. Lát các chị coi like các chị share giùm em đi. Em bán một bọc kẹo Đài Loan cho các chị ăn thử. Rất là ngon luôn. Siêu ngon luôn. Từ ngày biết bên anh mình chỉ mua ủng hộ, không có mua shop khác. Chị Nghi Nguyễn à. Kẹo này là kẹo mềm. Và khi các chị ăn nó tan rất ngon. Người trẻ và người già các chị đều có thể ăn được. Và một bọc của nó là 320 gram. Bọc to đó chứ không phải nhỏ đâu. Em chỉ cái này là tại vì em quá thích cái kẹo này đi. Tại vì đợt trước gửi về cho em đúng một gói mà em ăn em nghiền luôn á. Một bịch này là 100 mấy chục ngàn đó mấy chị. Em anh chỉ có được một thùng hả? Dạ một thùng một ạ. Gửi về đúng một thùng duy nhất. Ai ăn các chị ghi cho em kẹo đào. Dạ lấy em cũng phải là kẹo đào nha mấy chị. Nhưng mà kẹo này các chị ăn đi rất ngon và thơm lắm. Nó khác với những cái kẹo rẻ thông thường. Rất ngon. Cực kỳ thanh luôn. Ai lấy kẹo đào các chị ghi là kẹo đào. Dạ, em chỉ được một thùng thôi. Chị nào đang coi like chia sẻ like. Ai lấy kẹo đào ghi là kẹo đào. Em tặng các chị 59 ngàn bịch. Dạ lấy em cũng phải là kẹo đào nha mấy chị yêu nha. 59k một bịch luôn. Ai coi like gom 2 bịch mà ăn đi. Kẹo này là mấy mốt hết là không có hàng đâu. Hơi bị nghiện luôn á. Kẹo này là 100 mấy chục ngàn một bọc đó mấy chị. Kẹo xịn. Hồi xưa em có bán một cái bọc kẹo thiên đường. Một bọc của nó là em bán gần 400 ngàn. Ai coi like nhớ nha. Kẹo này là kẹo mềm rất ngon. Ai lấy ghi giùm em là kẹo đào đi mấy chị. Có phải là kẹo đào mấy chị yêu nha. 59k một ngon lắm. Siêu ghiền luôn á. Kẹo đào nó là kẹo mềm. Mà đặc biệt ăn rất là thơm. Và đặc biệt nữa kẹo rất rất là thanh. Ai coi like mấy chị chia sẻ like giùm em. Cực kỳ ngon. Xe chấm chấm bài giùm em nha mọi người nha. Dạ thấy em cũng phải là kẹo đào nha mấy chị nha. 59k một bịch rất là thơm và là kẹo rất là kẹo mềm nha mấy chị. Kẹo này kẹo mềm chị. Ngon lắm chị Ivan Cao Nguyễn. Chị ăn là chị ghiền á. Em có một thùng mà. Rất là ngon luôn á chị yêu à. Siêu ngon luôn á. Kẹo này là kẹo mềm. Rất là dễ ăn. Trẻ và người lớn đều có thể ăn được. Chị Victoria Nguyễn 4 kẹo đào. Dạ có đơn ạ. 1, 2, 3, 4 cho Victoria có đơn. Chị Thủy Tiên Nguyễn 2 kẹo đào. Ai coi like share giùm em nha. Chị Nhân Nguyễn 2 kẹo đào cho chị Nhân Nguyễn. Dạ có đơn ạ. Ăn kẹo xịn đi cực kỳ ngon luôn. Kẹo đào cho Nhân Nguyễn. Chị Lâm Tuyết Phương 1. Dạ có đơn ạ. Chị Thi Tăng 1 kẹo đào. Dạ có đơn. Ai coi like share nha. Chị Trúc Lương 1 kẹo đào. Dạ có đơn ạ. 59 ngàn 2 bịch kẹo đào cho HS Trần. Dạ có đơn ạ. Rồi còn được mấy bịch nữa hết. Ngô Thu Hằng 1. Dạ có đơn ạ. Ngon lắm luôn á mọi người. Ngô Thu Hằng 1. Ivan Ca Nguyễn 1 có đơn. Dạ, Ivan Ca Nguyễn luôn. Dạ kẹo đào 59k một bịch nha mấy chị yêu nha, rất là rẻ và rất là ngon. Cỏ dại 1 kẹo đào. Dạ có đơn ạ. Chị Thủy Tiên, kẹo này ngon lắm, mềm như kẹo bắp nhưng vị đào ngon, thanh và không có ngọt gắt. Cảm ơn chị Thủy Tiên. Dạ, rất là ngon luôn mấy chị. Em bán 59k là rẻ đó mấy chị. Đắt rất là xa luôn á, xa tít luôn á, rất ngon. Kẹo này ai mà ngồi tiểu đường ăn được luôn. Nó thanh và nó ngọt vừa phải thôi. Cực kỳ ngon.
Em tặng mấy chị là 59.000. Tôi thấy bà bắt đầu bà nhìn rồi đó bà Di. Nhân viên của em là khoái ăn kẹo lắm mấy chị. Kẹo đó với em có là kẹo đào 59k một bịch ạ. Bịch lớn nha. Dạ rất là ngon mấy chị, em nghe bịch thơm nữa ạ. Ai mà thích ăn bỏ vô trong người ăn, tiết kiệm. Và đặc biệt nữa cái kẹo này mấy chị bỏ người nè, hay xuống đường đói bụng á mấy chị ăn kẹo đào. Của nó là của Đài Loan. Hàng này là của Đài Loan. Kẹo Đài Loan, bánh Đài Loan rất ngon. Nhưng nó được bán ra thị trường nước ngoài luôn. Nó bán tại thị trường Hàn Quốc luôn á mấy chị. Cho mình một kẹo đào, chị Hương Vũ. Dạ. Ok chị Hương Vũ. Dạ, có đơn rồi. Ai coi like share giùm em nha, còn được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bịch hết luôn. Em lười bán kẹo lắm. Tại vì em muốn ăn. Nhưng mà người ta nói là phải lấy một thùng thì mới có giá rẻ. Nên là em phải lấy một thùng. Chứ kẹo này đó thiệt mấy chị em cũng lười bán thiệt tự luôn. Em còn được 1 bịch, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ai lấy kẹo đào ghi là kẹo đào nha. Dạ, em cũng có là kẹo đào nha mấy chị em nghe rất là ngon. Cũng ông Địa nha Minh Anh, ông Địa thích ngọt lắm. Ok chị Tiên. Cái này ngọt nhưng không ngọt gắt. Kẹo ngon, kẹo xịn. Hồi xưa bán một bịch kẹo thiên đường là cũng gần 400.000. Bịch này kẹo đào, cái vị nó ngon lắm, giống vậy đó. Mà đặc biệt nó là kẹo mềm, rất là ngon. Trẻ người lớn ăn được. Một bịch này trăm mấy đó, em tặng các chị trên live chỉ có 59.000 thôi. Dạ, nếu em kẹo đào với mấy chị nha, 59k một bịch rồi, rất là ngon. Rồi, qua nha. Ai lấy thì comment nha. Đó, còn được mấy bịch hot luôn rồi, nó sạch sẽ luôn rồi. Tại vì cái này nói chung là bán kèm à. Em đặt về em ăn. Nhưng mà mua bịch mắc mấy chị. Mua bịch phí tiền lắm, mua thùng đi về chia đi, ai lấy thì lấy. 59.000 cực kỳ ngon luôn. Dạ, em cũng phải là kẹo đào mấy chị nha, 59. Kẹo này mà mấy cái shop bán hàng Nhật á, nó bán 85-95.000 bịch không á mấy chị. Bịch này là bịch lớn, cái này không phải bịch nhỏ nha, bịch này bịch lớn 320g luôn. Bịch nhỏ có 180g à. Bịch nhỏ của người ta là bán 55.000 là 180g mà bịch này của em là 320g bịch lớn. À, người ta bán 85-95 rồi đó. Dạ, kẹo đào là 59k mấy chị yêu ạ, rất là ngon và thơm và dễ. Cực kỳ ngon. Rồi bây giờ em không em ngọt gắt nha mấy chị yêu nha. Em sẽ lên tiếp cho mọi người. Ok, chị Lê Phi Lan Anh một kẹo đào nè. Có đơn à. Đó, 59k đó, ai lấy thì lấy luôn. Rồi. Dạ, kẹo đào là 59k một bịch nha mấy chị yêu nha, là bịch to chứ không bịch nhỏ mấy chị yêu ạ. Ai coi like share giùm em. Rồi bây giờ em qua. Dạ, mấy chị cho em một chấm một xe mấy chị yêu nha. Đợi tí có nhiều chương trình hot. Hôm nay em còn có kẹo. Hôm nay em còn có kẹo đào cho chị Nhung. Dạ có đơn ạ. À. Nay là vài bữa là em làm à. Em làm này nữa nè. À đúng rồi. Quên. Ê có cái loại mật ong này nè. Mật ong tuyết của Tây Tạng. Các chị dùng thử chưa? Dạ mấy chị đã trải nghiệm mật ong tuyết chưa ạ? Cái mật ong này mắc lắm á. Mật ong tuyết. Quên, có cái mật ong tuyết của Tây Tạng nè, đặt trực tiếp từ Tây Tạng về luôn. Nó về chung với Di đúng không? Dạ. Được một thùng. Đây là mật ong tuyết. Mấy chị ơi, mấy chị uống mật ong Tây Tạng bao giờ chưa? Đây nè. Đáp của nó nè. Ngày sản xuất là 15 tháng 9 2021 nè. Đáp sử dụng là được 3 năm nè. Là 2024 tháng 9. Đây các chị nhìn nha. Nó được lấy ở trên vùng Bắc Cực. Đây là mật ong Tây Tạng. Ý. Mật ong Tây Tạng này mình có đường thùng nè phải không? Dạ đúng rồi chị, mật ong tuyết đó chị. Mật ong tuyết. Lấy từ dãy núi Trường Sơn. Đây. Đây là mật ong trắng, mật ong tuyết. Đây nè, các chị nhìn nè. Ta bán cũng 300.000 hũ rồi đó. Ai coi like, chia sẻ like giùm em. Để em đọc cho chị nghe. Ở dãy núi Trường Sơn, ở dãy núi Trường Bạch Sơn, có loài ong được nuôi trong thùng gỗ, nhưng chúng tự do bay về phía rừng để hút mật, hoa rồi lại về tổ. Đây là mật ong tuyết, hay còn gọi là mật ong trắng. Không hẳn có màu trắng như sữa, nhưng nó có màu hổ phách rất nhẹ và hơi trong. Mật ong trắng thường có hương vị nhẹ hơn so với mật ong sẫm màu. Và đặc biệt nữa, trong đây nó có xô thơm, cỏ linh lăng và hoa ba lá hoa trắng.
đặc biệt mật ong trắng người tiểu đường sử dụng được. Đây các chị, mật ong Tây Tạng nè các chị. Mật ong Tây Tạng nè các chị. Ở trên mạng bán 300 ngàn hũ nè, 600 sale còn 300 nè. Đây. Ai coi like các chị chia sẻ like giùm em. Nó ghi nè, 600 nó sale còn 300 nè. Có ai muốn trải nghiệm không? Dạ, mình về được có một thùng mà 24 hũ. Em muốn thử đó các chị, rất ngon. Cũng là mật ong luôn, chết rồi, hôm nay một tràng mật ong rồi. Có ai muốn trải nghiệm thử không? Bán rẻ cho luôn nè. Dạ mấy chị nào muốn trải nghiệm thử không ạ? À? Bán vốn luôn nè. Nhưng mà bán vốn like thôi nha. Ai lấy mật ong Tây Tạng, các chị ghi là mật ong Tây Tạng. Trời ơi, nhìn ngon quá. Chảy nước miếng luôn á. Ai lấy mật ong Tây Tạng, một hũ mật ong Tây Tạng này em anh tặng các chị mật ong tuyết đó mấy chị. Ai lấy mật ong Tây Tạng em tặng các chị một hũ này. Ai lấy một hũ em tặng các chị 199 ngàn. Dạ lấy em Phúc Khánh là mật ong Tây Tạng mới chịu ra 199k một hũ luôn ạ. À. Cực kỳ ngon, 280 gram. Rất là ngon. Siêu ngon luôn các chị nhìn nè. Đây. Mật ong Tây Tạng này người tiểu đường sử dụng được nha mấy chị. Ai nha. Tiểu đường sử dụng được mật ong Tây Tạng có đường thùng mà. Dạ, nên thôi lười bán thôi. Thôi khỏi mua đi. Em để dành em dùng cũng được. Tại vì cái nói chung là em đặt chung về với Duy á, thấy cũng lạ nên em đặt thử. Mà cảm nhận hậu vị cũng rất là ok, thơm ha. Rồi bây giờ em qua. Thôi có một thùng mà lùi bán. Thôi khỏi like nha mấy chơi. Mắc công like rồi nhận đơn không đủ nữa. Thôi ngưng nhận đơn cái đó đi. Nay nhiều mật ong quá mấy chơi. Em có cái này nữa nè mọi người. Cây nhà lá vườn. Trong đây sẽ có hột đác nè, có trà, có hồng trà, có cam vàng và có tắc. Đó, món mới em làm đó, cực kỳ ngon luôn. Mật ong Tây Tạng. Mật ong Tây Tạng thôi. Mật ong Tây Tạng chắc đợt sau đi. Chị Thùy Nguyễn chắc đợt sau đi, có gì em về em bán cho. Tại vì có 24 hũ à. Để... đợt sau đi, tại vì có ít à, không sợ không đủ chia á. Đợt sau nha, đợt sau nhận đơn đi, đợt sau nhận hàng thêm, về hàng thêm mà chia. Đó, mốt em làm thêm này nữa nè, em mới làm luôn. Có hồng chè, có hột đác ở bên trong, thanh lọc detox cơ thể. Có ai muốn uống này không? Dạ, chị là muốn detox cơ thể không ạ? Nó giúp em một chấm đi ạ. À. Một nút chấm. Đó rồi còn em còn bán thêm trà ba ly nữa, nó giống như trà ba ly vậy đó. Này, bên trong có hoa cúc nè, táo đỏ kỷ tử nè, hoa quế hồng nè. Đó, nay là em sẽ làm thêm những cái loại như thế này luôn. Em đang làm á, em đang coi, em đang làm. Và đặc biệt nữa, nói chung là em đang tính về thêm. Nay bên anh là hàng nhiều hàng hot, với lại em đang không? Em đang tính làm thương hiệu độc quyền cái trà xăm bí đao này nè. Đó, trà xăm bí đao này thì có kiểm định của trực tiếp từ nhà máy luôn, trà xanh bí đao và trà chanh xả mật ong. Đó thì em đang ngày mai ngày mốt em rảnh em sẽ đi em tìm hiểu hai cái chỗ này để em làm. Người ta mới gửi mẫu cho em để em làm, nhưng mà làm thì có sao nói vậy, hàng này là hàng Việt Nam, còn hàng nào làm khăn giấy đâu, người ta hàng nào làm từ Hàn Quốc thì nói hàng Hàn Quốc, còn hàng nào làm của Việt Nam thì nói của Việt Nam. Thì cái này là trà chanh xả mật ong với lại trà xăm bí đao á, tính mai mốt làm hàng độc quyền á. Cái này để ngày mai uống, chưa uống nữa, chưa trải nghiệm nữa, chưa thử nữa. Thử đi rồi thấy ok thì làm cho mọi người ha. Và giá cũng siêu tốt luôn, siêu tri ân luôn. Mấy cái này thì em đang bắt đầu em làm, nói chung là mỗi ngày em không em phải gọi là sao ta, detox và hái độc cơ thể. Em mập quá rồi mấy chị, nên là em cũng phải đang nghiên cứu những dòng sản phẩm detox cơ thể. Rồi bây giờ em qua. Dạ. Bây giờ tới chương trình đêm nay, nãy giờ là chưa like gì hết nha mọi người. Dạ mấy chị còn coi like mọi nãy giờ là chị có mới nãy giờ là chị mới có xe và quảng cáo thôi nha mọi người. Bây giờ em sẽ like cho mọi người. Hẹn hot nhà em cặp bến ạ. À,
đúng rồi, em quên nói nữa. À cái này khách xã đúng không? Dạ. Hồi nãy em like vậy em quên chưa nói, hồi nãy ai vô coi like sau thì em nói lại một lần nữa. Em đã về và em sẽ trả đơn cho các tình yêu của em. Lắp trái tim. Ok chưa? Ngày các chị nhớ giữ máy điện thoại, ngày mai ngày mốt các chị nhận được hàng nha. Hôm bữa em nói em nợ mấy chị lắc trái tim, sáng nay là bên em đã đóng em trả cho mấy chị rồi. Còn cái này là của mấy chị khách ghé shop thôi. Thì ngày mai ngày mốt shipper nó giao, mấy chị chuẩn bị, mấy chị bắt máy, mấy chị nhận hàng giùm em. Ok chưa? Rồi. Mỗi đơn là sẽ có một món quà khác nhau. Và hàng này là hàng giá trị cao, nên là bên em không có đi chung với cái gì hết, để tránh trường hợp là bị mất hàng. Không có tiền đâu mà đền thêm chiếc mới. Rồi hôm nay em về xem được một cái này. Đó chính là mặt trái táo. Mặt trái táo em về hàng này cho mấy chị yêu nha. Ôi ôi, rất là đẹp đó mấy chị yêu ạ. À. Đây. Siêu đẹp, siêu hot luôn. Ai nợ đơn mặt trái táo đâu, ngày mai trả đủ. Sáng đóng cũng phân nửa rồi đúng không? Dạ, đóng cũng phân nửa. Sáng đóng mặt trái táo cũng phân nửa người rồi. Trời ơi, đợt em nói mấy chị mặt trái táo về là xuất sắc. Hôm bữa những tình yêu nào với anh đang nợ mặt trái táo đâu? Thả tim em cái mấy chị ơi. Dạ, chị yêu nào hôm bữa em nợ mặt trái táo rồi, cho em 1 chấm 1 tim đi mấy chị yêu nha. 1 chấm, 1 chấm là say đắm, 2 chấm là đắm say, thả tim em cái luôn. Cho em 1 chấm và 1 tim nha mấy chị yêu ạ. Tru tra mà ơi, đẹp chưa? Dạ, mặt táo là đẹp, rất là sáng luôn mấy chị. Chị nhận được hàng may mắn rồi, đẹp lắm. Chị cảm ơn bé anh nhiều. Ok, chị Quỳnh Hoa luôn. Xe giùm em. Dạ, cho em 1 xe mấy chị yêu nha. Mặt trái táo này rất là cưng. Hôm bữa đã nợ ai thì ngày mai, ngày mốt các chị sẽ nhận được. Đây là mặt ốc nhưng mà nó hình quả táo. Ok chưa, đẹp lắm. Hello chị Hiền Nguyễn nè, đẹp quá bé ơi, đẹp quá bé anh ơi, chị chưa có. Ôi trời. Sao lần nào khoe xong mấy chị cũng chưa có vậy? Chị cô Mel chị được 2 trái táo. Ồ dễ thương hả? Dạ, công nhận táo nó sáng. Từ từ để đọc tiếp comment này. Linh Trần: bé anh ơi đẹp quá, hôm bữa mình chưa coi like. Ủa gì kỳ giờ, mỗi lần khoe ra là bắt đầu. Các chị ơi, sao có nhiều người vẫn nói bé anh ơi chị chưa được trái táo? Dạ, chị đã được, chưa được tặng táo. Táo nhớ like 2 ngày rồi đó nha. Máy mặt sau này cũng về hết mà mặt ốc chị mấy tháng rồi chưa có về, lâu quá chị đổ bích đào. Mặt tam phúc lộc vẫn chưa về được hàng. Em không hiểu lý do tại sao em vẫn chưa lấy được tam phúc lộc. Chị đợi giùm em đi, em có gì là em về em trả mấy chị rồi, chứ em không có nợ đâu. Mà em chưa có lấy ra được hàng nên em vẫn chịu. Mấy chị ráng đợi đi, còn chị nào mà lâu quá không được thôi cho em xin hoàn lại đơn đó đi. Chứ em thấy mấy chị đợi mà lâu quá em nói thiệt mấy chị em cũng thấy sốt ruột giùm khách luôn rồi đó. Chứ em tặng mấy chị mà vừa mệt mà còn bị mấy chị hỏi hoài vậy chắc em chết thiệt luôn á mọi người ơi. Dạ em chào chị Huệ Phạm ạ. Đây mấy chị, thiệt sự luôn, mình cũng rất muốn mình trả khách lẹ lẹ mấy chị. Ai coi like chia sẻ like cũng rất muốn trả khách lẹ lẹ chứ không muốn nợ. Mấy chị thấy dễ gì là em đều like lên trên like. Em trả mấy chị vậy? Dạ, chị Nhuận Tinh thả 1000 tim ạ. À. Thả 1000 tim nè, cảm ơn Nhuận Trinh. Đây. Dạ, mặt táo rất là đẹp mấy chị nha, rất là sáng và lấp lánh mấy chị. Vẫn có người chưa có, hello chị Huệ Phạm. Bây giờ ai chưa có trái táo comment chưa? Dạ chị là chưa có mặt ốc anh bổ táo lên lúc em đi chơi mấy chị. Khổ quá. Em ơi, lắc vào hoa mai nhớ làm cho chị 16.5 thôi nha. Ok, chị nè, nợ chị mặc cái táo lắc hoa mai nữa nè. Ok, lắc hoa mai là hôm bữa nó lâu nha. Lắc hoa mai nó hôm bữa là 1 tháng rưỡi 2 tháng đó, nên là đừng có đòi sớm. Trời ơi, hôm bữa lắc hoa mai nó là 1 tháng rưỡi 2 tháng mới về. Hồng Liên Nguyễn Như: chị chưa có táo. Huỳnh Phát: chưa có. Thảo Linh: mình là khách mới, chưa có. Dạ, chị nào chưa có thì chưa có giúp em. Chị Hiền Đặng: chị cũng chưa có. Ủa khoan, từ từ, nhấn vô mã táo đi, nợ nhiêu quả vậy? Ai coi like, ôi táo đẹp, táo xinh lắm. Ai chưa có ghi chủ chưa coi, hôm nay em giao gieo duyên 1-2 người luôn nè. Thả dạ, tim chưa có cho em, chưa có mấy chị yêu nha. Thả tim ngập nhà cho bé anh đi mấy chị, thả tim ngập trời cho bé anh đi. Em tặng mấy chị nè, share giùm em 1 like.
dễ thương quá à. Em mặc táo này đẹp á. Dạ mấy em cũng phát. Chưa có thì lên chị chưa giúp em cho chị nha. Táo dễ thương lắm. Và đặc biệt là trên táo á, người ta cũng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Từ từ. Người ta cũng sẽ có đến 8 cái viên ngọc lục bảo lên trên đây luôn. Bây giờ biết chưa thì cũng nhiều rồi đó. Giờ cho hỏi một câu nho nhỏ thôi. Giờ cho bé anh hỏi một câu nho nhỏ thôi. Chị nào đang coi like của bé đẹp? Ai đang coi like của bé đẹp mà mấy chị gọi là sao nhờ? Chưa có mà đang hết tiền đâu. Thả tim lên trong comment lên trên like này cho em. Em chơi lớp. Minh Anh ơi, cô thấy mặt trái táo hình như cái lỗ sỏ vào dây nhỏ phải không? Cho cô xem lại. Dạ không. Trời ơi, lỗ to trà bá lửa. Lỗ to trà bá lửa, 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 lửa. Đây. Đẹp cực luôn. Đây là cái lỗ nè. Không nhỏ đâu cô ạ. Không nhỏ đâu cô ạ. Cô để cái kiềng á, cô để cái mặt dẹp dẹp qua rồi cô sâu vô. Xinh lắm. Đây là nó gọi là tam phúc lộc nè mấy chị, lại nó phân màu nè, người ta gọi là tam phúc lộc nè. Nó sáng và đặc biệt nữa nó chiếu mặt táo này coi vậy nha, mình nhìn rất là cưng luôn, rất là đẹp. Dạ chị nào chưa có giúp, chưa có giúp em nha. Bây giờ thả hứng mấy người đi, ai coi like chia sẻ like. Ôi trời. Ôi vậy mặt táo dư ra còn ít chứ đâu có nhiều đâu. Mặt táo dư ra còn ít à. Bây giờ mặt táo trong live này Hữu Duyên à. Mấy chị đi. Kệ đi. Tặng mấy chị đi. Dạ chị nào chưa có anh chưa giúp em nha mấy chị nghe đi, khi mà anh Hữu Duyên tặng cho mấy chị đã sở hữu được à. Giá nhà nghèo đi em chị Huệ Phạm. Thôi được rồi. Bình thường mình giá nhà nghèo rẻ rẻ cũng 689. Thôi bây giờ chuẩn bị nay vô tháng 7 chưa? Hai ngày nữa vô tháng 7 rồi. Hai ngày nữa vô tháng 7 rồi. Các chị thích số mấy? Các chị thích con số mấy? Các chị comment lên trên like này cho em. Dạ, mấy chị thích Hữu Duyên con số mấy? Hôm nay em cho mấy chị lên con số. Thỏa thích nhưng mà lên con số vừa vừa thôi. Em cũng không đau tim lắm mà mấy chị cũng vừa vừa thôi. Bây giờ em cho mấy chị lên. Ai coi like chia sẻ là lên số đi mấy chị. Dạ, cho em số đi mấy chị, cho em giá mấy chị. Bây giờ mình like mình tặng một món hàng á thì khách nói cao quá. Nhưng mà cái mặt ốc em nói thiệt mấy chị đâu có thể nào rẻ được. Giống như có những mặt ốc nó rất là mắc. Không thể nào mà bán cho khách rẻ được luôn. Nên là bây giờ là có ít mặt thì tặng được ít người thôi. Bây giờ mình cứ nhiệt tình mình lên số đi. Mình thích con số nào mình lên con số đó. Ai mà gieo duyên hữu duyên được thì mình lấy lọc. Ok. Dạ mấy chị em cho xin số nha mấy chị yêu nha. Chị Lan Trần 468, Hạnh Nguyễn 368, Huỳnh Phát 368, chị Linh Hà 689 nè. Trời yêu quá, yêu chị quá chị Linh Hà. Có mình chị cho em con số cao nhất luôn. Ai coi like chia sẻ like. Thảo Lê 368, ô tru trăm rồi, 368 không được. 368 con số đó quá nhỏ, mà áo em nhập vô không được, da đó không có tặng được. Ai coi like xe giùm. Dạ, em đi. Giá cho mấy chị yêu nha, giá nào mà hữu duyên cho mấy chị yêu được. Chị hả? Tuyết Hoa 999k, Thảo Vy 368 đi Minh Anh. Chị Lan Nguyễn 368 đi bé anh ơi. 368 em nhập vô không được 368 sao tặng được 368. Dạ, 989 nha mấy chị yêu nha. Thôi 689.000 đi. Làm chương trình tặng quà Minh Anh cô Thảo. Thiệt luôn chứ rồi khó quá à. Con làm chương trình tặng quà thì mấy cô mấy chị nói là không đủ tiền. Ví dụ như cái hộp gì 1 triệu đi. Làm đó mấy cô mấy chị nó không đủ tiền. Giờ thực phẩm chức năng nào cũng mắc không có nào rẻ. Thôi được rồi. Nể công mấy chị thương tình coi like em tới giờ này đó. 22:40 trời nãy giờ. Chưa nói gì luôn á. Nãy giờ chưa hề bán gì nha, chưa hề bán gì nha. Lên cho em cú pháp thôi được rồi. Thảo Nguyễn năn nỉ với anh mà hỗ trợ các chị đi, ai cũng muốn có lọc. Rồi hai ngày nữa vô tháng 7 đó, thôi đeo ốc nhiều vô nha. Hai ngày nữa đeo ngọc nhiều vô nha. Nhớ nha, tháng 7 người, những người cõi âm người ta được diêm dương mở cổng. Nên là
đương nhiên mình cũng phải nên trứng cái gì đó trong người thì nó sẽ tốt hơn. Cái này thì em là do con nhà Phật nên em nói theo những cái khẩu ngữ về Phật pháp. Còn chị nào bên đạo Chúa thì chắc mấy chị cũng sẽ không tin. Tại vì đơn đạo em thấy những người mà ở Công giáo thì người ta sẽ không có ma gì hết. Không có mê tín, không có ma quỷ hay gì hết. Nhưng mà thật sự luôn, em nói thiệt với mấy chị luôn. Em thì em không phải nói gì ở đạo Chúa, nhưng mà em sinh ra em lớn lên, nói chung là em học em theo đạo là vì bố mẹ em đạo Phật nên em phải theo thôi. Nhưng mà em tìm hiểu thì em nói thiệt đúng luôn á mấy chị, cõi sinh và cõi tử nói chung nó là một, và người ta kế bên mình, người ta hiện hữu bên mình, các chị cũng không thể nào các chị biết được đâu. Nhưng em khẳng định mấy chị, cái tâm linh nó là một cái điều không thể nào nan giải được. Em đã từng nằm chiêm bao, em kể cho mấy chị ngày tháng 7. Em đã cách đây nửa năm về trước em đã kể cho khách. Tháng 7 em được dắt xuống đó, em thấy được người ta gặp những cái gì 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 luôn. Nhưng mà em lại thấy những người mà người ta ở dưới âm phủ nha. Cái khung cảnh em thấy á, không có máu me, không có gì hết. Cũng đi qua một con đò, xong rồi gặp người này gặp người kia em không nhớ, xong rồi đi xuống một cái thác thiệt là sâu, thật là tối, mà chia ra nhiều đường, và xung quanh người toàn là dáng hình Phật, mà có tiếng Phật mà chữ Phạn hay chữ gì ở trên đó em không biết, em đọc không có được, em nhớ hết luôn. Và em thấy là người ta phân ra khu những người này như những người kia luôn, phân rất là nhiều. Đợt đó em ngủ mà bình thường nha mấy chị là 8, 9 giờ, 10 giờ em dậy. Nhưng mà cái hôm đó là chuẩn bị bước ra mùng 1 tháng 7 luôn, là em mơ em thấy người, có người dắt em xuống đó luôn. Mà em nói mấy chị á, là 1 giờ trưa em mới ngủ dậy nha. Là cái giấc mơ đó nó sâu tới nỗi nha, gần 1 giờ trưa em mới ngủ dậy. Mà em đau hết một bên cổ luôn, là em nằm trong một cái tư thế đó và em được dẫn đi nên em thấy được điều đó. Cái xong rồi hôm bữa em cũng kể, thì cũng có một chị khách, chị Mimi, chị mới nói là mẹ của chị đêm đó cũng nằm mơ cái giấc mơ giống như em 90 mấy%. Thì nói xong là người ta cũng sởn da gà luôn. Nói chung em không biết là như thế nào, nhưng mà em thấy nha, em nói chắc nhiều người không tin đâu, nhưng mà em cũng không tin nữa mấy chị. Em nghĩ nó bình thường lắm, nhưng mà tại sao khi mà em xuống đó em cũng cảm thấy không có sợ cái gì hết. Giống như mình chỉ được người ta dẫn để mình thấy được những cái khung cảnh hay những cái nào thôi. Đó, giống như người ta nhắc mình vậy đó, hay là như thế nào cũng không biết nữa. Nhưng mà em giống như là mình có một cái kết nối với cái người đã khuất rất là nhiều. Và em đi đâu hay là như thế nào mà em, người ta mà hạp hạp em bắt đầu là người ta sẽ bám vào, là mình sẽ cảm thấy nặng người, nặng vai, hoặc là mình có thể là mình đau đầu. Nó có nhiều cái. Nhưng mà những người người ta không có tin về dị đoan thì người ta không có tin. Nhưng mà em cũng đâu tin đâu, nhưng mà tới bây giờ em cảm thấy nó rất là đúng luôn á. Nên là thôi các chị ơi, tháng 7 chị đeo ruby ổn không Minh Anh, chị Nhung? Có đeo phong thủy là cái gì cũng tốt hết. Không cần các chị phải đeo ruby hoặc bất cứ cái gì. Các chị có cái vòng phong thủy nào các chị cảm thấy các chị đeo là ok. Mặt ốc lớn cô nhiều lắm nhưng đeo lớn tuổi sao kỳ kỳ Minh Anh ơi. Cô Nguyễn Thảo, có gì đâu mà kỳ, đẹp mà. Mấy chị còn đi làm vàng mà nó to hơn luôn kìa. Hello chị Nguyệt Trần. Thôi được rồi, em làm phước các chị đeo ốc cho nó tốt và nó may mắn nhớ nha. Riêng luôn, nói là phải tin, có kiêng có lành, đúng không? Đợt Covid vừa rồi các chị biết mà, những người người ta mất người ta toàn rơi vào tháng 7 đúng không? Nên em nghĩ năm nay là rằm tháng 7 rất là lớn, vừa là Vu Lan báo hiếu nè, đúng không? Sắp tới là Vu Lan báo hiếu nè, rồi sắp tới là sẽ có nhiều cái và người ta cũng sẽ chi, nói chung là người ta sẽ tưởng niệm những người đã mất tháng 7 rất là nhiều. Năm nay em bảo đảm lớn luôn á, cực kỳ ghê. Nói chung là phải tin mấy chị ơi, em cũng sợ lắm á. Em kể em đứng nơi em nổi da gà, nói nó không có xạo đâu nha, nhưng mà mình, em khẳng định các chị luôn, tại vì em có một cái liên kết gì đó nên là em thấy nó rất là đúng. Ai không tin tin, nhưng mà có những người người ta nghe, người ta đã từng như em, người ta sẽ hiểu. Chị Hoàng Hạnh có lên gì không anh? Anh có lát lên liền luôn. Chị nghe anh dễ thương kể mà chị nổi da gà luôn. Sugar nay chị bị Covid, chị Nguyệt Trần. Ủa sao vậy? Ủa bên Mỹ bây giờ bị Covid lại hả chị? Chị Nguyệt ơi,
Chị Nguyệt dùng dùng đề kháng vitamin C nhiều nhiều vô nha, để tránh bị bệnh nha. Ôi em cũng nghe dạo này cũng bắt đầu là nhiều người cũng người ta cũng hơi bị bệnh lại đó, nhưng mà người ta cũng không test. Các chị cũng nhớ giữ sức khỏe nha. Trời ơi mấy chị ơi, bị là xu lắm luôn á. Em nói thiệt mấy chị luôn, em không biết em bị hay không nha, nhưng mà em không có đo không coi gì hết, nhưng mà em cảm thấy sao tự nhiên dạo này sức khỏe em yếu đi. Nên em nói thiệt cái chị đợt em cảm, em nghĩ chắc em cũng dính, mà tại em không biết. Thiệt sự luôn á. Thôi bây giờ để em tặng. Hôm rồi chị bệnh ho quá trời, có gì uống không em, Minh Anh dễ thương ơi. Em có mật ong đó, nãy em tặng mật ong rẻ lắm. Nãy em bán đủ thứ đó, lát chị Nguyễn Muội coi lại like nha. Rồi, ok, bây giờ để em. Thôi được rồi. U chu cha mẹ ơi. Dạ được rồi. Dạ, em lên mật ốc táo nha mấy chị yêu nha. Ok. Thôi được rồi, bây giờ em sẽ hỗ trợ trong livestream ngày hôm nay. Đây. Mấy chị đi nha. Màu tam phúc lộc luôn nè. Ủa đẹp quá. Đợt này táo về sao đẹp ghê luôn á. Đợt này đẹp lắm chị ạ. Ai lấy mặt táo, các chị ghi là mặt táo. Dạ lấy em cũng phải là mặt táo nha mấy chị yêu nha. Rồi bây giờ em, rồi em ráng hết mình luôn. Còn được mấy người, 9 người. 9 mặt. Ai lấy mặt táo ghi mặt táo. Em gieo duyên em tặng các chị 368.000 một mặt. Dạ lấy em cũng phải là mặt táo nha mấy chị yêu nha. 368. Được chưa? Luôn à. Vui vẻ chưa? Người nghèo nhất cũng mua được. Rồi được chưa? Dạ, em mặc hồi nãy là kiên định trong đầu 368 bán không được. Thôi bây giờ hơi kệ luôn. Chơi luôn. Người nghèo nhất cũng mua được. Được không? Xe và xe và like cho em đang like trực tiếp giùm mấy anh. Dù rẻ mà dù xinh và đặc biệt nữa rất là lộc. Ai coi like các chị chia sẻ like. Dạ em cũng phải là mặc ốc tái mấy chị. 368.000 đồng chu cha mẹ ơi. Thả tim, thả tim, thả tim. Dạ, nói em cũng phải là mặt táo đó chị nha. Có số lượng với chứ chịu nha. 368 mặt nhanh tay giúp em ạ. Mặt táo chị Hồng Liên Nguyễn Như 1. Dạ, có đơn ạ. Huỳnh Phát 1. Dạ, có đơn ạ. Mặt táo Lâm Tuyết Phương. Dạ, có đơn ạ. Mặt táo HS Trần. Dạ, có đơn ạ. Mặt táo chị Hương Vũ. Dạ, có đơn ạ. Nhớ nốt lại, ngày mai chuyển khoản lại cho khách. Dạ, dạ. Mặt táo chị Khánh Hiền. Dạ, có đơn ạ. Mặt táo chị Ruby Nguyễn. Dạ có đơn ạ. Mặt táo chị Thu Đoàn. Dạ có đơn ạ. Mặt táo chị Hoàng Hà An. Dạ có đơn ạ. Mặt táo chị Hằng Võ. Dạ có đơn ạ. Mặt táo chị Bi Ghi Phạm. Dạ có đơn ạ. Mặt táo chị Nguyễn Bích Ngoan. Dạ có đơn ạ. Chị Nguyễn Bích Ngoan khách mới đúng không ạ? Mặt táo tặng cô Nguyễn Thảo. Dạ có đơn ạ. Mặt táo chị Thảo Vy. Dạ có đơn ạ. Ôi chết rồi. Để đếm lại coi nhiêu người rồi. Ai coi like share giùm em nha. Dạ mấy chị xem được like ngoài cho em 1 chấm một xe mấy chị yêu nha. Ù chù trà. Nhiều à. Ôi chết rồi. Mấy rồi? 14. Thôi người nữa đi 15. Rồi xong hết, không nhận đơn. Dạ có đơn ạ. Hồi nãy ghi là nhiêu rồi. Từ từ đợi em một xíu mấy chị ơi. Chấm 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 giùm em. Cho em 1 chấm một xe mấy chị yêu nha. Ủa, từ từ nha. Rồi em qua. Mặt táo không có, đợi hàng về phải không em? Có sẵn, mặt táo em có sẵn, mà không có đợi. Mặt táo em về rồi, mặt táo không có đợi, từ từ. Dạ, nhận ốc với em còn nợ đơn mấy chị yêu ạ. Nhận ốc với em còn nợ đơn mà, nhận ốc với mình như nợ đơn còn được gần 20 người nữa. À, nhận ốc VIP còn nợ đơn tầm 20 người nữa đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Ngày mai bà coi lại những ốc VIP tầm bao nhiêu người đi, tôi nhớ như gần 20 người. Tại vì những ốc VIP là nó làm ra hai kiện. Một kiện là nó trả phân nửa, một kiện là còn một kiện nó nằm chính dung với lại cái gì quên mất tiêu rồi. Nói chung là nó còn một nằm một kiện nữa chưa có lấy được. Rồi em còn một kiện mặt tam phúc lộc nữa chưa lấy ra được. Không hiểu sao đang đợi nè mấy chị. Rồi mặt táo em qua nha. Dạ mặt táo là 368 mấy chị yêu nha. 368.000 đồng một mặt táo. Rồi bây giờ em qua. Bông tai trái tim về chưa vậy bé? Chị Nguyệt Trần. Ủa sao chị có thần giao cách cảm với em không? Ru ra mà ơi. Chị Châu Phan. Chị Nguyễn Bích Ngoan cho 11 số rồi kìa em. Chị Châu Phan. Dạ chị Nguyễn Bích Ngoan cho em xin lại số điện thoại của mình nha. À đúng rồi. Chị Nguyễn Bích Ngoan ơi. Đúng rồi 11 số là đâu gọi được đâu đúng không?
10 hay 11? Đâu, bà gọi thử coi phải không? Hay là chỉ nhìn chỉ lộn? Không, 9. Chị này có số điện thoại bên mình rồi, 909. À, chỉ dư dư số 9 phải không? Dư số 7 hay số 9 chị? À, dư số 7 hả? Chị Bích Ngoan mua hàng bên mình rồi hả? Em thấy có số rồi. Chị Bích Ngoan ơi, cho lại cái số. Ừ, đúng rồi. Chị Châu Vang này chị cũng đi. Em cảm ơn chị. Cũng đúng. Nhiều khi mình cho lộn số cái gọi quà không được, nên Sira cũng không có like được cho mọi người. Táo em làm cho chị thành cái lắc được không chị Nhung? Không được. Tại vì lắc là giá khác. Lắc không có tặng được đâu. Lắc cao lắm. Ôi, hôm bữa em tặng cho mấy chị xong lắc một cái lắc, một cái lắc. Bữa nhập vô nhiêu rồi? Gần 300 ngàn á. Bữa nhiêu? Cái lắc là 200 mấy chục ngàn một cái lắc rồi. Chết luôn á. Chị có thể mình giống khách em. Đâu? Chu cho ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Chị nào vậy? Không biết tên chị, hình như là chị. Đây, khách của em. Mấy chị coi chịu nổi không? Chịu chơi lắm đó. Mua cái mặt trái tim. Rồi mua cái mặt gì vậy? Mặt này chắc chỉ mua ở ở đâu á chứ không phải của em. Mặt này của mình à? Đúng rồi, hai cái. Hai cái mặt dây chuyền gì gắn luôn. Em chả biết chị mua cái này là cái gì nè, em không nhớ. Hai cái mặt oval. Đúng rồi. Chị gắn vô cái mặt lắc trái tim luôn. Mấy chị coi chịu nổi không? Người ta đeo vậy đó. Thành cham luôn. Nè. Chị này thì chỉ đi lên làm vàng trắng nè. Trời ơi, đẹp chưa? Khách em là toàn là nghệ nhân không đó mấy chị. Nè. Đó. Minh Anh chỉ giùm cô làm sao để bóc cái vỏ ra. Cô đi làm vàng cô Thảo. Cô ra ngoài cô kêu người ta là bây giờ là phải hơ. Rồi khửi đó ra. Phải hơ kỹ kỹ một xíu. Và làm thật là kỹ. Đấy, khách em nè, người ta lên vàng trắng nè. Trời ơi. Trời ơi, mấy chị miền Tây không biết mấy chị làm sao mà tiền nhiều lắm. Hôm bữa chị kia chỉ làm lên nguyên một cái bộ vàng, chỉ khoe á, cái vàng của chị là cái cọng vàng như là nó thiệt như cái dây xích chó luôn, bự chà bá lửa vậy nè. Chỉ làm tiền vàng là hơn một cây luôn á, phải không? Làm thấy em nói chuyện hơi thô một xíu nha, không mà bự thiệt. Chỉ làm cho chồng chỉ đeo. Ông chồng ổng cũng chịu chơi lắm nha. Hôm bữa quên, ngày mai bà chụp lại. Nguyên sợi dây chuyền một cây vàng cây hơn á nha, rồi chỉ lên cái mặt ốc tròn, chỉ làm ông chồng chỉ đeo. Còn ơi, có nhiều ông chồng tao rất là tin phong thủy luôn á nha. Cái dây bự vậy nè. Mà có nhiều ông chồng tao không chịu đeo gì hết. Đây, thêm chị nữa nè, lên vàng nữa nè. Cái tim rất đẹp mấy chị. Chưa đâu, mấy chị chưa thấy đâu. Có cái bộ của chị Mimi chỉ làm mười mấy triệu, hai mươi mấy triệu. Hơi bị đỉnh luôn. Khách em nói thiệt với mấy chị luôn á. Nói chung em nói thiệt với mấy chị. Mấy chị mua, nó hiếm là nó hiếm cái con ốc ở bên trong. Cô đem ra họ gậy bị bể hết cô Nguyễn Thảo. Cái này là mình phải hơ nóng đó cô, sao mà người ta mới thảy ra được. Cô Thảo phải hơ nóng. Tại vì người ta đã ép cho thật chặt, không thôi mấy chị mang bị rớt làm sao. Phải hơ lửa xong rồi mới khụi ra được. Đó. Đây. Lên cái mặt trái tim bằng vàng luôn. Vàng trắng xung quanh đính xoàng. Rồi ở trên cái dây chuyền cũng là dây chuyền vàng luôn. Đó, mấy chị thấy hết em không? Còn chị kia nữa. Trời ơi. Mấy chị chụp thành phẩm có thêm chị này nữa nè. Chỉ đeo dây chuyền chỉ chơi luôn lần hai cái mặt oval, chỉ đeo lần vậy đó, mấy chị thấy chịu chơi không? Khách nhà em nhiều người cũng nè, chu ra rất là đẹp luôn mấy chị. Khách em đó kiểu rất là độc luôn nha mấy chị nha, không đụng hàng nha mấy chị yêu nha. Mấy chị coi coi, chỉ lên vàng đó, đẹp ghê luôn á. Đây, người ta quan trọng, người ta quý cái mặt á, cái mặt á bên trong đó mát. Nè mấy chị coi nè, nhẫn mà lên vàng kiểu này nè. Là cái chị trái tim á. Cái chị coi coi, ác không? Vàng mà xoàng xung quanh hết luôn. Em nói thiệt quá đầu tư luôn, mấy chị khách quá VIP luôn á. Thiệt sự luôn. Em nói thiệt là toàn là nghệ nhân không? Khách hàng của Kinh Ly, toàn là mấy chị chơi độc không á. Rồi, còn chị kia nữa, chị nói đợi đôi bông em về đi, chị lên cho em coi. Nhớ chung nhiều người, người ta có cái gu thẩm mỹ ghê lắm. Nên nhiều khi người ta... thật sự là người ta không quan trọng cái vỏ. Tại vì em nói thiệt mấy chị, ốc nó quan trọng cái con bên trong. Nhưng mà cái mặt em đang đeo là cái mặt đắt tiền, với lại xung quanh của nó là bạc lên với vàng trắng nữa. Nên cái mặt em đeo nó mắc lắm, nó không có rẻ. Còn cái mặt này nè, nó là hợp kim và bạc.
Nên nói chung á, hợp kim thì nó nhiều khi nhiều người mà mồ hôi muối hoặc nhiều người mà da người ta nhạy cảm, người ta mang cũng hơi kén. Nhưng mà có những người khách nhà em mang thì vẫn bình thường. Và cái màu hợp kim này, hợp kim và bạc mang rất là bền. Khách chịu chi lắm. Bây giờ lên cho mọi người coi cái này nè. Nè. Ai coi like chia sẻ like nha. 2 nè, 4 6 8 10 12. Ủa nhiêu người rồi? 14. Bà nói là coi phải 14, không bà đếm tư coi bà gì? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ai vậy? Nè, cái này người ta bông mà lên lên nhẫn nè. Đâu? Bà chưa có về nên là chỉ quay cho coi thử. Ủa, khách em lên nè. Đó, khách em lên xong rồi quay cho coi mấy chị. Có ác không? Rất là đẹp mấy chị quá. Ôi, nói thiệt luôn á, khách đam mê kiểu đó đó. Rồi, bây giờ like cho cái này nè. Bông trái tim. Ngày mai là phải lấy lại đôi đeo mới được. Bông trái tim nhiêu người vậy? Báo số lượng luôn duyên. Cho mấy chị coi cái bông trái tim mới bát cháy. Nay bông trái tim về được luôn. Đây. Tru ra mẹ ơi, cho mấy chị coi. Lên một phát. Thiệt sự luôn á, cái bông nó mắc hơn cái nhẫn nhiều nha. Tại vì mấy chị biết không, nó tới hai cái trái tim lận. Còn nhẫn trái tim không Minh Anh cô Thảo? Nhẫn trái tim hả, để con coi con còn không đã. Nhẫn trái tim hình như còn được một chiếc á. Đâu mà đưa cái khay coi. Có cái khay nhẫn không nhớ nó còn không nữa. Đây. Trai trái tim mới mắc nè các chị. Nhẫn trái tim của chị Trần, Trần đó đó. Có không? Rồi ok, nhẫn trái tim còn một cái khách xã nè. Ôi đẹp chưa? Dạ rất là đẹp luôn nha mấy chị yêu nha. Bông trái tim gửi luôn rồi. Nợ ai là gửi hết rồi. Không để mấy tình yêu nhắc đâu. Chuẩn bị nhận hàng nha. Chị cũng chưa có nhận trái tim nè. Những trái tim như được có một chiếc à. Không nhớ nữa, còn không nữa thì không biết nữa. Đây. Để ngày mai em hỏi ông thợ bạc ổng làm sao không bị bể, rồi em nhắn qua cho mấy chị để mấy chị đi làm. Dạ. Mấy chị yêu thấy bông tay có đẹp không? Mấy chị yêu cho em chữ đẹp mấy chị yêu nha. Em nói với mấy chị là quá xuất sắc luôn á. Bây giờ làm sao, làm sao, làm sao đây? Alo mọi người ơi thấy đẹp không mọi người? Dạ, bông tim rất là đẹp mấy chị yêu nha. Cho em xin chữ đẹp mấy chị yêu ạ. Trái tim rất là đẹp mà nó tới hai cái bông lượn cái chị, hai bên của nó là bằng hai con ốc, bằng là bằng hai cái nhẫn rồi đó. Rất là sáng luôn. Trái tim em về mắt hơn cái kia. Chết rồi, rớt đâu rồi? Chết rồi. Chết rồi, mới để đây mà. Đây nè, đây nè. Nó lộn vô những chỗ không cần vô không à. Này, rơi vô mấy cái hàng độc không à. Dạ, bông tim rất là đẹp lắm mấy chị yêu nha. Nếu mà đẹp thì em xin chữ đẹp cho chị yêu nha. Rất là đẹp, rất là sáng luôn mấy chị. Dễ thương lắm luôn. Lên tay rất là sáng nha mấy chị yêu nha. Thấy dễ thương không mọi người? em hơi xí sợ một tí. Chị Hiền Trần lại khoe nữa rồi. Linh Hà quá đẹp luôn. Lên tới đi em yêu. Gì kỳ vậy? Sao khoe gì cũng lên tới hết vậy? Chị chưa có bé ơi. Lên đi bé ơi. Ai chưa có comment lên chơi luôn. Chị này chưa có bông tai trái tim mà cho em chữa chui mấy chị yêu nha. Hôm nay chị nhận được bông tai VIP đẹp xuất sắc, còn thiếu mặt ốc VIP nữa thôi. Ok chị Trinh luôn. Đợi nha, đợi nha. Dạ mấy chị thấy đẹp bông cho em chữa đẹp cho mấy chị yêu nha. Ai chưa có bông bằng gì em, chị Dung Ngọc. Bằng bọc bông này là bông bằng ốc Anh Vũ và bằng bạc. Bông tai này nó được làm bên trong của nó là ốc Anh Vũ. Và đặc biệt nữa nó sẽ có bạc. Bên ngoài của nó là bạc. Rất là đẹp. Dễ thương lắm luôn. Đây. Mẫu trái tim này lên là hơi bị cưng luôn. Dạ mấy chị thấy đẹp không ạ? Cho em xin chữ đẹp này. Bông trái tim hôm nay em mới về. Hôm nay em mới đóng đơn cho mấy chị mà. Sao mấy chị làm được? Sao mấy chị có được? Hoan hỷ cho chị chiếc nhẫn trái tim đi.
Vậy chị sắp được nhận bông tai, lắc tim, mặc táo rồi hì hì. Đó. Về cái nào là trả cho mấy chị yêu mình hết. Không có nợ cái chị cái gì hết. Chu Trâm ơi, đẹp chưa? Dạ, mấy chị thấy đẹp không ạ? Mà chị yêu là chưa có, chị chưa giúp em nha. Bây giờ ai chưa có đâu, ghi chữ chưa. Dạ, chị yêu là chưa có, cho em xin chữ chưa đi ạ. Bông trái tim thì không có rẻ. Bông trái tim thì không có rẻ. Rất rất đẹp. Ai comment chưa, ưu tiên cho ba người chơi giá sóc luôn. Chơi lớn luôn. Đẹp quá. Dạ chị là chưa có thì lấy em chữ chưa cho mấy chị yêu nha. Cái màu nè mấy chị, rất là xinh và đặc biệt cái màu rất rất má ơi là rất là chất lượng luôn. Nguyễn Thị Tường Vi em chưa. Chị Linh Trần chị chưa. Mấy chị ơi, các chị có biết về phong thủy chưa ạ? Đây là ốc Anh Vũ. Hóa thạch xà cừ rất là hên và rất rất là may mắn. Riêng đôi bông tai thì nó là sẽ bằng là hai chiếc nhẫn. Rất mắc. Đôi bông tai này hôm bữa em gieo duyên trên livestream, ai coi mấy lần các chị nhớ nha. 2,5 triệu một đôi. Like gần nhất em có tặng một livestream là bao nhiêu tiền? 999 ngàn. Một đôi bông tai trái tim. Về rất là mắc tiền và rất là cao. Bây giờ em chỉ hoan hỷ 3 chị thôi. Không có đủ. Dạ, lấy em không phải là bông tai trái tim nha mấy chị yêu ơi. Hoan hỷ cho mấy chị luôn. Ba người comment nhanh tay nhất. Hôm bữa đã có một like tặng rẻ 999k rồi mấy chị không chịu lấy. Ai lấy bông tim, các chị ghi là bông trái tim. Em tặng các chị trong livestream ngày hôm nay 499 ngàn. Dạ, lấy em cũng phải là bông. Em chỉ tặng đúng 3 chị khách hàng trong livestream ngày hôm nay. Dạ, lấy em cũng phải là bông trái tim mấy chị nha. 499k chỉ có 3 chị thôi à, mấy chị nhanh tay. Các chị mang đi rồi các chị sẽ cảm nhận rất 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 là hơn. Ai có like các chị ơi, share giùm em một cái livestream nha. Em tặng các chị gieo duyên, các chị ghi giùm em bông trái tim 499 và em chỉ gieo duyên đúng 3 người khách thôi. Dạ, lấy em cũng phải là bông trái tim nha mấy chị nha. 499 là chỉ tặng 3 chị thôi à. Đẹp dễ sợ luôn á. Và đặc biệt rất 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 là xinh luôn. Ai coi like các chị chia sẻ like giùm em nha. Hiểu ý không? Dạ. Chấm bài giùm em nha. Dạ, lấy em cũng phải là bông trái tim mấy chị nha. 499k chị chốt cho 3 chị thôi à. Chu cha mẹ ơi, nói 3 người mà quá trời người luôn á. Bà coi coi số lượng hôm bữa tặng đi. Chứ lại hàng bán nữa, còn nợ ai nữa. Coi lại đi, giờ là may ra còn được 3 người thôi. Bông tai trái tim. Ý là gì, bây giờ là còn dư được 9 cái. Nhưng mà tôi tặng 3 người thôi là còn dư 7. 7 để bán lẻ thôi mấy chị ơi. Thôi không được. Vì nhiều người lấy, yếu nhiều trời. Thôi để bán nữa chứ còn giờ giờ sao tặng khách quen luôn á. Sao sáu 40 thôi được rồi, bà nói lại số 44 đi. Khoan từ từ, không đừng đừng nói, nói chung là giờ mình còn dư tổng nhiêu chiếc. 9 đúng không, 9 đôi đúng không, 4 1 là 9 á. Rồi ok rồi, chơi luôn. Chị là không có hàng bán nữa, thôi kệ đi, chơi luôn đi. Dạ. Lỡ rồi tặng 3 người mà toàn khách quen rồi. Rồi em đọc tên nha. Bông trái tim là 4. Em lúc nào em cũng siêu lòng luôn á. Rồi được rồi, em tặng chị Liên Trần. Dạ có đơn ạ. Chị Ngọc Phượng. Dạ có đơn ạ. Chị HS Trần. Dạ có đơn ạ. Chị Hương Vũ. Dạ có đơn ạ. Cô Nguyễn Thảo. Dạ có đơn ạ. Chị Mai Hồng. Dạ có đơn ạ. Và chị Huỳnh Phát. Dạ có đơn ạ. Rồi nốt lại đi, như đây thôi, không nhận thêm đơn nha. Dạ. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Để lại mấy đôi bán đi, bán tặng ghéo quá. Không được đâu. Chị chưa có mẹ quan âm ốc Anh Vũ trắng bên anh ơi. Ủa hôm bữa mấy anh like chị Thủy Tiên không mua, bà còn sẵn cái mẫu nào ở đây không? Dạ còn một mẫu. Mấy anh like không biết chứ không mua, còn được à. Hôm bữa mấy anh like một like rồi đó mọi người. Mà đẹp lắm luôn á mọi người. Chị Thủy Tiên.
Hôm nay có chị khách chị ghé shop, chị lấy về để chị lên vàng. Đẹp lắm á chị Tiên. Chị Tiên, cho cô xả mặt táo. Ok cô Thảo, nốt lại nha, cô Thảo xả mặt táo. Bà đưa cho tôi cái mẹ Quan Âm đi. Mẹ Quan Âm là có một người xả đúng không? Like em bữa là có chốt like là một người xả. Rồi, còn được một cái là hai cái mẹ Quan Âm. Mẹ Quan Âm là cực kỳ đẹp luôn. Ủa sao vậy, để đây vậy? Nốt lại nha, thả cái mặt táo ra đi cưng. Đây. Ôi đẹp quá mấy chị ơi. Các chị ơi, đẹp chưa? Đây là ốc Anh Vũ, nhưng mà thân của nó là thân bạch ngọc. Các chị thấy xà cừ của ốc chưa? Rất là đẹp luôn mấy chị. Các chị thấy bảy sắc không? Các chị thấy bảy sắc không ạ? Đây là ốc Anh Vũ xà cừ bạch ngọc, bảy sắc của nó. Ở trên là thân bạch ngọc, ở dưới là xà cừ. Nghiêng người mẹ qua các chị sẽ thấy bảy màu luôn. Rất là duyên. Em có một mặt xả và em có một mặt còn lại là còn được hai mặt. Chị nào đang coi like của em, các chị ơi, ai hữu duyên được coi như là lộc nha. Chị nào lấy các chị ghi giùm em là mẹ Quan Âm. Mặt này em bán về, em nói thiệt mấy chị, bán là bán mấy triệu cũng được luôn á. Ai lấy mẹ Quan Âm em tặng gieo duyên các chị 689 ngàn. Dạ lấy em cũng phải là mẹ Quan Âm nha mấy chị nha, 689k. Đẹp cực kỳ. Ai lấy các chị ghi là mẹ Quan Âm nha. Mặt cực kỳ lộc luôn và đặc biệt cực kỳ duyên luôn. Xà cừu lên trên thân mẹ rất là đẹp. Và đặc biệt nữa, cái phần này là trên cái phần con ốc Anh Vũ bạch ngọc. Đây các chị, sáng lắm luôn. Các chị đeo mẹ Quan Âm rất là bình yên ha. Và đặc biệt cái mặt mẹ Quan Âm này em đã sơn rồi. Em sơn nó tại Canada rồi. Các chị về các chị đeo. Còn ai muốn tốt nữa, các chị đợi rằm tháng 7 á, các chị đi chùa, các chị gửi lên các chị sơn cũng lộc lắm. Đẹp cực kỳ luôn. Dạ, lấy em cũng phải là mẹ Quan Âm nha mấy chị nha, 689k khách thỉnh một cái rồi, bây giờ thỉnh thêm một cái nữa mấy chị ạ. Các chị thấy không? Quá đẹp luôn. Mẹ Quan Âm em tặng chị Thủy Tiên. Dạ có đơn ạ. Ai coi like chia sẻ like, còn một mặt nữa em hết. Dạ mẹ Quan Âm 689 nha mấy chị, em còn một mặt nữa nha mấy chị ạ. Rồi, bây giờ em sẽ qua. Đợi em tí. Dạ mấy chị hết lên con thủy hay là sản phẩm gì nữa không ạ? À? Comment giúp em đi ạ. Còn ai đang coi like không mọi người? Chết rồi, nãy giờ nói nhảm không à. Dạ mấy chị yêu em xin 1.1C mấy chị yêu nha. À, em có hộ phát VIP nữa nè. Đẹp lắm. Hổ phách Canada. Ồ đẹp. Dạ hổ phách rất là đẹp luôn mấy chị yêu ạ. À. Hổ phách VIP đó. Hủy vô là các chị ơi, rất là chất lượng luôn. Cái này mắc tiền lắm mấy chị. Em về một lần là em chỉ về mấy chiếc thôi. Hàng mà cao tiền á. Đây. Đây là em đang cầm là hổ phách mực lạp. Mà mực lạp là mực lạp VIP đó các chị. Đẹp lắm luôn. Dạ mấy chị yêu thấy đẹp không ạ? Cho em hình chữ đẹp mấy chị yêu nha. Về được có mấy chiếc. Mấy triệu một chiếc đó các chị. Cái loại này dạng bầu này nè. Mà loại đẹp luôn, người ta bán có những chỗ mà người ta bán phong thủy mặt cao mười mấy triệu một chiếc. Cực kỳ đẹp. Hổ phách mực lạp. Thiên gọi là thiên niên vạn năm. Lên được cái màu. Quá chất lượng luôn. Đấy các chị. Xinh không? Dạ chị nó thấy đẹp mà cho em xin chữ. Xinh cực luôn. Mấy ngày mà ngày mấy cái ngày mà
gọi là rơi vào ngày tháng 7 á, các chị mang hổ phách đi. Riêng về hổ phách á, mấy cái ngày âm mấy chị, mấy cái ngày mà rơi vào tháng 7 á, nó rất là tốt luôn. À em nói cái này nữa, các chị nghe mấy chị đừng mắc cười ha. Nhưng mà em có coi ở trên vài cái bài đăng á và về phong thủy á, người ta nói á, nói chung là tháng 7 á thì người ta gọi là tránh, gọi là người ta gọi là tránh, gọi là quan hệ nhiều về vấn đề vợ chồng. Thiệt, nó sẽ nó gọi là sao ta, nó có cái tà dâm trong người á, nó sẽ có gọi là nó sẽ chia rõ ra ngày nào mùng mấy luôn là không tốt, là sẽ giảm tuổi thọ nè, giảm lộc nè, rồi rơi vào cái ngày mà hoàng đạo chính gì đó là ngày mùng năm, là nếu như mà quan hệ tình dục vợ chồng mà rơi vào ngày đó là sẽ giảm giảm cái lộc quá các chị. Nói chung là em có tìm hiểu nhiều lắm, em coi thì em thấy cũng rất là mắc cười, nhưng mà cái này em chia sẻ thiệt. Đúng rồi, cái này người ta nói là tránh vào cái tháng 7 đó mấy chị, nên là các chị tin thì các chị tin nha. Em thấy nó vui vui thì em kể mấy chị nghe thôi, còn mấy chị nào mà thấy không đúng thì thôi bỏ ngoài tay giùm em. Tại vì cái này là mình chia sẻ nha. Đẹp lắm Minh Anh ơi, chị dám nhìn thôi đó. Mấy chị thấy không, em chỉ dám dơ lên thôi, em chưa dám bán, tại vì này nó hơi cao, mấy triệu chiếc rồi, vốn vô rất là cao luôn. Hộ phách mật lạp loại VIP, mấy chị đeo cái này nè. Nè bà con tôi ngay đó, có cái vòng hộ phách huyết nào không các chị? Các chị đang coi like của em á, các chị thấy hộ phách huyết hay hộ phách này các chị thấy đẹp không? Các chị cho em xin ý kiến. Có cái hộp phách huyết không? Trong cái khay này nè. Có không? Không có gì bà chạy lên lầu tôi đi. Vậy đó nằm trên bàn, gần bàn trang điểm á, tại vì tôi mang á. Khi mà rơi vào những cái ngày âm á, hoặc là tháng 7 á, các chị đeo hộp phách nhiều, rất là tốt luôn, và giảm, đặc biệt là tốt cho sức khỏe. Có ai các chị cho em hỏi một câu nha. Các chị thích hộp phách nào hơn? Hộp phách này hay là hộp phách huyết? Hai cái nó đều tốt, mỗi cái nó có một cái năng lượng riêng, mỗi cái có một cái năng lượng riêng. Hổ phách huyết em có loại đẹp lắm luôn, hổ phách cực kỳ đẹp. Ai chưa có hổ phách huyết đâu, các chị comment đi để em coi. Ai chưa có, các chị tương tác trên livestream em lên loại đẹp cho các chị xem, đẹp cực kỳ. Đợi em tí nha, kiểu này ngon lắm, kiểu này ngon cực luôn á, kiểu đào, đầu mềm kiểu Đài Loan á, rất rất là ngon hả. Vậy là tôi bỏ vô trong cái hộp tủ à. À đúng rồi, bà lên bà không thấy gì đúng không? Đúng rồi. Hôm qua tôi về dọn mấy cái vòng phong thủy tôi bỏ vô trong hộp tủ à, nên không thấy, đúng rồi. Thôi ngày mai đi, ngày mai tháng 7 thì em sẽ gọi lần sau ta. Tháng 7 thì em sẽ hữu duyên hộ phách. Để ngày mai coi em coi cái vòng hộ phách nào em còn. Các chị có thích em tặng hộ phách không? Dạ mấy chị thích chị Minh Anh tặng hộ phách không, mà ngày mai chị Minh ra duyên cho mình luôn ạ. À, ngày tầm ngày mai ngày mốt á, em về được một lô hộ phách là đầu tháng em sẽ giao cho khách sĩ đó. Chỉ đặt một lần hộ phách là mấy trăm triệu đó mấy chị. Tầm ngày mai ngày mốt em về được hơn 5 ký hộ phách, 4-5 loại. Một bọc hổ phách của chị đó, chị đặt là một bọc của nó gần cả mấy chục chiếc á, khách đặt rất là nhiều. Thì các chị có thích hổ phách không? Ngày mai em sẽ tặng vài người một chiếc vòng hổ phách các chị đeo. Hổ phách các chị mang là siêu tài lộc luôn. Và đặc biệt nữa, hổ phách các chị mang là cực kỳ tốt. Dạ, đẹp lắm luôn. Hổ phách không ạ? Mấy triệu một chiếc, nhưng ngày mai em sẽ tặng vài người. Các chị thích thì các chị ghi thích nha. Ngày mai em sẽ kiếm vài người em tặng. Em có cái mặt hộ phách này các chị có chưa? Mặt hộ phách này các chị có chưa? Dạ chị đã có mặt hộ phách này chưa ạ? Còn ai coi like không mọi người? Dạ mấy chị còn coi like cho em một chấm một xem mấy chị yêu nha. Mặt hộ phách này các chị có chưa? Mặt hộ phách này rất đẹp luôn.
ngày mai để em coi ngày mai em còn là hộ khách nào, tại vì em khách lấy số lượng rồi, em coi cái mẫu nào mà em còn dư á, được ít á, còn dư nhiều hơn tí thì em tặng được, còn mã nào em bán hết mã là em không tặng được. Đây đó, có ai chưa có này không? Cái này là mặt dây chuyền hộ phách cũng rất đẹp, xinh lắm luôn, mặt hộ phách giọt nước. Dạ chứ là có mặt hộ phách giọt nước này chưa ạ? Chưa đó nha. Ok chưa, đẹp lắm luôn. Mọi người ơi, mọi người của em đâu hết rồi? Dạ. Mọi người còn coi like không mọi người? Mấy chiêu còn coi like không ạ? Cho em một chấm một xe mấy chị yêu nha. Để ngày mai nha, ngày mai để ngày mai xem. Ngày mai xem coi có dư cái gì không. À đúng rồi, em có một cái này em tính tâm sự tí xíu, không biết cái chị có ưng không. Là như thế này nè, em sẽ dành tặng ra nói chung là vài người, em sẽ kiếm vài người da thật là xấu luôn, do không có được đẹp. Nói chung là sắp tới em sẽ làm hàng gọi là hàng độc quyền á, tại thẩm mỹ viện của Hàn Quốc, là nó là công ty dược phẩm, nhưng mà nó chuyên cung cấp gọi là mỹ phẩm, hàng dược phẩm, là hàng mỹ phẩm đắt tiền đó nha. Em đang tính làm cái bio da vi tảo, mà em tính làm độc quyền kinh ly một loại bio da vi tảo. Nó sẽ tựa như là cái bio da WeCell này nè. Thì bên Hàn Quốc có gửi mẫu về cho em rồi. Có gửi mẫu về cho em rồi, chắc ngày mai là thông quan được. Thay vì cái vi tảo nó sẽ nằm ở trong cái ống này. Này là bio da loại mạnh nha. Thì cái vi tảo mà người ta gửi cho em á, người ta sẽ gửi hàng mẫu. Đáng ra người ta chỉ cho em á là 5 hộp thôi, 5 lọ thôi. Nhưng mà em có xin. Là bây giờ á, là em sẽ xin một ít để em dành em tặng ra cho những người mà da người ta không đẹp á, da không đều màu, và đặc biệt là da chị nào mà không được đẹp, nám nhiều, thì em sẽ kiếm vài chị đó em tặng để cho người ta xài. Cho người ta xài trải nghiệm khi mà da mấy chị đẹp rồi á, mấy chị ủng hộ. Thì cái đó, một cái vi tảo nó rất là mắc, nó lên tới khoảng là mấy không, một ống của nó, một ống nhỏ của nó thì mắc, còn một lọ, một ống nhỏ của nó thì tầm khoảng gần triệu, nhưng mà một lọ của nó là nhiều á, cái lọ đó hình như cũng vi tảo được 2 lần, bio da được 2 lần hay sao á, là tầm gần 2 triệu một lọ. Nhưng em sẽ để coi nghe ngày mai hàng Hàn Quốc về được không ha, ngày mai hay ngày mốt thì em sẽ coi nếu như mà được thì em sẽ lọc ra vài người, em sẽ tặng cho các chị trải nghiệm. Em dành, em kiếm ra mấy người nào mà da không được đẹp á. Đó, thì da không được đẹp, các chị chụp qua tin nhắn để em xem coi. Da không được đẹp, dài người thôi nha. Để ngày mai coi, ngày mai ngày mốt coi về kịp không. Thì em sẽ like cho các chị. Em sẽ lọc ra vài người, em tặng cho các chị cái bio da đó, các chị xài thử, vi tảo. Khi mà da các chị đẹp rồi, các chị coi like, các chị ủng hộ em. Bây giờ là 23:20 rồi. Chắc em xin phép em xuống like ha. Da chị không đều màu nè bé anh, chị HS Trần, ok. Sẽ có quà cho những người hay còn coi like đêm khuya. Và giờ em tính like nữa nhưng mà mệt quá rồi. Để ngày mai lấy sức like tiếp. Giờ tính like nữa nhưng mà hơi mệt quá. Thiệt á. Mai đi, ngày mai coi có hàng về không? Ngày mai like cho mọi người. Ngày mai kiếm ra mấy người da không đẹp nha. Ngày mai kiếm ra mấy người da không đẹp nha. Tặng cho các chị xài nha. Các chị ok không? Ai ok ghi chữ ok. Dạ mấy chị yêu chịu không ạ? Nếu mà chịu thì lên chữ ok giúp em nha mấy chị yêu nha. Để coi ngày mai có thông quan được gì không? Sáng nay bên hải quan nó hình như ngày mai ngày mốt em nhận được thêm một kiện hàng của Canada nữa. Để coi đó là cái gì. Ok, mấy chị chịu chơi thì em sẽ ráng làm cho mấy chị đẹp nha. Dạ, mấy chị cái đó là hàng mẫu á, cái đó là hàng mẫu em xin á. Em nói là cho em xin ít đi, em cho người ta trải nghiệm đó.
rồi người ta sẽ lên like, người ta quảng cáo thì mình mới làm hàng được. Bill Gia có bị châm chích không Minh Anh, chị Nguyễn Nhung? Có chứ. Châm chích nhẹ chị. Bill Gia nói chung là khi mà mấy chị Bill mà bong da thì nó phải châm chích rồi. Nhưng mà cái Bill vi tảo nó sẽ không bị sưng nha. Nó không bị sưng. Và đặc biệt nữa nó sẽ không có bị ngứa và bị sần. Bill là có châm chích để nó châm chích lên để nó đưa tinh chất vào trong da, và đặc biệt nữa là nó sẽ loại bỏ đi cái lớp da mà tối màu của mấy chị chứ. Bill là đương nhiên là nó sẽ có thay, nói chung nó sẽ thay một cái lớp da của cái chị ra. Thật ra thì giữa thay da và bill da nó cũng na ná nhau, nhưng mà tùy sản phẩm thôi, tùy loại thôi. Không lên toner hả Minh Anh, chị Tuyền Lưu? Em tính trốn rồi đó. Mà chị Tiền Lưu vẫn hỏi em. Đâu để coi giờ này ai đang còn coi like chấm cho cái chấm. Dạ chị nào còn coi like em hỏi cho em một chấm một xe nha mấy chị yêu nha. Ai đang còn coi like chấm cho em cái chấm thử. Dạ mấy chị cho em một chấm một xe mấy chị yêu nha. Để em lên cái con nơi cho mình luôn ạ. Đâu giờ ai còn coi like không? Nếu như còn nhiều coi like thì em lên cái toner cho mấy chị. Còn nếu không ai coi like thôi. Đâu để xin cái chấm. Trời nhìn này không kiềm chế nổi luôn. Rất là muốn ăn. Thiệt á. Cái gì? Gì? Để bà ăn thử đúng không? Vân vân quá à. Nhìn nãy giờ á. Rất là muốn ăn luôn á. Bà đừng có thử hoài. Tôi ăn cái này rồi chứ rồi tôi chưa ăn đâu mà, mà ăn là tôi mệt. Thôi kiềm chế lại. Nhìn kẹo không kiềm chế được luôn. Kẹo này ngon lắm luôn á. Có mấy người còn gọi like à? Chị Tiền Lưu ơi, thôi hẹn chị Tiền Lưu ngày mai. Ngày mai đúng trưa mai chắc chắn sẽ like. Dù có mệt lắm cũng phải like. Được không? Dạ mấy chị chịu không ạ? Hứa luôn. Hay là sao? Trời tự nhiên đang máu quá trời luôn á. Máu quá trời máu luôn á. Mấy chị, nếu như các chị còn coi lại. Trời ơi, thấy nhiều người còn coi lại lắm rồi. Cái bill đó nó nằm trong cái hũ bill da đó. Hàng gọi là hàng test đó. Để cho xài, nếu bầu xài được thì cho chị trải nghiệm với da chị còn tàn nhang và không có đường màu, chị Nguyễn Nhung. Thật ra theo em thấy á, thật ra bầu á người chị ta Nhung, vẫn xài được, nhưng mà để chị Nhung đẻ xong chị Nhung dưỡng thì ok hơn. Tại vì mấy chị biết sao không, đổi hay máu chị. Em rất muốn bán nhưng mà bán là cũng phải có cái tấm lòng một xíu nữa mấy chị. Tại vì á, tại vì mặc dù em chưa đẻ thì em không có rành, nhưng mà em thấy á, người xung quanh em đẻ nhiều lắm. Ví dụ giống như khi mà chị đẻ xong, em cũng có đọc, có em tìm hiểu, thì giống như trong quá trình mà chị mang thai là chị có thể thay máu nữa. Thay đổi nội tiết tố cho người. Đúng rồi. Nên nhiều khi mình bill da xong cái tự nhiên nội tiết máu mình nó lại sậm lên nha. Dạ. Tại vì em để ý luôn á, chị có để ý đi, nhiều người mà bị có bầu á. Tại da nó sẽ thâm sạm á. Nách nè, thâm nè, rồi da, rồi thâm nè, tùm lum tà la luôn. Rồi bị mọc lông tai, mọc lông chân nữa. Nên là cái cơ địa của cái người có mang bầu nó khác thường lắm. Nên là ví dụ giống như trong quá trình chị bill mà da chị nó đang gọi là nó đang đào thải độc tố đi, nó nội tiết nó thay đổi, nó lên nám đi, thì mắc công nó lại ảnh hưởng. Nên em không có thiệt, không dám bán. Nếu như mà chị đẻ xong đi chị xài thì em khuyến khích chị dùng luôn. Tại vì em thấy giờ người ta dùng bill nhiều lắm. Không phải như hồi xưa. Hồi xưa á, da người ta không đẹp là người ta đi lăng kim. Mà lăng kim á là mấy chị vô thẩm mỹ viện á, người ta dùng cái cây, mà cái cây đó là hàng ngàn cái mũi kim đúng không? Dạ, đúng. Người ta lăng mà lên máu dữ lắm luôn á. Đợt anh tôi bị mụn á, trời ơi lăng lên đi mấy chị ơi, máu rạn hết dạ cả da luôn. Đó, xong rồi dưỡng da lại rất là cực luôn. Mà bây giờ nó tiện hơn, công nghệ sản xuất ra rồi, nó dùng bill da để giống như mình có thể mình thực hiện cái đó ở nhà luôn. Nhưng mà quan trọng dùng bill da là phải chịu dưỡng nữa. Không ơi, da mấy chị nó yếu lắm. Tại vì các chị không phải là mình nói gì, nhưng mà bill là mình đã bỏ đi lớp da cũ. Đúng không? Dạ đúng. Thì bắt buộc phải dưỡng để cho nó nuôi lại lớp da mới. Khi nó nuôi lại thì lớp da các chị nó sẽ không có bị
đậm màu nám, và nó ai mà lỗ chân lông to thì nó sẽ ấy luôn. Nhưng mà em thấy mấy chị ơi, cứ kiên trì dùng kem retinol cho em thấy khuôn mặt em là nó thay đổi hoàn toàn luôn á. Da em nó có độ bóng hơn, khỏe hơn. Em cảm thấy dùng từ khi em dùng kem retinol, với lại em dùng bio da sinh học, cái loại chai màu đỏ đó. Cái bio da sinh học đó không có bông, nó là nó sẽ đi vào trong cái nang lông luôn. Nó giống như là serum lăng kim vậy đó. Nó giống như có những cái hàng ngàn cây kim ở trong da, nhưng mà nó chỉ chăm chích thôi chứ nó không bong da. Nó giống như serum lăng kim, nhưng đây là peel da thì nó sẽ có bong da. Đó, nó bong da, da mấy chị mới đẹp. Chưa chị đi làm rồi, không có coi like được. Chị HS Trần. Giờ sao ta? Một ống đó đó là một lọ peel da vi tạo đây là cũng mắc đó. Mấy cũng là thuộc dạng là gần triệu mấy rồi đó. Cao quá. Chai toner Pantenol đâu rồi? Chai toner B5 mới để đây thôi. Pantenol. Đây là chai toner. Nhưng mà chai toner này diệu kỳ lắm. Các chị ơi, toner này nó không giống như toner thông thường. Bà cho tôi mượn cái kéo bà Duyên. Đâu rồi? Cái toner này nó không như toner thông thường. Cái toner này là toner Pantenol. Là da chị nào mà nó gặp vấn đề, tất cả các vấn đề trên da thì các chị sẽ dùng cái này. Pantenol là nó lấy từ tinh chất rượu men, nhưng trong dòng Pantenol này nó sẽ có dầu. Các chị nhìn nha. Các chị thấy không? Các chị thấy gì trong chai toner của bên em không? Khi mà em lắc lên, em lắc xuống, nó sẽ có tinh chất ở bên trong. Nó là dầu Pantenol. Khi bình thường, em nghĩ cái chai này nó mới lạ tại thị trường Việt Nam á. Chai này là hàng nội địa của Hàn Quốc. Trên mạng có bán không? Tôi chép rồi. Hàng này hàng nội địa Hàn mà. Em gom hàng độc không à? Đây các chị, đây là Amphor Toner. Chắc lần đầu tiên các chị nghe. Lần đầu tiên các chị nghe, em khẳng định luôn. Nó vừa là toner mà vừa là Amphor. Người ta hay dùng cái tiếp kem Pantenol á, để nó người ta phục hồi da, và đặc biệt người ta trị mụn nè, người ta làm đều màu da, người ta cung cấp độ ẩm cho da. Thì cái chai này nó là vừa là Amphor vừa là Pantenol ở bên trong. Thay vì các chị dùng serum vitamin B5 ở bên Hàn Quốc rất là nổi tiếng, vitamin B5 cái chai Ester Pro á 400 mấy chục ngàn, thì trong đây nó có Amphor Pantenol, hay còn gọi là toner B5. Mấy người mà hay review về da, người ta sẽ rất rành về những cái này luôn. Đắt rất là xa. 2025 đắt của nó là tháng 11. Sorry nhầm, đắt của nó là tháng 1 năm 2025. Pantenol là một cái chất phức hợp từ giống như là lên men từ rượu, và đặc biệt là có từ dầu nhũ hóa. Khi mà em lắc, các chị nhìn nha, cái Pantenol nó sẽ chạy. Đây là thành phần của B5 nè. Mà đặc biệt các chị xài đi. Cái B5 này nè là nó có phục hồi cho da. Sau khi mà mấy chị dùng peel da xong, ngày thứ tư, 3 ngày đầu các chị không dùng được sữa rửa mặt, đúng không? Ngày thứ tư các chị dùng được cái toner này. Toner này sẽ là toner dạng Pantenol B5. Nó sẽ làm phục hồi da rất là nhanh. Và da mà được phục hồi là phải cung cấp độ ẩm. Trong đây có vitamin B5, giúp cho da mấy chị đẹp luôn. Ok chưa? Cái chai này giá bên Hàn Quốc là 1 triệu mấy một chai. Đây, hàng nội địa Hàn. Em toàn săn những hàng lạ, hàng độc và hàng tốt thôi. Ai lấy toner, các chị ghi cho em là toner nha. Dạ, đó em cũng phải là toner nha mấy chị yêu nha. Chị nào đặt toner, các chị comment trong livestream này, em tặng các chị 499.000 một chai. Dạ, đó em cũng phải là toner mấy chị nha, 499k một chai luôn ạ. À. Các chị nhìn đi, nó khác toner thông thường. Toner thông thường nó sẽ không có nhũ hóa Pantenol đâu. Đây các chị. Cực kỳ lạ. Và dòng này rất rất là ok luôn. Ai lấy toner các chị ghi là toner. Đây là toner vitamin B5 Pantenol.
Cái này dùng được cho da dầu và đặc biệt trị liệu được da đang bị kích ứng và da bị mụn. Ai da mụn dùng được toner này cho em luôn. Ai lấy cái chị ghi giùm em là toner B5 nha. Dạ, em có khóa là toner mấy chị yêu nha, 499k luôn ạ. 499k. Đó, tính đi ngủ mà khách hỏi cái phần phải like tiếp. Bye bye bé, chúc bé đi ngủ đây. Trộm vía, da chị mang bầu không lần nào người ta không chị không bị gì cả. Người và da rất là bình thường. Vậy là tính ra cơ địa chị khỏe. Vậy là chính ra chị cũng không có thay đổi gì nhiều. Em thấy người ta có bầu, người ta thay đổi sắc tố tùm lum, người ta đổi da, đổi máu, rồi tùm lum tè le hết. Nên em nhiều khi em cũng ngại, không dám bán cho những người có bầu. Đấy, đẻ xong thì mình dùng thì da mình sẽ đẹp hơn. Ok chưa? Dạ, toner là 499 nha mấy chị nha. Mấy chị nào lấy thì để lại giúp em cứu pháp là toner ạ. Ôi trời ơi, sao vẫn còn 225 người đang coi like vậy? Em đợi mấy chị đi ngủ á. 23:32 rồi. Đâu giờ cho em cái chấm cơ. Dạ mấy chị còn coi like mà. Một chấm nha mấy chị. Đâu giờ cho em thử cái chấm coi giờ này ai đang coi like. Chấm thử cái chấm coi. Ai đang coi like chơi hot luôn. Chơi lớp. Dạ mấy chị cho em một chấm nha mấy chị nha. Ai đang coi like chấm cái chấm. Coi coi giờ này còn nhiều người coi like không? Không thôi đi ngủ. Nguyệt Trần là một. Ngọc Linh Diệp, kẹo đào gì cho chị xem. Chị Ngọc Linh Diệp, kẹo đào này nè. Kẹo đào của Đài Loan. Dạ, kẹo đào rất là ngon luôn chị yêu ạ. À. Nó giống như kẹo thiên đường á. Mà kẹo thì ngon lắm, chị Ngọc Linh Diệp. Kẹo này là 150.000 á. Em đang bán tặng các chị có 59.000 thôi. Em còn được có 5 bịch hết rồi. Kẹo này em mua ăn à, em chia ra. Ôi trời ơi, chị Tuyết Hoa. Ủa, chị bye bye em mà, sao chị vẫn còn coi like vậy. Không được, không được. Toner thì bán rẻ rồi không tặng được gì hết. Hai bịch nha. Chị Ngọc Linh ơi, chị ghi giùm em là 2 kẹo đào đi. Chị ghi giùm em là 2 kẹo đào đi. Lát chị Ngọc Linh coi lại like em đi. Em có bán nhiều mặt hàng rẻ lắm. 49.000, 99.000 à. Chị ghi giùm em đi rồi lát chị coi lại like. Rồi chị có mua gì chị ship luôn lần, đỡ tốn tiền ship chị. Ok. Em chốt chị Thảo Nguyễn 1 luôn ạ. Thảo Nguyễn 1. Thảo Nguyễn 1 bịch. Rồi còn 2 bịch nữa hết. Chị Thảo ơi còn có 2 bịch là chị Thảo ơi lấy giùm em đi chị Thảo ơi. Không bà đừng có năn nỉ khách. Bà để cho tôi 1 bịch. Để dành bịch ăn. 2 kẹo đào. Bà nói chi vậy để chị lấy luôn vậy. Rồi tặng chị Thảo. Rồi hết sập luôn thùng. Em nói rồi em lấy về em ăn rồi nên em bán. Em bán lấy tương tác. Kẹo đào hết hàng rồi. Mấy chị ơi, mấy chị về ăn đi rồi ngon, mấy mốt mấy chị nói em rồi mấy chị em mình gom mua mua chung. Cái bịch này giờ ngoài bán mà bịch to 85.000, 95 không á. Người coi like thì cũng nhiều đấy. Thôi giờ 23:34, giờ ai đang coi like? Em chơi lớn luôn nè. Ôi trời ơi, chị Ngọc Linh Diệp. À thì ra là chị coi like em lâu rồi. Ok, chị Ngọc Linh Diệp, 2 set mặt nạ cho Ngọc Linh Diệp nè. Dạ, có đơn ạ. Đâu rồi, cái thùng quan hàng đâu rồi? Thùng quan số lượng đâu rồi? Ok, bà giấu nữa không? Ok. Bây giờ nha. Bí mật. Chơi luôn đi. Ai lấy thôi không được. Có 499.000 rồi. Thôi được rồi chơi luôn. Ai lấy một chai toner trong livestream ngày hôm nay? Em chỉ bán đúng tặng một lần. Nhưng em chỉ tặng trong livestream đúng ngày hôm nay 3 phút thôi. Ai còn coi được live giờ này coi như là lọc. Em tặng cho các chị một lọ hàng tết tơ Biêu Gia từ Hàn Quốc gửi về. Dạ, nói em cũng phải là toner mấy chị nha, 400. Biêu Gia Vi Tảo, em tặng các chị một lọ tết tơ Biêu Gia cho các chị trải nghiệm. Ai đang còn coi cú đêm giờ phút này có quà. Đáng ra là phải mua 2 chai tại các chị biết rồi.
khi em tặng bill da hóa đơn phải trên 1 triệu đỡ lên em mới tặng được. Chai này em đã tặng cái chị thêm bill da nữa em không tặng được. Ai lấy cái chị ghi giùm em là toner B5. Em dành tặng ra trong livestream này 3 phút đồng hồ. Ai lấy toner B5 em tặng cho các chị một lọ bill da vi tạo. Dạ, trời lớn luôn. Phải là toner B5 của chị nha, 499k, mua một tặng cho mình một tester bill da luôn ạ. À. Tặng cho mấy người trải nghiệm xài đi, siêu 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 đẹp. Một lọ đó để ngày mai em hỏi lại ở bên Hàn Quốc là xài được một lần hay là hai lần. Tại vì cái mẫu đó là chuẩn bị nữa em sẽ làm thương hiệu độc quyền ở bên Hàn Quốc. Em sẽ tính làm để sau này mình bán lâu dài luôn. Tại vì cái dòng sản phẩm đó em thấy bên Hàn Quốc người ta xài cũng rất rất là nhiều. Ai lấy cái chị ghi giùm em là cái gì quên rồi. Dạ toner B5 mấy chị yêu nha. Ok 199 chưa? 199k mua một tặng tặng cho một các chị mà. Một cái vi tạo bill da. Bill da vi tạo. Từ từ đi thôi, để ngày mai ngày mốt đi. Mai để ngày mai đi, lát em like xong em hỏi coi ngày mai có thông quan được cái lô bill da bên Hàn Quốc về không. Em cho các chị coi. Cái đó là hàng mẫu. Nhưng mà sau này em bán một bộ là mắc đó nha, không rẻ đâu nha. Tại vì một lần các chị bill da, các chị mua hàng xịn á, ít nhất cũng phải là mấy trăm ngàn đổ lên cả triệu bạc một bộ rồi. Nên là không có giá rẻ đâu. Nên để ngày mai đi. Thôi tao nơi 5 giờ nay không nhận đơn đi cho suy nghĩ lại đi thôi, không được. Thôi ngày mai đi, ngày mai em báo lại. Ngày mai đi, ngày mai ngày mốt đi em coi thông quan được không, em like cho mọi người coi rồi em hướng dẫn các chị sử dụng. Tầm đầu tháng 8 em thay da đó. Tầm đầu tháng 8 em sẽ bill da. Trong lúc em bill em sẽ live stream cho mọi người coi luôn. Ok không? Trong lúc bé anh bill, bé anh sẽ live trực tiếp cho mọi người coi em bill luôn. Rồi mọi người sẽ theo dõi cái da của em trong vòng 2 cho tới 3 ngày. Trong lúc em bill thì em cũng sẽ không có rửa sữa rửa mặt hay gì hết. Và em sẽ chịu xấu trong vòng những ngày đó luôn. Đó. Thôi kệ, những ngày bill da là những ngày tồi tệ đó mấy chị. Tại vì sao ta? Mấy ngày bill da da mình nó lột ra rồi nó bong ra, nhìn nó ghê ghê lắm. Bẩn bẩn thiệt á. Em thấy người ta bill da người ta cũng lột đi nè, mà em thì em ghét cái gì nó lột trên da mặt em lắm. Nhưng thôi. Em sẽ bill để em mấy cái lỗ chân lông bự của em nó đi luôn. Với lại mấy cái mụn thâm nhẹ của em. Ok. Thôi, like tới đây đi, ngày mai mình gặp lại nha mấy chị. Hẹn mọi người chắc chắn trưa mai 2 giờ em sẽ like. Ngày mai 2 giờ các chị có live stream của bé anh. Hẹn gặp lại mọi người. Bye bye. Chúc các chị ngủ ngon. Bye bye các chị yêu của em ạ. Ngày mai nha. Trưa mai 2 giờ. Chiều mai 2 giờ. Các chị coi live stream của bé anh nha.